Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1866, một hợp tình hợp lý ngoài ý muốn. À, bố tôi rất hâm mộ năng lực công tác của ngài. Trần Đông Chính giống như cảm thấy vừa rồi mình có hơi cứng nhắc, thế nên lúc này cố ý bổ sung thêm một câu. Sầm Vật Cương cười cười, tính chân thật của những lời này là đáng phải xem xét, thế nhưng lão hiểu rõ mà không chọc phá vào toan tính của Trần Đông Chính. Chỉ khẽ gật đầu nở nụ cười khiêm tốn mà thôi. Hai người nói chuyện thêm vài phút, Trần Đông Chính muốn đứng lên cáo từ. Khi đứng lên thì hắn chợt nói, Bí thư Sầm, bố tôi nói Hồng Đạo có năng lực công tác tầm thường, cứ để cho anh ấy thành thật đi làm công tác nghiên cứu học tập thì hay hơn. Nghiên cứu học tập có ý nghĩa là gì thì Sầm Vật Cương hiểu rõ ràng, nhưng Sầm Vật Cương nghĩ đến trình độ của giám đốc Sở mà không khỏi cười lạnh, thật sự làm bẩn bốn chữ nghiên cứu học tập. Nhưng Trần lão tỏ thái độ như vậy cũng xem như giải quyết khó khăn trước mắt. Sầm Vật Cương lại ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc, lão uống ngụm trà lạnh, đầu óc chợt chấn định. Lão cầm điện thoại bấm vài con số, sau đó nghiêm túc nói với bên kia, Chủ tịch Tử Quân, có chuyện tôi và anh cần phải nghiên cứu. Khi gió mạnh cuốn sạch những chiếc lá còn sót lại trên cây thì Trần lão rời khỏi mật đông. Gió lạnh thấu xương đến từ phương Bắc làm cho đồng ruộng như rơi vào trạng thái ngủ say, thế nhưng quan trường mật đông căn bản không ngủ say như vậy. Mùa đông năm nay sự kiện lớn nhất trong quan trường mật đông chính là thư ký trưởng Trương Tề Bảo của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tiến lên làm phó chủ tịch tỉnh, bổ nhiệm này thật sự làm cho không ít người khiếp sợ. Bàn về lý lịch thì Trương Tề Bảo có cấp bậc giám đốc Sở nhiều năm, bây giờ tiến thêm một bước cũng coi như cực kỳ hợp tình hợp lý. Nhưng một vài người hiểu về nội tình thì biết rõ ràng trước khi có văn kiện bổ nhiệm Trương Tề Bảo thì quan trường mật đông có những con sóng mạnh mẽ như thế nào. Những người không hiểu rõ nguyên nhân sâu xa của nó thì căn bản cực kỳ hâm mộ Trương Tề Bảo, dù sao thì hai năm trước người này cũng chỉ là một vị phó thư ký trưởng, mới hai năm qua đi mà bây giờ đã là một trong những vị phó chủ tịch tỉnh. Mặc dù chức vụ phó chủ tịch tỉnh của Trương Tề Bảo có vị trí sau cùng, thế nhưng ít nhất cũng là một trong các vị chủ tịch tỉnh. Sự kiện này mang tính lịch sử rất lớn với tương lai phát triển của Trương Tề Bảo. Nếu so sánh với sự kiện Trương Tề Bảo được điều động làm phó chủ tịch tỉnh thì còn có một sự kiện làm cho người ta không mấy chú ý, đó chính là điều động liên quan đến giám đốc Sở Hồng Đạo Sở Khoa học Công nghệ. Sở Hồng Đạo là một trong các vị phó hiệu trưởng trường đảng, nhưng chỉ là một trong các vị phó hiệu trưởng mà thôi. Mặc dù cấp bậc vẫn là giám đốc sở thế nhưng ý nghĩa của nó căn bản khó thể giải thích được. Chào Chủ tịch Trương, Cổ Dương thấy Trương Tề Bảo đi đến thì gương mặt đầy nụ cười, tuy Trương Tề Bảo đã không còn là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, bây giờ còn chưa có người đến thay thế, nhưng Trương Tề Bảo vẫn là đại quản gia của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hai năm qua mỗi ngày Trương Tề Bảo đều đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, luôn đi vào phòng thư ký báo cáo một tiếng. Bây giờ thân phận thay đổi nhưng thói quen vẫn không thay đổi. Cổ Dương, Chủ tịch đang bận rộn gì vậy? Trương Tề Bảo cũng không ngồi xuống ghế mà thuận miệng hỏi. Cổ Dương căn bản cực kỳ kính sợ Trương Tề Bảo, hắn muốn làm cho thư ký trưởng nhìn thấy điểm sáng của mình, sau đó chức vụ của mình sẽ được quyết định. Tuy trong mắt người ngoài thì hắn luôn là thư ký của Chủ tịch Vương, thế nhưng thực tế thân phận hiện tại vẫn là lập lờ nước đôi. Chủ tịch vừa mới hội kiến một vị khách châu Âu, bây giờ đang xem văn kiện. Cảnh sát nói rồi đưa sang một ly trà cho Trương Tề Bảo, Chủ tịch Trương, nếu ngài có chuyện gì thì bây giờ Chủ tịch Vương có thời gian rảnh. Trương Tề Bảo khẽ gật đầu, khi hắn chuẩn bị rời đi thì chợt nhớ ra điều gì đó, Cổ Dương, gần đây ai thường xuyên đến gặp mặt Chủ tịch Vương? Chủ tịch Trương, có nhiều người đến, à, Cổ Dương nói một nửa câu thì hiểu ý của Trương Tề Bảo, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, Chủ tịch Trương. Chủ tịch Tần của thành phố Thanh Chuyên gần đây thường xuyên đến gặp Chủ tịch Vương. Trương Tề Bảo khẽ gật đầu mà không nói gì thêm. Chủ tịch, ngài bận rộn gì thế? Trương Tề Bảo đẩy cửa đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, khi thấy Vương Tử Quân đang xem văn kiện thì vội vàng châm trà đầy ly cho Vương Tử Quân, sau đó ngồi xuống ở vị trí đối diện. Vương Tử Quân nhìn Trương Tề Bảo đưa ly nước đến, hắn cười tươi nói, Chủ tịch Trương, bây giờ anh là phó chủ tịch tỉnh. Những chuyện nhỏ nhặt thế này cứ để cho Cổ Dương xử lý. Chủ tịch, ngài đừng nói vậy, tôi có thể không còn là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, thế nhưng vẫn còn tư cách rót nước cho ngài, thế nên ngài đừng cướp đi mất.
Trương Tề Bảo nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân cười cười nói, có thư ký trưởng chủ trì công tác thì tôi căn bản là yên tâm. Tôi đã thương lượng với Chủ tịch Hà, cảm thấy anh có kinh nghiệm ở phương diện này, thế nên trước tiên cho anh nắm bắt công tác văn phòng. Trương Tề Bảo là phó chủ tịch tỉnh tiến lên từ vị trí thư ký trưởng, tất nhiên hắn cam tâm tình nguyện nắm bắt công tác cũ của mình, nhưng hắn biết đó là phạm vi của Hà Kiến Trương, có nghĩ cũng cảm thấy xa vời. Không ngờ Chủ tịch Vương lại sớm sắp xếp xong công tác cho hắn, xem ra Chủ tịch Vương rất coi trọng mình. Hắn nghĩ như vậy thì nhanh chóng tỏ thái độ, Chủ tịch, tôi nhất định sẽ hỗ trợ Chủ tịch Hà, sẽ cố gắng nắm bắt thật chặt công tác văn phòng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi nói sang chuyện khác, Chủ tịch Trương, phương diện tiếp nhận công tác như thế nào? Tôi đang tiếp xúc với những lãnh đạo đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Trương rất giúp đỡ công tác của tôi. Trương Tề Bảo nói đến Trương Bản Tiến thì giọng điệu có vài phần kính cẩn. Vương Tử Quân khoát tay chặn lại, chuyện này trước tiên không nên gấp gáp. Trước tiên không nên gấp gáp, như vậy có ý gì? Trương Tề Bảo tuy luôn đi theo Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này lại có chút mê hoặc. Phải biết rằng văn kiện bổ nhiệm của hắn đã được đưa xuống, mặc dù còn chưa có phân công rõ ràng, thế nhưng phạm vi công tác trước đó của Trương Bản Tiến chắc chắn sẽ nằm trong tay hắn. Chủ tịch Vương lúc này đang làm gì? Chẳng lẽ... Trong đầu Trương Tề Bảo lóe lên nhiều ý nghĩ, đúng lúc này chợt nghe Vương Tử Quân nói, anh nhìn xem phương án này thế nào. Trương Tề Bảo tiếp nhận bản thảo hai trang từ trong tay Vương Tử Quân, hắn thấy bên trong ghi chữ chẳng chịt. Hắn đưa mắt nhìn, chống ngực không khỏi đập nhanh hơn. Phương án này không quá dài thế nhưng nội dung chủ yếu của nó lại là phân công ở phía Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong chuyện này có nhiều người tiến hành điều chỉnh phân công. Chương 1866, 2, hợp tình hợp lý ngoài ý muốn. Trương Tề Bảo là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tiến lên phó chủ tịch tỉnh, hắn nhìn vào và thấy rõ ý nghĩa của tài liệu này, ví dụ như phương diện đối phó với chủ tịch Nghiêm Khâm Binh thì tiến hành điều chỉnh phân công tương ứng. Nghiêm Khâm Binh là phó chủ tịch tỉnh và kiêm nhiệm cục trưởng cục công an tỉnh, bây giờ dựa theo phân công của Vương Tử Quân. Người này không còn là cục trưởng cục công an tỉnh mà được phân ra nắm công tác khác. Như vậy Nghiêm Khâm Minh không còn là cục trưởng cục công an, có lẽ sẽ phải có điều chỉnh khác ở cục công an. Xem ra Chủ tịch Vương chuẩn bị động tay vào cục công an tỉnh. Vương Tử Quân đến Mật Đông được 2 năm, căn bản chưa từng có ý nghĩ động vào ban ngành, lần này liệu Bí Thư Sầm có ngăn được Chủ tịch Vương động vào phân công ban ngành Ủy ban Nhân dân tỉnh hay không? Khi Trương Tề Bảo đang suy nghĩ như vậy thì điện thoại trên bàn làm việc của Vương Tử Quân chợt vang lên, nhưng khi Trương Tề Bảo cầm điện thoại lên đặt bên tai thì vẻ mặt chợt biến đổi. Chủ tịch Vương có phải không? Tôi là thư ký của Bí Thư Triệu gặp tai nạn xe, bây giờ đang được cứu chữa ở bệnh viện. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói có vài phần nức nở. Tai nạn xe, Triệu Hiểu Bạch sao lại xảy ra tai nạn xe? Khoảnh khắc này Trương Tề Bảo căn bản không có mấy toan tính, phải biết rằng hắn có quan hệ tốt với Triệu Hiểu Bạch, cũng xem trọng người thanh niên này, thế nên càng giúp đỡ công tác của Triệu Hiểu Bạch ở dưới huyện. Hôm nay làm sao vậy? Sao lại có sự cố như thế? Thư ký Trần không nên quá gấp gáp, nói tôi biết là có chuyện gì xảy ra được không? Trương Tề Bảo căn cứ vào lời nói của Trần Thái Trung mà hiểu chuyện gì xảy ra. Thì ra hôm nay Trương Tề Bảo lái xe đi đến xã Kỳ Lăng kiểm tra công tác đả kích lò than thổ phỉ, khi xe lên đến sườn núi, một chiếc xe chở than giống như ngựa thoát cương đâm sầm về phía xe Triệu Hiểu Bạch. Đúng lúc nguy cấp thì lái xe của Triệu Hiểu Bạch phản ứng rất nhanh, đánh tay lái ở đường núi muốn thoát ra, thế nhưng đường núi quá hẹp, xe than tốc độ quá cao nên tránh không kịp, xe than đâm sầm vào xe của Triệu Hiểu Bạch. Cũng may xe kia chỉ húc vào bên cạnh. Nếu không xe và người sẽ rơi xuống vực, chiếc xe than đá kia lại rơi xuống khe núi. Hiểu Bạch bây giờ thế nào rồi? Trương Tề Bảo nghe Trần Thái Trung báo cáo thì phản ứng đầu tiên là khẳng định vì sao có nhân tố tai nạn xe, thế nhưng hắn vẫn quan tâm đến Triệu Hiểu Bạch hơn. Chủ tịch Trương, bây giờ Bí Thư Triệu đang hôn mê, tôi nghe bác sĩ nói hình như đã thoát khỏi tình huống ảnh hưởng đến tính mạng. Trần Thái Trung biết người tiếp điện thoại là Trương Tề Bảo nhưng tâm tình vẫn rất kích động. À, vậy thì tốt. Tiểu Trần, cậu đi tìm giám đốc bệnh viện, nói là yêu cầu bọn họ làm tốt công tác cứu chữa. Tôi sẽ liên lạc với tổ chuyên gia trong tỉnh, có lẽ nửa giờ sau sẽ đi đến bệnh viện.
Trương Tề Bảo nói đến đây thì trầm giọng, kẻ gây tai họa thế nào rồi? Chủ tịch Trương, người kia đã chết, xe nát người chết. Trần Thái Trung nói đến đây thì vẫn còn có vẻ kinh hồn khiếp vía, chủ tịch Trương, tôi cảm thấy vụ tai nạn này rõ ràng là người ta sớm có mưu đồ. Có mưu đồ từ sớm, tâm tư Trương Tề Bảo chợt lạnh lẽo, phải biết rằng bây giờ người chết và xe cũng nát, nếu như có người cố ý, phương thức lại quá thảm thiết như vậy. Cậu có chứng cứ gì không? Trương Tề Bảo không phải là cán bộ trẻ tuổi, hắn trầm ngâm giây lát rồi hỏi đến vấn đề mấu chốt. Tôi không có chứng cứ, thế nhưng tôi biết rõ hôm trước Bí thư Triệu có nhận được một bức thư đe dọa, bên trong có một lá thư và vài viên đạn. Trần Thái Trung nói đến đây thì có chút kích động, chủ tịch Trương, bức thư kia nói nếu như Bí thư Triệu không cho bọn họ con đường sống, bọn họ sẽ để cho Bí thư Triệu đi trên con đường chết. Trương Tề Bảo nghe như vậy mà không khỏi có chút run rẩy. Hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân vỗ bàn nói, anh hỏi xem lái xe của Hiểu Bạch thế nào. Nếu như không có việc gì, để cho ban ngành cảnh sát giao thông tiến hành xem xét độ cồn. Xem xét độ cồn của lái xe, Trương Tề Bảo có chút sững sốt nhưng lại hiểu ra ngay lập tức Vương Tử Quân muốn làm gì, hắn nhanh chóng truyền đạt lại cho Trần Thái Trung. Sau khi buông điện thoại của Trần Thái Trung, Trương Tề Bảo đơn giản báo cáo sự việc cho Vương Tử Quân, sau đó nói, chủ tịch, tôi cảm thấy sự việc này giống như lời của Tiểu Trần, hình như người ta có mưu tính từ lâu rồi. Vương Tử Quân không nói gì, lúc này tâm tình cực kỳ bình tĩnh. Mặc dù sự cố xảy ra giống như ngoài ý muốn, một chiếc xe tải chở than đá từ trên dốc chạy xuống đâm phải xe của Triệu Hiểu Bạch. Tuy Triệu Hiểu Bạch bị thương nghiêm trọng, thế nhưng người gây tai nạn cũng đã chết. Nếu không phải vì vị trí hiện tại của Triệu Hiểu Bạch, chỉ sợ đây chỉ được xem như là tai nạn giao thông bình thường. Nhưng Triệu Hiểu Bạch là lãnh đạo đứng đầu huyện, Vương Tử Quân căn bản không nghĩ như vậy. Khoảng thời gian gần đây Triệu Hiểu Bạch báo cáo đang kiểm tra đả kích các lò than và mỏ khoáng trái phép. Trong sự kiện này Vương Tử Quân từng đề tỉnh một câu, yêu cầu chú ý làm việc, không ngờ Triệu Hiểu Bạch thật sự xảy ra chuyện. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập. Người gọi điện thoại đến lần này là Bí thư Thị ủy Thanh Chuyên, là Phùng Vũ Trách. Lúc này Phùng Vũ Trách trầm giọng nhận kiểm điểm với Vương Tử Quân, chủ tịch Vương, tôi không làm tốt công tác, không nhắc nhở ngài, lúc này Hiểu Bạch đã xảy ra chuyện. Bí thư Phùng, bây giờ sự cố đã xảy ra, cảnh sát giao thông nhận định thế nào? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng nhàn nhạt nói. Chủ tịch Vương, ban ngành cảnh sát giao thông đang tiến hành điều tra kỹ càng, cho rằng đó là một sự kiện xe tải chở than đá chạy nhanh và phanh không nhạy dẫn đến tai nạn giao thông. Giọng nói của Phùng Vũ Trách không quá lớn nhưng có vài phần cẩn thận. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng nhàn nhạt hỏi, anh thấy sự kiện này như thế nào? Chủ tịch, tôi cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Phùng Vũ Trách trầm ngâm giây lát rồi nói, chuyện này quá mức trùng hợp, trước đó không lâu Hiểu Bạch còn bị người ta uy hiếp. Là tôi quá chủ quan không bảo vệ tốt phương diện an toàn cho Hiểu Bạch, mong chủ tịch xử phạt. À, tôi biết rồi, bây giờ Hiểu Bạch thế nào rồi? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng quan tâm hỏi. Chủ tịch, tôi đang chạy về huyện, theo như những gì nhận được từ bệnh viện, tình trạng của Hiểu Bạch tuy không nhẹ thế nhưng đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Phùng Vũ Trách nghe Vương Tử Quân hỏi về tình hình của Triệu Hiểu Bạch. Hắn thật sự cảm thấy may mắn vì mình có hạ lệnh cho giám đốc bệnh viện, không tiếc bất cứ giá nào để cứu giúp Triệu Hiểu Bạch. Chương 1867, quét sạch nhân tính phát rồ. Phùng Vũ Trách công tác nhiều năm ở Thanh Chuyên, biết rõ tình huống khắp nơi. Khi giá cả tài nguyên liên tục tăng lên, món lợi cách xù từ hoạt động khai thác trái phép này làm cho tâm tính con người trở nên điên cuồng. Có những người vì giữ lại lợi ích của mình mà cho ra những hoạt động cực kỳ liều lĩnh. Điều này cũng không có gì là kỳ quái. Nhưng hắn cảm thấy căm tức vì đám người kia dám hạ tử thủ, hơn nữa lại ra tay độc ác như vậy. Triệu Hiểu Bạch là ái tướng của Chủ tịch Vương, sau 2 năm làm thư ký thì xuống huyện làm bí thư huyện ủy, nhưng lại xảy ra sự kiện thế này, điều này làm cho Phùng Vũ Trách cực kỳ uất ức. Thư ký có bóng dáng của thủ trưởng, anh không quan tâm tốt cho bóng dáng của thủ trưởng, như vậy sao có thể được thủ trưởng coi trọng? Điện thoại của Vương Tử Quân liên tục vang lên, một phút sau khi cúp điện thoại với Phùng Vũ Trách, Tần Hoài Trung cũng nhanh chóng điện thoại đến. Nội dung cuộc điện thoại này không khác gì Phùng Vũ Trách, cũng là nhận kiểm điểm với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân căn bản cũng không nói gì với sự việc nhận kiểm điểm này, hắn chỉ cường điệu nên làm tốt các công tác, điều tra rõ ràng nguyên nhân hậu quả của sự việc. Chủ tịch Vương, tổ chuyên gia đã xuất phát, 2 giờ sau sẽ đến, nếu không thì tôi cũng đi một chuyến. Trương Tề Bảo trầm ngâm giây lát rồi khẽ đề nghị với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói, tôi và anh cùng đi. Trương Tề Bảo trần chờ giây lát, cuối cùng cũng không dám cho ra lời nghi vấn với quyết định của Vương Tử Quân. Khi đám người Vương Tử Quân nhanh chóng chạy đến bệnh viện huyện, lúc này phần lớn cán bộ lãnh đạo thành phố Thanh Chuyên đều đã có mặt. Phùng Vũ Trách thấy Vương Tử Quân cũng đến thì nhanh chóng tiến lên nghênh đón, Chủ tịch Vương, tổ chuyên gia xác nhận bí thư Hiểu Bạch đã vượt qua tình huống nguy hiểm. Vương Tử Quân căn bản thả lỏng hơn một chút, hắn bắt tay với Tần Hoài Trung đi theo sau Phùng Vũ Trách, thoát khỏi tình huống nguy hiểm là tốt rồi, chủ yếu là bị thương ở đâu. Chủ tịch Vương, ngoài gãy xương cánh tay thì đầu cũng bị tác động mạnh. Phùng Vũ Trách đi theo sau lưng Vương Tử Quân rồi khẽ nói, chúng tôi không làm tốt công tác, điều này. Thiên tai khó thể tránh được, bây giờ không phải lúc kiểm điểm, để sau này hãy nói. Vương Tử Quân nhàn nhạt nói một câu rồi đi về phía phòng bệnh. Mặc dù những người bị nặng không cho người khác đi vào tham quan, thế nhưng Vương Tử Quân đến thì giám đốc bệnh viện không còn gì để nói. Vương Tử Quân nhìn Triệu Hiểu Bạch nằm trên giường bệnh với hàng đống dây nhợ. Tâm tình của hắn hạ xuống rất thấp. Hơn 2 năm qua Triệu Hiểu Bạch liên tục trưởng thành bên cạnh Vương Tử Quân, thế nhưng người thanh niên này luôn cho Vương Tử Quân cảm giác rất tốt, là người tràn đầy sức sống, cười tươi vui vẻ, không ngờ vừa rồi mới thoát khỏi tử thần. Chủ tịch, chúng tôi muốn đưa Hiểu Bạch đến bệnh viện thành phố để tiến hành trị liệu, thế nhưng các chuyên gia đề nghị không nên di chuyển nhiều, thế nên chúng tôi chờ sau khi ổn định tình hình mới đưa Hiểu Bạch đi. Vì đảm bảo bệnh tình không có tiến triển xấu, chúng tôi đã rút những người có khả năng ở bệnh viện thành phố, đồng thời còn đưa cả dụng cụ chuyên dụng đến. Phùng Vũ Trách đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân, hắn càng cảm thấy không yên. Tuy vấn đề này nói là tai nạn thế nhưng nếu như Chủ tịch Vương chút giận lên đầu hắn, hắn cũng khó gánh được. Vương Tử Quân gật đầu nói, đã điều tra rõ ràng nguyên nhân sự cố chưa? Đã điều tra rõ ràng. Người lái xe gây tai nạn tên là Mã Đại Tráng, là người thôn Nhị Hà, những năm qua liên tục làm tài xế. Sau khi trải qua xét nghiệm và điều tra sơ bộ, Mã Đại Tráng hôm nay có uống rượu, còn uống với ai thì đang tiến hành điều tra. Phùng Vũ Trách nói rồi quay sang một người đàn ông mặc trang phục cảnh sát, Cục trưởng Lưu, anh đến báo cáo cho Chủ tịch Vương. Vương Tử Quân nhìn quân hàm cảnh sát của Cục trưởng Lưu, hắn biết người này là lãnh đạo Cục Công an thành phố Thanh Chuyên. Hắn trầm giọng hỏi, Cục trưởng Lưu, tình hình đã được điều tra rõ ràng chưa? Cục trưởng Lưu cũng là nhân vật phong vân ở thành phố Thanh Chuyên, có ai dám chọc vào Cục trưởng Cục Công an thành phố? Nhưng lúc này đối diện với Vương Tử Quân thì vẫn cảm thấy căng thẳng. Dù sao người trẻ tuổi này cũng là lãnh đạo chủ yếu của mình, đừng nói là mình, cho dù là Phùng Vũ Trách cũng tỏ ra cực kỳ cung kính. Báo cáo Chủ tịch. Các chuyên gia của đội cảnh sát giao thông thành phố Thanh Chuyên đã đến hiện trường điều tra xác định chứng cứ, xác nhận đây là sự cố tai nạn giao thông do lái xe say rượu. Mã Đại Tráng say rượu lái xe, tính chất quá ác liệt, chịu toàn bộ trách nhiệm. Vương Tử Quân nhìn Cục trưởng Lưu, cũng không nói lời nào. Dưới ánh mắt chăm chú của Vương Tử Quân, Cục trưởng Lưu cảm thấy áp lực trên người mình là quá lớn. Hắn muốn nói thêm vài lời với Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này lại không nói nên lời. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói, các anh nên cho ra tài liệu báo cáo tường tận về vụ việc này. Vâng, lúc này Cục trưởng Lưu mới thở dài một hơi, nhưng hắn cảm thấy áo quần sau lưng đã ướt đẫm. Vương Tử Quân rời khỏi bệnh viện mà cũng không đi ngay, hắn đi vào nhà khách huyện ủy. Điều kiện của nhà khách huyện ủy khá bình thường, không những có vài phần cũ kỹ, thiết bị cũng loang lổ, rách mướp. Nếu như là trước kia thì Phùng Vũ Trách và Tần Hoài Trung nhất định sẽ đề nghị Vương Tử Quân về thành phố nghỉ ngơi, thế nhưng bây giờ hai người đều biết tâm tình của Vương Tử Quân là không tốt, ai cũng không dám nói lung tung, đỡ làm cho Chủ tịch Vương mất hứng. Sau khi dùng cơm tối đơn giản thì Phùng Vũ Trách đi đến phòng của Vương Tử Quân, hắn ngồi xuống vị trí đối diện, sau đó dùng giọng kiểm điểm nói, Chủ tịch, tôi căn bản không quan tâm đủ đến Hiểu Bạch, là tôi quá chủ quan. Trước đó tôi nghe nói có người gửi thư đe dọa Hiểu Bạch, thế nhưng tôi không quá quan tâm,
thế nên mới xuất hiện sự cố này, kính mong ngài phê bình. Vương Tử Quân không nói gì, cứ để cho Phùng Vũ Trạch đứng như vậy. Đối với Phùng Vũ Trạch thì nếu như Vương Tử Quân thật sự có ý kiến với mình, rằng Phùng Vũ Trạch là bí thư thị ủy mà không nghe qua thông tin nào về sự kiện này, như vậy Vương Tử Quân cũng không tin. Nếu không phải lái xe phản ứng nhanh, chỉ sợ bây giờ Triệu Hiểu Bạch khó thể tìm được đường sống trong cái chết. Vương Tử Quân đưa Triệu Hiểu Bạch đến đây chủ yếu là muốn rèn luyện thủ hạ, nếu như Triệu Hiểu Bạch bỏ mạng vì mình, như vậy sau này hắn sẽ khổ sở cả đời. Phùng Vũ Trạch nhìn gương mặt căng cứng của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy mồ hôi sau lưng càng nhiều. Nhưng lúc này hắn biết mình nên tỏ ra chỉnh tề, nếu không chờ đến khi Chủ tịch Vương nổi giận thì tất cả đã muộn. Chuyện này còn điểm gì đáng ngờ không? Vương Tử Quân thở dài một hơi rồi hỏi Phùng Vũ Trạch. Vương Tử Quân hỏi điểm đáng ngờ, Phùng Vũ Trạch hiểu nó là cái gì? Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, Chủ tịch, tôi quyết định thành lập tổ chuyên án, ra tay ở bức thư nặc danh kia, nhất định phải điều tra xem đó là kẻ nào mà to gan lớn mật như vậy. Ra tay từ bức thư nặc danh, Vương Tử Quân nhìn Phùng Vũ Trạch, ngón tay khẽ gõ lên bàn. Bốp, một cái tát vang dội vang lên trong một căn biệt thự ở huyện thành, nhìn bên ngoài thì biệt thự khá rộng và bình thường, thế nhưng bên trong lại khác, trang sức cực kỳ tráng lệ. Ví dụ như chiếc tivi, đừng nói là ở thành phố Thanh Chuyên, dù là thành phố rừng mật cũng không có nhiều loại như vậy. Chỉ là những công ty lớn mới có tivi kiểu thế này. Một chiếc tivi giá cả vài chục ngàn lại xuất hiện trên tường căn nhà này. Tên đàn ông hơn 20 tuổi bị đánh có cái đầu chọc loáng làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ dũng mãnh. Hắn nhìn người đánh mình, trong mắt lóe lên lửa giận, thế nhưng vẫn phải cười nói, nhị thúc, ngài đừng nổi nóng, ngài phải nghe cháu giải thích. Mày có phải muốn nói sự việc lớn này không liên quan đến mình không? Tên đàn ông nổi trận lôi đình nói. Nhị thúc, cháu dối ai chứ cũng không gạt ngài. Họ Trình cháu dám làm dám chịu, việc đã đến nước này thì cháu nói thật với chú, chuyện này là cháu làm. Tên thanh niên trẻ tuổi ngẩng cao đầu híp mắt lại rồi dùng giọng hung hăng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1868, một đừng đâm chọc vào quan trường. Tên thanh niên mạnh miệng làm cho người đàn ông trung niên giận tím mặt, hắn tiến lên cho tên thanh niên một cái tát tốt, cậu cứng lắm có phải không? Cậu cho rằng mình có bản lĩnh lắm phải không? Tôi nói cho cậu biết, cậu chọc vào phiền toái lớn rồi. Nhị thúc, cháu không có ý như vậy, trước đó cháu không nói với ngài, vì sợ ngài lo lắng. Họ Triệu kia không nể mặt ngài, cháu chỉ phát tiết cho ngài mà thôi. Tên thanh niên mặc dù gật đầu xưng vâng với người đàn ông trung niên thế nhưng gương mặt dữ tợn lại biểu hiện rõ ràng tâm tình của mình. Người đàn ông trung niên thở dài chỉ vào tên thanh niên rồi nói. Tôi nói với cậu rồi, chút uất ức cũng không nên để phát sinh sự kiện cạn tàu giáo máng, như vậy là người không có bản lĩnh. Bây giờ tôi không thiếu tiền, cần phải làm tốt công tác của mình, đối với chúng ta thì bình an mới là hạnh phúc. Cháu cũng muốn sống bình an qua ngày, thế nhưng Triệu Hiểu Bạch kia căn bản không phải là đèn cạn dầu. Người không phạm ta thì ta không phạm người phạm ta thì ta sẽ cho người phải chết, lần này tên kia mạng lớn. Nếu không trên đời này đã không còn Triệu Hiểu Bạch. Cậu còn dám nghĩ như vậy sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn động đến một đầu ngón tay của anh ta, tôi sẽ đến cục công an tố cáo cậu. Trần Thái Trung cung kính nhìn người đàn ông với độ tuổi không lớn hơn mình quá nhiều ở phía đối diện, hắn căn bản quá quen thuộc gương mặt này. Hầu như mỗi ngày hắn đều thấy người này trên đài truyền hình Mật Đông, hơn nữa bí thư Triệu không có việc gì thường hay nhắc về người này. Người đàn ông này còn trẻ mà đã có vị trí như vậy, trong tưởng tượng của Trần Thái Trung thì đây là một vị lãnh đạo tỉnh ủy cực kỳ uy nghiêm. Chủ tịch tỉnh Mật Đông, nếu so sánh với vị trí này thì Trần Thái Trung cảm thấy hai bên là hai thái cực cách xa một trời một vực. Nhưng con người mà chính hắn đang ngưỡng mộ lại lẳng lặng ngồi đây. Nói chuyện với lãnh đạo tỉnh ủy, đặc biệt là chủ tịch tỉnh, đây căn bản là đãi ngộ khó có được. Đừng nói là lãnh đạo huyện ủy. Dù là một vài vị lãnh đạo không phải chủ chốt của thị ủy cũng không có được cơ hội này. Tiểu Trần, mời cậu ngồi xuống nói chuyện. Vương Tử Quân khoát tay áo với Trần Thái Trung rồi nói. Cảm ơn Chủ tịch Vương. Trần Thái Trung do dự giây lát rồi ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân. Hắn sở dĩ cho ra quyết tâm này cũng là vì bí thư Triệu Hiểu Bạch từng nói, Chủ tịch Vương thích nói là phải làm, đi cần phải đến,
căn bản không thích những người quá mức thận trọng cung kính. Vương Tử Quân nhìn vào biểu hiện của Trần Thái Trung, hắn biết người này có vài phần gò bó. Mặc dù chỉ là tiếp xúc thô thiển thế nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm thấy tương đối thỏa mãn. Tiểu Trần, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Vương Tử Quân dùng giọng thân thiết hỏi. Trần Thái Trung nhanh chóng đứng lên rồi báo cáo, Chủ tịch, năm nay tôi 25. 25 tuổi, đang ở độ tuổi rất tốt đấy. Cậu ngồi xuống đi, cậu đã lập gia đình chưa? Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một hớp rồi cười nói. Trần Thái Trung nở nụ cười xấu hổ, hắn tranh thủ thời gian châm trà cho Vương Tử Quân rồi dùng giọng báo cáo chi tiết nói, tôi còn chưa kết hôn nhưng đã có bạn gái rồi. Ha ha, nói như vậy thì tiểu tử cậu rõ ràng là hoa thơm đã có chủ. Trần Thái Trung vốn còn chưa nói xong câu của mình, bây giờ bị Vương Tử Quân trêu chọc mà không khỏi nở nụ cười. Hắn không ngờ Vương Tử Quân lại bình dị gần gũi như vậy, thế là mỉm cười bổ sung, nếu như điều kiện cho phép, tôi chuẩn bị sang năm sẽ kết hôn. Vương Tử Quân cười cười nói, đàn ông thành gia lập nghiệp là cực kỳ cần thiết. Có người nói công tác là quan trọng thế nhưng gia đình là đệ nhất, tôi thấy cậu nên chú trọng vào phương diện này hơn. Trần Thái Trung nghe thấy như vậy mà không khỏi ngây cả người, thiếu chút nữa hắn đã hoài nghi Chủ tịch Vương đã thay đổi trật tự câu nói. Thế nhưng hắn không khỏi nhắc nhở chính mình, thế nào lại nghi vấn về luận điểm của lãnh đạo được. Khi Trần Thái Trung cảm thấy nghi hoặc, Vương Tử Quân lại nói tiếp, chuyện công tác thì các anh có thể đổi người, nhưng đối với một gia đình thì anh là tâm phúc, không thể xa rời được. Nếu như người nào đó có một bụng tâm sự, làm gì có tâm tình an tâm công tác. Vì vậy tôi đề nghị các vị đồng chí của mình luôn coi gia đình là đệ nhất, giải quyết buồn phiền ở nhà, cố gắng công tác thực tế. Thì ra là thế, Trần Thái Trung không khỏi thầm cảm khái, hèn gì Bí Thư Triệu cực kỳ cung kính với Chủ tịch Vương như vậy, chỉ cần nhìn vào lý niệm quản lý của Chủ tịch Vương cũng đủ có một phong cách làm cho người ta khâm phục khẩu phục. Chủ tịch ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý tốt quan hệ với gia đình và công tác. Trần Thái Trung gật đầu dùng giọng tự tin nói. Vương Tử Quân nhìn gương mặt vui vẻ của Trần Thái Trung, Vương Tử Quân không nhịn được phải bật cười. Hắn có thể căn cứ vào những lời nói của Trần Thái Trung và rút ra kết luận đây là người có tính cách hướng ngoại, nếu so sánh với một người hướng nội như Triệu Hiểu Bạch thì thật sự là khác biệt rất lớn, cũng không biết vì sao Triệu Hiểu Bạch lại chọn thư ký như vậy. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, hắn dùng giọng chính trọng nói, Tiểu Trần, tôi tin tưởng cậu phân biệt rõ nặng nhẹ, cố gắng làm tốt công tác. Hiểu Bạch bây giờ đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Tôi gọi cậu đến là muốn tìm hiểu tình hình công tác của cậu ấy khoảng thời gian gần đây. Chủ tịch Vương, tôi xin nhận kiểm điểm, lần này. Tôi không làm tốt công tác bản chức của mình, tôi không đi cùng với Bí Thư Triệu, đây là sai lầm của tôi. Mặc dù Vương Tử Quân tỏ ra rất vui vẻ thế nhưng Trần Thái Trung lại cảm thấy có một áp lực vô hình làm cho mình khó thể hít thở, khó thể nào nghe nhìn rõ ràng được. Vương Tử Quân khoát tay áo nói, cái này cũng không trách cậu được. Cậu cũng không nên ôm trách nhiệm lên người mình. Hơn nữa cho dù cậu ở trên xe thì cũng không giúp được gì, những gì nên phát sinh thì sẽ phát sinh. Cậu nói rõ ràng xem những ngày qua Triệu Hiểu Bạch công tác thế nào, nếu như có người đứng sau lưng thao túng, như vậy cậu nghĩ xem là ai có thể dàn xếp vụ tai nạn này. Trần Thái Trung nhìn gương mặt không chút thay đổi của Vương Tử Quân, hắn thật sự sinh ra cảm giác bộc phát cảm xúc. Hắn tranh thủ thời gian dùng giọng chi tiết nói, Chủ tịch Vương, sau khi Bí Thư Triệu đến nhận chức thì nhanh chóng đi kiểm tra giám sát, anh ấy chú trọng đến tình hình khai thác khoáng sản trái phép trong huyện, nơi đây tồn tại nhiều tai họa ngầm, thế nên dứt khoát cho ra hành động sửa trị thật mạnh mẽ. Bí Thư Triệu yêu cầu cải tạo những lò than không hợp cách, nếu còn chưa đạt đến tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết thì không được tiếp tục khởi công. Vương Tử Quân căn bản không nói gì thế nhưng cực kỳ tán đồng lý niệm chấp chính như vậy của Triệu Hiểu Bạch, thế nhưng hắn biết rõ những phản ứng mà nó mang lại, chỉ sợ Triệu Hiểu Bạch khó thể nào đối phó được. Vì chứng thực công tác này cho thật tốt mà Bí Thư Triệu đã điều chỉnh ban ngành hai xã trong huyện, hơn còn điều chỉnh công tác của trưởng phòng tài nguyên môi trường, còn yêu cầu hơn 30 lò than dừng hoạt động. Vương Tử Quân uống một hớp nước rồi suy xét về lời nói của Trần Thái Trung. Những việc làm của Triệu Hiểu Bạch trong thời gian qua căn bản đắc tội đám thần tài bản địa. Đặc biệt là những mỏ khoáng sản thổ phỉ càng chặt đứt con đường phát triển của những người này. Đối với những người cùng hung cực ác thì những hành vi của Triệu Hiểu Bạch căn bản là cố ý làm khó dễ bọn họ.
xem ra vụ tai nạn lần này chính là do đám người kia làm ra. Ai bị giảm nhiều lợi ích nhất trong hành động sửa trị lần này của Hiểu Bạch? Trần Thái Trung do dự giây lát rồi trầm giọng nói, Chủ tịch Vương, Thường Giáp Lũng có 7 lò than mỏ khoáng, là ông chủ lớn nhất trong huyện. Hơn nữa người này còn có thuộc hạ nối nghiệp. Sao, cậu báo cáo tình huống đi. Vương Tử Quân khẽ nhíu mày rồi dùng giọng nhàn nhạt nói. Thường Giáp Lũng năm nay chưa đến 30, khi mới 20 tuổi thì bắt đầu làm than. Chú của người này là phó chủ tịch thường vụ Thường Vận Thông, vì vậy làm ăn rất lớn. Chương 1868-2, đừng đâm chọc vào quan trường. Trần Thái Trung vừa nói vừa nhìn phản ứng của Vương Tử Quân, khi thấy Vương Tử Quân giữ im lặng thì nói tiếp, người này rất có khí phách, căn bản hoành hành không sợ ai trong huyện. 2 năm trước có một người không chịu bán mỏ cho hắn, kết quả là Thường Giáp Lũng cho 10 tên du côn tìm đến nhà, thiếu chút nữa làm cho gia đình người ta rơi vào hoàn cảnh diệt môn. Trong số những lò than hầm mỏ bị tạm dừng lần này có sản nghiệp của hắn không? Vương Tử Quân nhíu mày một chút rồi nói tiếp. Có, mỏ của người này cũng không hợp cách, Bí Thư Triệu còn nói bắt người trước tiên phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua, thế nên đặc biệt nhúng tay vào xử lý những người khó chơi, căn bản dừng 7 lò than mỏ khoáng của người này trong huyện. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, hắn bắt đầu hỏi về những tình huống khác. Trần Thái Trung đi theo Triệu Hiểu Bạch, hắn coi như tương lai của mình liên quan đến Triệu Hiểu Bạch, thế nên trả lời cực kỳ rõ ràng với câu hỏi của Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, vừa rồi tôi đã tìm hiểu tin tức từ Cục Công an, tuy bọn họ đang gia tăng phá án, thế nhưng lái xe gây chuyện đã chết, căn bản không còn luận chứng gì khác. Trần Thái Trung dùng giọng tiếc nuối nói. Vương Tử Quân gật đầu nói với Trần Thái Trung, được rồi Tiểu Trần, sau này cậu công tác cần chú ý nhiều đến vấn đề an toàn của Bí Thư Triệu, đồng thời còn phải học cách nhắc nhở. Sau này không nên cậy mạnh, không nên bốc đồng, còn cần phải cho ra sách lược rõ ràng. Chủ tịch Vương, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ truyền đạt lời của ngài cho Bí Thư Triệu. Trần Thái Trung dùng giọng trịnh trọng nói. Sau khi đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, tâm tình của Trần Thái Trung có chút trầm trọng, hắn tự an ủi mình, sẽ nhanh chóng không có việc gì. Chủ nhiệm Trần Chủ tịch Vương có phải cần nghỉ ngơi hay không? Còn ăn gì hay không? Giám đốc Phí Đồn Lượng của nhà khách huyện ủy đang đứng ở bên ngoài, khi thấy Trần Thái Trung đi ra thì không khỏi tiến lên xin chỉ thị. Trần Thái Trung căn bản không có cảm tình gì với Phí Tự Lượng, người này có thể tiến lên vị trí hiện tại đều là nhờ vào Phó Chủ tịch Thường vụ Thường Vận Thông. Mặc dù mỗi lần đến nơi này thì viên giám đốc luôn theo đuôi cực kỳ cung kính, thế nhưng Trần Thái Trung biết rõ một người như vậy căn bản không bao giờ ra thể thống gì, không nên cho rằng thái độ của người này là thật. Hơn nữa Trần Thái Trung luôn có dự cảm chuyện lần này chính là do Thường Giáp Lũng gây ra, thế nên cực kỳ không có hảo cảm với Thường Vận Thông. Chủ tịch Vương cũng không nói gì, tôi không biết được, giám đốc Phí, anh nên đi xin chỉ thị thì hay hơn. Trần Thái Trung lắc đầu nói. Trên gương mặt của Phí Tư Lượng nở nụ cười sáng lạn, không tỏ ra tức giận vì mình vấp phải cánh cửa sắt của Trần Thái Trung, ngược lại dùng giọng nịnh nọt nói, chủ nhiệm Trần, lần này chủ tịch Vương triệu kiến Bí Thư Phùng, chủ tịch Tần và cả ngài tổng cộng chỉ có 4-5 người, tôi thấy sau này ngài nhất định là người tương lai vô hạn. Tôi đã già như vậy rồi sao? Trần Thái Trung dùng ánh mắt chán ghét nhìn Phí Tư Lượng rồi hỏi ngược lại. Ha ha, tôi chỉ nói như vậy mà thôi. Ai mà không biết chủ nhiệm Trần là người trẻ tuổi tài cao. Phí Tư Lượng cười hì hì nói. Trần Thái Trung chuẩn bị bỏ đi, đột nhiên hắn thấy phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Lưu Vĩnh Quốc vẫy tay với mình. Hắn và Lưu Vĩnh Quốc chính là phụ tá đắc lực cho Triệu Hiểu Bạch, thế nên hắn nhanh chóng đi về phía Lưu Vĩnh Quốc. Lưu Vĩnh Quốc vốn không phát triển tốt đẹp gì ở văn phòng huyện ủy, khi Triệu Hiểu Bạch đến thì hắn chỉ là một vị phó chủ nhiệm văn phòng mà thôi. Tất nhiên sẽ là người mang ơn chi ngộ của Triệu Hiểu Bạch. Khi thấy Trần Thái Trung đi đến thì hắn trầm giọng hỏi, Thái Trung, Chủ tịch Vương có hỏi điều gì không? Chủ tịch Vương rất quan tâm đến Bí Thư Triệu, hỏi những tình huống Bí Thư gặp phải trong lúc công tác. Trần Thái Trung cũng không che giấu mà dùng giọng chi tiết nói. Lưu Vĩnh Quốc vỗ hai bàn tay lại với nhau, hắn gật đầu nói, có câu hỏi này của Chủ tịch Vương thì tôi tin những uất ức hiện tại sẽ sớm được phát tiết mà thôi. Lưu Vĩnh Quốc là người có dáng vẻ thư sinh, Trần Thái Trung thầm nghĩ bây giờ người lái xe gây tai họa đã chết, ngay cả Cục Công an cũng không cho ra bằng chứng gì rõ ràng,
Chủ tịch Vương sao có thể làm cho chúng ta hả giận được? Trần Thái Trung nhìn đoàn xe rời đi mà không khỏi cảm thấy tâm tình có hơi bối rối. Hắn vô thức vẫy tay, trong đầu trống rỗng, Chủ tịch Vương vì sao chưa nói một câu đã đi rồi? Chẳng lẽ Chủ tịch Vương đối mặt với tình huống như vậy thì cũng không có kế sách gì sao? Hay là Chủ tịch Vương biết rõ không thể tiến không thể lùi, lúc này đã bia khó mà lui rồi sao? Khi Trần Thái Trung cảm thấy không thể nào hiểu được thì Chủ tịch Mã Chấn Lâm đi đến nói, Tiểu Trần, lúc này cậu không cần phải chen vào chuyện công tác, nên quan tâm đến Bí Thư Triệu nhiều hơn, một người căn bản là không thể nào đủ được, nếu như cảm thấy không xuể thì gọi điện thoại cho tôi sẽ phái nhân thủ đến bổ sung. Mã Chấn Lâm đã đến tuổi về hưu rồi, cơ thể nhìn qua có chút khô quắt, nếu như còn sức khỏe thì có thể sẽ bị điều đến Hội đồng Nhân dân hoặc là Mặt trận Tổ quốc để công tác thêm một nhiệm kỳ nữa. Nhưng người này bây giờ căn bản không còn quá khỏe, thế nên điều kiện khó cho phép, chỉ có thể giáng cho xong nhiệm kỳ này nữa mà thôi. Mã Chấn Lâm cũng vì vậy mà có chút bàng hoàng, thế nhưng có một điều có thể khẳng định, dù là ở hay đi thì cũng không muốn đâm chọc công tác vấn đề trong quan trường. Nếu muốn ở lại thì cần phải có lời nói tốt của Triệu Hiểu Bạch, nếu muốn lui thì cần đủ mọi phía trong quan trường quan tâm đến. Hơn nữa sau lưng Triệu Hiểu Bạch còn có Vương Tử Quân, Mã Chấn Lâm tất nhiên cực kỳ nhân nhượng Triệu Hiểu Bạch, biểu hiện là một vị lãnh đạo cực kỳ có phong thái. Trần Thái Trung cũng biết rõ điều này, hắn gật đầu nói, Chủ tịch Mã cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt công tác chăm sóc cho Bí Thư Triệu. Mã Chấn Lâm dặn dò Tây Tường thêm một lúc rồi mới rời đi. Trần Thái Trung nhanh chóng đi vào bệnh viện, chủ nhiệm Lưu Vĩnh Quốc đang chờ ở nơi đó, khi thấy Trần Thái Trung đi về thì khẽ nói, Chủ tịch Vương đi rồi sao? Đã đi rồi, Trần Thái Trung đi đến phòng bệnh viện sắp xếp cho mình, hắn nằm xuống giường, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Thái Trung, điều này, Chủ tịch Vương không có ý kiến gì sao? Lưu Vĩnh Quốc đi đến bên cạnh giường của Trần Thái Trung rồi khẽ hỏi. Lưu Vĩnh Quốc căn bản hỏi quá sát làm cho Trần Thái Trung mất hứng. Anh quan tâm đến lời nói của Chủ tịch Vương làm gì? Có được gì không? Hắn cũng không thèm quay đầu sang nói, cũng không nói gì. Sao lại như thế? Chủ tịch Vương bỏ mặc sao? Lưu Vĩnh Quốc giật mình hỏi. Trần Thái Trung nhìn gương mặt ngây thơ của Lưu Vĩnh Quốc mà có chút hèn mọn, xem ra Lưu Vĩnh Quốc anh chỉ là hạng ghi chép văn kiện mà thôi, ngộ tính quá kém, hèn gì đến bây giờ vẫn còn là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy. Trần Thái Trung thầm nghĩ như vậy. Hắn không giải thích cho Lưu Vĩnh Quốc mà thản nhiên nói, làm việc gì cũng có quy tắc, bây giờ Cục Công an không thể phá án được, Chủ tịch Vương làm sao bây giờ? Lưu Vĩnh Quốc không nói gì, những chuyện thế này thì một cán bộ như hắn không thể làm gì được. Chúng ta nên chăm sóc cho Bí Thư Triệu thật tốt, chờ Bí Thư hồi phục lại rồi nói sau. Chương 1869, một mèo chuột cùng một ổ. Chiều hôm đó Vương Tử Quân rời đi thì Triệu Hiểu Bạch cũng tỉnh lại từ trong hôn mê, người nhà của Triệu Hiểu Bạch cũng chạy đến, Trần Thái Trung thở dài một hơi, điện thoại cũng bắt đầu nổ tung. Nhiều dòng xe từ bốn phương tám hướng chạy về thành phố Thanh Chuyên, cũng chỉ vì một nguyên nhân thăm hỏi an ủi Bí Thư Triệu. Trần Thái Trung nhìn những chiếc xe biển số bên ngoài mà không khỏi cảm nhận được năng lượng của lãnh đạo mình. Nhưng Trần Thái Trung cũng biết lãnh đạo có độ tuổi không lớn hơn mình bao nhiêu, sở dĩ có nhân duyên như vậy cũng là vì mọi người thầm hiểu nhau về một vấn đề, sau lưng Triệu Hiểu Bạch còn có Vương Tử Quân. Hơn nữa Chủ tịch Vương đã chạy đến đầu tiên, nếu không phải là như vậy, chỉ sợ một nhân vật cấp bậc Bí Thư huyện ủy không đến mức làm cho người ta bôn ba như vậy. Sau khi tiến chân trưởng phòng lâm nghiệp, Trần Thái Trung thở dài một hơi. Lúc này trời đã tối, hắn mỏi mệt thầm nghĩ một ngày đã qua. Mình có thể yên tĩnh được một chút. Tút tút tút, chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng, Trần Thái Trung nhìn qua số điện thoại gọi đến, hắn phát hiện đó là một dãy số lạ, nhưng nhìn qua thì thấy mã vùng là thành phố rừng mật. Hôm nay Trần Thái Trung tiếp quá nhiều điện thoại đến từ thành phố rừng mật, thế nên hắn cũng không quan tâm mà trực tiếp nghe máy, chào anh, tôi là Trần Thái Trung, xin hỏi ngài là ai? Chào đồng chí Thái Trung, Hiểu Bạch đã tỉnh chưa? Đầu dây bên kia vang lên âm thanh trầm ấm. Trần Thái Trung chợt sững sờ, hôm nay dù là ai gọi điện thoại đến đều gọi mình là chủ nhiệm Tiểu Trần, mặc dù hắn chỉ là một cán bộ cấp khoa bình thường, xưng hô đồng chí Thái Trung thì mới gọi là đúng. Nhưng hắn được người ta gọi là chủ nhiệm quá nhiều, bây giờ được gọi là đồng chí thì cảm thấy có vài phần không thích ứng.
Cũng may Trần Thái Trung là người thông minh, hắn biết rõ càng là người xưng hô với mình như vậy thì càng nên chú trọng, căn bản đều là cấp bậc cao. Thế là hắn tranh thủ thời gian nói, cảm ơn ngài quan tâm đến Bí Thư Triệu, lúc này Bí Thư Triệu đã tỉnh, nhưng vì bị thương ở đầu nên không nghe máy được, thật sự xin lỗi. À, vậy thì tốt, cậu thay tôi chuyển lời cho Hiểu Bạch, nói cậu ấy an tâm dưỡng thương, chuyện khác cũng đừng nên quá quan tâm. Người kia nói đến đây thì trầm ngâm giây lát, sau đó tự giới thiệu mình, tôi là Phương Anh Hồ. Trần Thái Trung vô thức đồng ý một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Thế nhưng sau khi đặt điện thoại xuống, hắn chợt nhớ người gọi đến là ai, chính là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Phương Anh Hồ. Trời ạ, vừa rồi mình trò chuyện với một vị thường ủy tỉnh ủy. Trần Thái Trung nghĩ đến điều này mà thiếu chút nữa thì chết ngất, nhưng nghĩ lại thì thấy có chút buồn bực. Không phải chỉ là thư ký trưởng Phương của Bí Thư Sầm sao? Không phải là có quan hệ không tốt với Chủ tịch Vương sao? Thế nào lại gọi điện thoại đến? Khi Trần Thái Trung chuyển lời quan tâm của Phương Anh Hồ cho Triệu Hiểu Bạch, lúc này Cục trưởng Lăng Khoa Nam của Cục Công an đi đến. Sau khi đặt túi sách chứa sản phẩm bổ sung dinh dưỡng xuống, hắn thân mật nói vài câu hỏi thăm sức khỏe, sau đó báo cáo tình huống điều tra, cuối cùng rời khỏi bệnh viện. Lăng Khoa Nam chính là cục trưởng tiền nhiệm của Cục Công an huyện, rất nhiều chuyện mở miệng còn có thể diện hơn cả phó chủ tịch huyện. Người này nếu ra lệnh thì Cục Công an căn bản là chấp hành nhanh chóng, điều này Trần Thái Trung hiểu rất rõ. Sau khi lễ phép tiến chân Lăng Khoa Nam, chợt nghe Lăng Khoa Nam nói, Thái Trung, cậu là người xã Ngọ Ba có phải không? Trần Thái Trung từ nhỏ sống ở huyện thành, thế nhưng quê lại ở xã Ngọ Ba, điều này căn bản ít người biết rõ. Cho dù là chính hắn cũng luôn tự cho rằng mình là người huyện thành. Không thể ngờ một người không có chút quan hệ với mình như Lăng Khoa Nam lại biết rõ điều này như vậy. Trần Thái Trung không khỏi có chút kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy bình thường. Dù sao đây cũng là cục trưởng cục công an, thế nên căn bản không xa lạ gì lai lịch của mình. Vâng, tôi là người xã Ngọ Ba. Ha ha, Thái Trung, chúng ta là đồng hương đấy. Trần gia thôn của các cậu cách thôn chúng tôi 2 km, căn bản cũng là người một nhà. Lăng Khoa Nam nói rồi vỗ mạnh lên vai Trần Thái Trung, sau khi Bí Thư Triệu khỏe hẳn, chúng ta uống vài ly chúc mừng mới được. Không có vấn đề, tuy Trần Thái Trung biết rõ Lăng Khoa Nam không cùng đường với lãnh đạo của mình, thế nhưng hắn là người tám mặt lung linh, sẽ không đắc tội với một người là cục trưởng cục công an. Hắn cảm thấy đồng ý dùng cơm là một chuyện. Sau này khi nào dùng cơm lại là chuyện khác. Cậu Thái Trung, lần này công tác của tôi thật sự rất bị động, ai cũng không ngờ lại xảy ra sự cố như vậy, hơn nữa còn xảy ra trên người Bí Thư Triệu. Lãnh đạo thượng cấp có hoài nghi về sự việc này, ngay cả tôi cũng rất hoài nghi, thế nhưng pháp luật chú ý chứng cứ rõ ràng, căn bản hoài nghi là không được, phải có chứng cứ. Lãnh đạo bây giờ có mắng thì tôi phải chịu trách nhiệm. Lăng Khoa Nham nhìn Trần Thái Trung rồi khẽ nói. Trần Thái Trung trần chờ giây lát rồi khẽ nói cục trưởng Lăng, đây là lãnh đạo tín nhiệm ngài. À, không nói đến phương diện này nữa, dù sao nó cũng là phạm vi chức trách của tôi. Đau đầu thì đau đầu thế nhưng lãnh đạo thấy sự việc quá trùng hợp, tôi cũng chỉ có thể phá án theo tình huống thực tế. Đây là một vụ tai nạn giao thông, tôi là cục trưởng cục công an, ít nhất cũng phải phá án theo đúng quy định. Lăng Khoa Nham nói đến đây thì sờ lên đầu, phương diện pháp luật không thể làm sằng bậy được. Lăng Khoa Nham nói với mình như vậy làm gì? Hay là muốn mình nói với Bí Thư Triệu? Trần Thái Trung thầm nghĩ như vậy, sau khi đang suy nghĩ xem nên ứng phó thế nào thì thấy có vài người đi về phía mình. Chào anh, có phải anh là cục trưởng Lăng Khoa Nham không? Người đàn ông đi đầu đưa mắt nhìn Lăng Khoa Nham rồi cười hỏi. Khi thấy nhóm người kia thì Trần Thái Trung cảm thấy có chút không đúng, khi hắn đang nghi hoặc thì lại thấy Lăng Khoa Nham có biểu hiện rất khác lạ. Tôi là Lăng Khoa Nham. Cục trưởng Lăng, tôi là Trần Cương của Ủy ban Kỷ luật Thị ủy, những vị này là đồng chí thuộc Ủy ban Kỷ luật Tỉnh ủy, bọn họ muốn tìm anh hỏi thăm vài sự việc. Người đàn ông trung niên đi phía sau trầm giọng nói. Trần Cương, đây là một trong những vị phó bí thư Ủy ban Kỷ luật Thị ủy Thanh Chuyên. Trần Thái Trung chợt cảm thấy trái tim mình nhảy dựng lên. Bí thư Trần, tôi có chuyện gì sao? Cục trưởng Lăng, chúng tôi mời anh đi thì tất nhiên phải có nguyên nhân, mong anh đi theo chúng tôi một chuyến. Người đàn ông vừa rồi mở miệng hỏi Lăng Khoa Nham căn bản vung tay lên,
vài người đàn ông đi theo nhanh chóng đưa Lăng Khoa Nham lên xe. Chương 1869, 2, mèo chuột cùng một ổ. Trần Thái Trung nhìn gương mặt cực kỳ sợ hãi của Lăng Khoa Nham, trong đầu liên tục lóe lên vài ý nghĩ, giống như hiểu ra vấn đề gì đó. Anh là Trần Thái Trung có phải không? Ngô Điền Thịnh tự xưng là Trần Cương nhìn Trần Thái Trung rồi khẽ hỏi. Trần Thái Trung chợt kinh hoàng, tuy hắn không có chuyện gì, thế nhưng sau khi bị lãnh đạo ủy ban kỷ luật thị ủy hỏi như vậy thì không khỏi có vài phần kinh hãi. Đúng vậy, Trần Thái Trung hít vào một hơi rồi trầm giọng nói. Nghe nói Bí Thư Triệu đã tỉnh lại, cậu giúp tôi chuyển lời thăm hỏi với Bí Thư Triệu, sau khi xong việc tôi nhất định sẽ đến thăm anh ấy. Trần Cương nói rồi chủ động bắt tay Trần Thái Trung, sau đó bước đi ngay. Trần Thái Trung nhìn Lăng Khoa Nham uy phong lẫm liệt bị người ta đưa đi, hắn thật sự giống như đang nằm mơ. Đúng lúc này có vài người đi từ phòng bệnh ra ngoài, khi thấy Trần Thái Trung thì bọn họ cũng không nhiều lời. Người đi cuối cùng nói, Thái Trung, tạm thời có hành động, chúng tôi đi trước, lần sau chúng tôi sẽ đến. Trần Thái Trung nhìn đám người này rời đi mà không khỏi nghĩ đến nhiều vấn đề khác. Khách sạn Kim Bích căn bản có cái tên quý phái thế nhưng thực tế chỉ là một trong những địa điểm hạng ba so với thành phố rừng mật mà thôi, chỉ là khách sạn là đặt ở thành phố Thanh Chuyên căn bản là rất tuyệt, chưa nói đến phương diện được xây dựng dưới huyện. Bà chủ, ai vậy, sao ồn ào thế, làm cho anh em ca hát mất vui. Một tên thanh niên hơn 20 tuổi dùng giọng không khách khí quát lên với bà chủ khách sạn xinh đẹp. Bà chủ là người quen làm ăn kinh doanh, biết rõ nặng nhẹ. Thế nên lắc eo thon cười tươi nói, ôi, các anh cũng đừng nên tức giận, nhà người ta đang chúc mừng nên có hơi nhiều người, mong các anh khoan hồng độ lượng nhẫn nhịn một chút cho êm đẹp. Nhịn một chút sao, hừ, bà chủ, chúng tôi có thể nể mặt bà chủ, thế nhưng anh em chúng tôi có thể nể mặt người khác sao? Một tên đàn ông đen đúa gầy gộc không quá cao đang mỉm cười tủm tỉm nhìn vào bộ ngực đầy đặn của bà chủ khách sạn rồi nói. Bà chủ cũng không tức giận với ánh mắt không kiêng nể gì của người này. Nàng là người quen kinh doanh, căn bản cũng gặp qua nhiều tình huống thế này, thế nên nàng đã cực kỳ quen thuộc rồi. Bà chủ vỗ vỗ lên vai tên thanh niên kia rồi nói, cậu em, chỉ nói cho cậu biết rõ, đi ra bên ngoài nên chú trọng câu nói lui một bước trời cao biển rộng. Tên thanh niên khá hưởng thụ với động tác thân mật của bà chủ khách sạn, hắn giữ lấy tay của nàng rồi nói, chị tốt. Chị đã đối xử tốt với em như vậy, không bằng theo anh em chúng tôi uống vài ly. Chúng tôi cũng muốn cho chị thấy, chúng tôi chỗ này cũng mạnh mẽ không thua ai. Hai chữ mạnh mẽ được tên thanh niên nói khá lớn, điều này không khỏi làm cho đám người đi theo cười vang. Nhị ca nói đúng, bà chủ, chị nên thử công lực của nhị ca chúng tôi. Ha ha ha, tôi nói cho chị biết, không thử thì không biết, một khi đã thử thì khó thể quên được. Nhị ca của chúng tôi căn bản là tiểu bá vương ở phương diện này, hôm trước còn cho ra khung cảnh tam anh chiến lữ bố. Âm thanh ồn ào làm cho tên thanh niên được gọi là nhị ca cảm thấy có chút lâng lâng, hắn nhìn về phía bộ ngực lớn của bà chủ khách sạn, thế là không khỏi cười híp mắt nói, chị gái, nếu anh em chúng tôi đã thích như vậy, không bằng chúng ta thử xem. Hi hi, các anh em nên nhỏ miệng một chút, kẻo làm chậm trễ chuyện của người khác. Bà chủ căn bản có thừa kinh nghiệm ứng phó với những tình huống này, nhưng nàng cũng không cho ra những hành vi không hay, chỉ khẽ dùng giọng cần khẩn nói với đám thanh niên. Sợ cái gì, đám người bên kia rõ ràng là không có đạo đức, chúng tôi bên này cần gì phải khiêm tốn với bọn họ. Chẳng lẽ chúng tôi sợ bọn họ sao? Tên thanh niên nói rồi vung tay lên, chị cũng không hỏi xem anh em chúng tôi làm nghề gì sao. Được rồi, các cậu, tôi nói cho các cậu biết. Giám đốc Thường đang hát ở bên kia. Bà chủ sợ đám thanh niên này gây chuyện sẽ không xong, thế nên tranh thủ nói lai lịch của người bên kia. Giám đốc Thường nào, chúng ta vẫn cứ, một tên thanh niên có mái tóc nhuộm vàng vừa định nói lời dí dỏm thì bị tên đi đầu chặn lại, sau đó lên tiếng, là giám đốc Thường Giáp Lũng sao? Còn không phải sao, giám đốc Thường mời hơn 20 người, nhìn qua có vẻ rất vui. Bà chủ thấy tên nhị ca bên kia chú ý thì không khỏi ưỡn ngực cao hơn. Mặc dù nàng không có liên hệ gì với giám đốc Thường, thế nhưng nói như vậy vẫn đủ làm người ta suy nghĩ miên man. Tên nhị ca trầm ngâm một lát rồi khoát tay áo nói, các anh em, mọi người nói nhỏ lại, nếu như lúc này giám đốc Thường mời khách, chúng ta cũng đừng làm cho giám đốc Thường mất hứng.
Nhị ca vừa nói vừa quay sang một tên thanh niên lên tiếng, Tiểu Lý, theo tôi đi qua, chúng ta chúc rượu giám đốc Thường. Khi nhị ca đưa tên Tiểu Lý vào gian phòng ở bên cạnh, lúc này một cô gái xinh đẹp ăn mặc mát mẻ trong phòng đang cất cao tiếng hát. Trong gian phòng hơn 100 mét vuông có 20 tên thanh niên, Thường Giáp Lũng là người ngồi ở vị trí chiếc ghế rồng chính giữa. Giám đốc Thường, tôi là Triệu Lão Nhị, nghe nói ngài mở tiệc mừng trong này, tôi đặc biệt đến chúc rượu. Nhị ca lúc này cười tươi như một bông hoa, cơ thể cũng cúi thấp xuống. Thường Giáp Lũng có tâm tình rất vui vẻ, hắn nâng ly lên cùng với Triệu Lão Nhị uống đi. Giám đốc Thường, anh cứ bận rộn, tôi cũng không quấy rầy ngài. Triệu Lão Nhị rót đầy ly cho Thường Giáp Lũng rồi chuẩn bị rời đi. Thường Giáp Lũng vừa mới lên tiếng thì chuông điện thoại vang lên, người phụ nữ ngồi bên cạnh lấy điện thoại trên bàn đưa cho Giám đốc Thường, Giám đốc Thường, điện thoại của anh. Thường Giáp Lũng nhìn qua số điện thoại gọi đến, gương mặt có vài phần mất kiên nhẫn. Nhưng hắn vẫn phất tay với bốn phía, tiếng nhạc đinh tai nhức óc nhanh chóng dừng lại. Nhị thúc, cháu là Giáp Lũng, ngài gọi điện thoại có việc gì không? Thường Giáp Lũng dùng giọng cung kín hỏi. Cậu đang làm gì vậy? Bên kia truyền đến âm thanh âm trầm, giọng điệu có vài phần bất mãn. Thường Giáp Lũng tuy bá đạo nhưng căn bản còn phải xem người đó là ai. Hắn căn bản không dám có chút ý nghĩ bất kính với nhị thúc của mình, thế nên hắn nhanh chóng dùng giọng thành thật nói, nhị thúc, cháu đang uống rượu với bạn bè. Cả ngày chỉ biết tụ tập đám bạn bè không ra gì để ăn chơi đàn đúm, cậu có biết không, nếu tiếp tục như vậy thì bản thân cậu sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy đi. Cậu nói với tôi thế nào, nói rằng sẽ ở nhà chú ý học tập, sẽ ở nhà không ra ngoài cơ mà. Thường Vận Thông tuy rất không khách khí nhưng Thường Giáp Lũng vẫn phải nghe. Vì người này không những là nhị thúc, còn là ô dù lớn nhất của hắn. Chương 1870, nên thu lưới. Nhị thúc, cháu không tụ tập với đám người kia, cháu chỉ dùng cơm với bạn bè, nếu chú không tin thì có thể tự mình đến xem. Thường Vận Thông căn bản không tin lời giải thích của Thường Giáp Lũng, hắn hừ một tiếng nói, được rồi, cậu cũng đừng nên gạt tôi nói cho cậu biết, sau này cậu nên thành thật một chút, không nên tới lui với những người không đứng đắn. Biết không? Nhị thúc, những người kia căn bản đều là bạn bè vào sinh ra tử của cháu, có gì mà không đứng đắn? Nếu như là trước kia thì Thường Giáp Lũng nhất định sẽ không dám nói với chú mình như vậy. Hôm nay hắn uống vào chút rượu, hơn nữa trước đó còn làm tốt tâm sự của mình, thế nên có vài phần đắc ý quên hình. Thế cho nên lúc này trò chuyện cũng không quá tràn đầy kính ý như dĩ vãng. Thường Vận Thông không muốn tranh luận với con cháu của mình. Thế nhưng lại dùng giọng không thể nhịn được nói, tiểu tử hồ đồ, cậu bây giờ là người có gia sản, nếu đi cùng đám người kia căn bản không có gì là tốt. Cậu nên suy nghĩ lại một chút, chú đây cũng là vì tốt cho cậu mà thôi. Nhị thúc, cháu biết là chú tốt với cháu, thế nhưng những người anh em này căn bản đều trượng nghĩa, nếu không phải có được sự giúp đỡ của bọn họ, cháu nào có thể dạy cho tên họ Triệu kia một bài học được. Cháu nghĩ rằng sau này người kia muốn làm gì khác phải suy nghĩ cho thật kỹ. Thường Giáp Lũng nói đến phương diện đắc ý của mình thì không khỏi cười lên ha hả. Thường Vận Thông nghe lời nói của cháu mà sinh ra cảm giác khó nói nên lời, cháu mình nhìn qua giống như một tên ngốc khó ngóc đầu lên được. Một lúc sau hắn hừ lạnh nói, chuyện này làm cậu đắc ý có phải không? Chú, trước mặt chú cháu không muốn nói dối, cháu thật sự đắc ý vì sự kiện này. Thường Giáp Lũng nói đến đây thì cười cười, nhị thúc, ngài là người ở trên cao có đôi khi coi trọng người ta quá mức. Ngày hôm qua ngài không tỏ ra như trời sập sao, chủ tịch Vương được người đề cao quá mức không phải là bỏ đi rồi à? Không thể nói rõ ràng được, cậu tự mà lo cho mình đi. Thường Vận Thông hừ một tiếng rồi cúp điện thoại. Sau khi nghe âm thanh tút tút vang lên trong điện thoại, Thường Giáp Lũng ném điện thoại của mình cho một cô gái đẹp ở bên cạnh. Người phụ nữ này không biết đang suy nghĩ điều gì, cũng không chụp được điện thoại, thế là điện thoại rơi xuống vỡ tan. Ôi trời, người phụ nữ không khỏi kêu lên. Hừ, em tên gì, có phải là đau lắm không? Thường Giáp Lũng nói rồi vung tay cho người phụ nữ bên cạnh một tát. Không, không đau, người phụ nữ căn bản biết rõ Thường Giáp Lũng là người hung ác, thế nên dù hai hốc mắt đầy nước mắt cũng không dám nói thêm điều gì. Giám đốc Thường. Chủ tịch Thường là người làm việc ổn định, anh ấy cũng là vì ngài, thế nên ngài cũng đừng nổi giận với anh ấy. Những người già thường là như vậy, làm việc chần chừ,
chỉ là một tên thanh niên đến huyện mà sợ đến mức không biết phải làm sao. Tôi thấy chủ tịch phê bình anh thế nhưng thật lòng thì cảm rất đau đớn. Tên thanh niên kia mở miệng căn bản nói trúng tâm lý của Thường Giáp Lũng, thế là Thường Giáp Lũng không khỏi khoát tay áo lên nói, tiểu cổ nói đúng, nhị thúc của tôi căn bản có cảm giác như vậy. Được rồi, chúng ta không nói về phương diện này nữa, hôm nay tôi rất vui, mời mọi người uống không say không về. Đám người đều đi theo chân Thường Giáp Lũng, sau khi nghe Thường Giáp Lũng lên tiếng thì nâng ly rượu lên. Thường Giáp Lũng nhanh chóng uống cạn ly dưới sự phụ trợ của tiếng cười nói nịnh nọt bên tai. Con người của tôi dù có không ít bệnh tật, thế nhưng các anh em đều nên biết tôi là người trượng nghĩa. Lần này cậu Phùng Vĩnh giúp tôi một vấn đề lớn, tôi sẽ tuyệt đối không đối xử tệ với anh ấy. Tiểu cổ, hai ngày sau cậu đi đến Phùng gia nói với bố mẹ của Phùng Vĩnh, sau này cứ coi tôi như con, có gì cần cứ mở miệng sai khiến. Thường Giáp Lũng nói rất hăng hái. Đám đàn em không khỏi nâng ly rượu lên tán thưởng lời nói của đại ca. Cảm giác say càng nồng đậm thì Thường Giáp Lũng càng có ánh mắt mê mang, hắn thầm nghĩ, gan lớn ôm hổ, gan nhỏ ôm gà. Ông ra tay theo cách của ông, ai có thể làm gì được ông? Vương Tử Quân là lãnh đạo tỉnh ủy, người này hoài nghi mình thì sao? Không có chứng cứ đâu, ha ha. Nhị thúc vẫn là người già rồi, làm việc thiếu quyết đoán, được rồi. Mình cũng nên an ủi ông ấy một chút. Trong đầu Thường Giáp Lũng lóe lên ý nghĩ như vậy, thế là không khỏi cầm điện thoại lên bấm số. Tút tút tút, số điện thoại vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau. Giọng nói trong trẻo vang lên làm cho Thường Giáp Lũng có chút bực bội, hắn ném điện thoại ra, thầm nghĩ ông lão này đúng là quá nổi giận, thôi thì ngày mai đến sẽ hay hơn. Cốc cốc cốc, ai vậy? Tiếng gõ cửa làm cho đám người đang uống rượu mơ màng cảm thấy khó chịu, thế là có người không khỏi hét lên. Bà chủ nói giám đốc Thường đang mời khách ở đây, chị ấy muốn vào mời rượu. Giọng nói của nhân viên phục vụ truyền vào trong phòng. Tên đàn em của Thường Giáp Lũng đi ra mở cửa rất mất kiên nhẫn, hắn nói, bà chủ của các người thì tính làm gì? Tên thanh niên còn chưa nói xong thì bị túm tóc đẩy ngã xuống đất. Đó chỉ là bắt đầu. Khi tên đàn ông ra mở cửa bị khống chế, có vài chục người xông vào, những người này võ trang đầy đủ, có sự khác biệt với cảnh sát bình thường. Đứng yên, cảnh sát đây. Khi tiếng quát này vang lên có vài người lao đến, thế nhưng đám côn đồ đều bị đánh vào chỗ yếu hại mà ngã lăn xuống đất. Ai là Thường Giáp Lũng? Một người đàn ông còn trẻ lớn tiếng quát đám người trong phòng, lúc này ánh đèn mù mờ được thay thế bằng bóng trắng sáng rực. Thường Giáp Lũng có chút sững sốt. Hắn hầu như nói theo bản năng, tôi là Thường Giáp Lũng, xin hỏi các anh. Người đàn ông kia không chờ Thường Giáp Lũng có phản ứng thì vài tên đàn ông đã tiến lên trực tiếp vây quanh. Các anh làm gì, tôi phạm tội gì, các anh. Thường Giáp Lũng lúc này cảm thấy lạnh như băng, thế nhưng lại cứng miệng nói. Anh phạm tội gì thì tự mình hiểu rõ. Người đàn ông dẫn đầu chợt vung lên nói, mang đi. Thường Giáp Lũng còn định lên tiếng thế nhưng bị vài tên cảnh sát chống bạo động trực tiếp còng tay lại. Lúc này hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi mà nói, các vị, nhị thúc của tôi là phó chủ tịch thường vụ huyện này, chúng ta có thể từ từ thương lượng. Người đàn ông dẫn đầu cười cười nói, Thường Giáp Lũng, dựa theo căn cứ chính xác, anh tình nghi tổ chức xây dựng xã hội đen, lần này không ai cứu được anh. Tôi, Thường Giáp Lũng còn muốn nói thêm hai câu thế nhưng cuối cùng lại không nói nên lời. Mình biết rõ vì sao lại bị bắt, thế là hắn căn bản mất hết can đảm. Đại ca chúng tôi chỉ ra đây uống chút rượu cho vui. Viên cảnh sát không nói lời nào, chỉ yêu cầu nhân viên đưa những người có liên quan đi. Khi Thường Giáp Lũng bị đẩy lên xe, hắn thấy oan gia của mình là anh Ngũ cũng bị đẩy lên xe. Khi thấy như vậy thì Thường Giáp Lũng vì sao lại hiểu chú của mình lo lắng như vậy, chính mình mất nhiều tâm cơ để che giấu sự việc. Thế nhưng đối với người ta thì căn bản không đủ. Chương 1871 Một nước ấm nấu ếch. Chủ tịch Vương, đây là tài liệu báo cáo của Cục Công an về hành động đả kích thế lực ngầm, mời ngài xem qua. Nghiêm Khâm Minh ngồi đối diện với Vương Tử Quân, hắn đưa một phần tài liệu cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cầm tài liệu nhìn qua vài lượt, sau đó gật đầu nói, Chủ tịch Nghiêm, tài liệu của Cục Công an rất rõ ràng, nên đẩy mạnh biên độ, diệt trừ tận gốc. Để làm tốt công tác hộ giá hộ tống cho phát triển kinh tế. Nghiêm Khâm Minh khẽ gật đầu,
lần này cục công an thành phố Thanh Chuyên gặp chuyện không may làm cho hắn cực kỳ bị động. Mặc dù chuyện này không liên quan trực tiếp đến hắn, thế nhưng ít nhất người này được hắn dốc sức đề cử. Chủ tịch, tôi muốn kiểm điểm với ngài, tôi căn bản không tìm hiểu rõ ràng về đội ngũ cục công an bên thành phố Thanh Chuyên. Vương Tử Quân nhìn Nghiêm Khâm Minh cúi đầu nhận sai lầm với mình, hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói, chủ tịch Nghiêm, không ai hoàn mỹ, ai cũng không dám nói mình công tác cực kỳ cẩn thận, không có vấn đề. Hơn nữa thầy đưa vào trường nhưng học tập là việc của học sinh, anh không thể theo sát người ta mọi lúc mọi nơi được. Nghiêm Khâm Minh tuy gật đầu nhưng lại dùng giọng áy náy nói, chủ tịch, dù thế nào thì trách nhiệm của tôi là khó tránh, ít nhất cũng nắm đội ngũ không nghiêm, sơ suất trong việc giám sát. Mong chủ tịch yên tâm, chuyện này xảy ra là một hồi chuông cảnh báo, sau này tôi sẽ lưu tâm nhiều hơn. Vương Tử Quân không nói gì, bầu không khí trong phòng như cô đọng lại. Nghiêm Khâm Minh chợt có chút hoảng hốt, Vương Tử Quân lại chủ động giải vây cho mình, chẳng lẽ có ý gì khác? Khi Nghiêm Khâm Minh đang do dự bất an chợt nghe Vương Tử Quân nói, chủ tịch Nghiêm, anh là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh kiêm nhiệm Cục Công an tỉnh, thế nên công tác không thể phân thân được. Vị trí này lại phải bỏ ra nhiều tinh lực, rất khó làm cho tốt. Nghiêm Khâm Minh nhìn nụ cười nhạt của Vương Tử Quân thì cảm thấy trong lòng tối sầm lại, hắn biết rõ Vương Tử Quân sẽ không bỏ qua chuyện lần này, chỉ là không ngờ người này lại hạ cổ tay như vậy, ám hiệu mình nên nhường lại vị trí cục trưởng cục công an. Phải biết rằng Nghiêm Khâm Minh là phó chủ tịch tỉnh nhưng quan trọng nhất vẫn là kiêm nhiệm cục công an, nếu như hắn nhường lại vị trí cục trưởng cục công an, căn bản không còn lại quyền lên tiếng. Chỉ còn lại danh nghĩa mà thôi. Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy mình hoàn toàn có năng lực với công tác hiện tại. Nghiêm Khâm Minh trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản nhìn rõ phản ứng của Nghiêm Khâm Minh, hắn căn bản đã có chuẩn bị của mình. Dù là ai khi bị ép buông lợi ích trong tay thì đều là cực kỳ khó khăn. Lúc này Vương Tử Quân cười cười nói, chủ tịch Nghiêm, tôi chuẩn bị phân công điều chỉnh công tác của các vị phó chủ tịch. Hy vọng anh có thể giúp đỡ công tác của tôi. Điều chỉnh phân công phó chủ tịch, Nghiêm Khâm Minh chợt sững sốt, hắn vốn cho rằng Vương Tử Quân chủ yếu là chĩa về phía mình, không ngờ lại là điều chỉnh phân công các vị phó chủ tịch. Nghiêm Khâm Minh nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, quan trường mật đông luôn nói Vương Tử Quân là người quá văn vẻ yếu đuối, quá đẹp trai, giống như một sinh viên vừa mới ra đời. Nhưng lúc này hắn cảm thấy những người nói như vậy rõ ràng là bị vẻ bề ngoài của Vương Tử Quân mê hoặc. Chủ tịch Vương là người có trí tuệ chính trị, căn bản không có ai trong quan trường mật đông có thể so sánh được. Vương Tử Quân là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, tất nhiên có quyền lợi điều chỉnh phân công phó chủ tịch, nhưng sau khi đi vào mật đông thì Vương Tử Quân mãi không dùng quyền lợi này, xem ra đây cũng là một nước cờ cực kỳ có mưu đồ. Khi quyền lực của Vương Tử Quân còn chưa đủ khống chế mật đông trong tay, nếu như hắn muốn điều chỉnh phân công, như vậy sẽ thuận lợi phát triển theo ý mình sao? Hắn biểu hiện cực kỳ hiền hòa, luôn giúp đỡ công tác của người khác tiến lên, phân công công tác của các vị cấp phó cũng không có gì thay đổi, thế nhưng mọi thứ đều phải xoay quanh hắn. Điều này không khỏi làm cho người ta chủ quan, giảm bớt cảnh giác, thả lỏng quá mức. Đến một ngày nào đó anh giật mình phát hiện mưu lược chính trị của hắn giống như nước ấm nấu ếch, đó cũng là lúc Vương Tử Quân hoàn toàn khống chế Ủy ban Nhân dân tỉnh Mật Đông, như vậy hắn sẽ thuận lợi tẩy bài trong Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chủ tịch Vương, chuyện này ngài đã thương lượng với Bí thư Sầm chưa? Nghiêm Khâm Minh hầu như hỏi câu này theo bản năng, nhưng hắn vừa nói xong thì hối hận, không khỏi sinh ra cảm giác muốn vả vào mặt mình. Đây đúng là tự vạch áo cho người xem lưng. Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương có mối quan hệ không tốt, cực kỳ vi diệu, chính mình lại hỏi như vậy, chẳng phải nói rằng Vương Tử Quân anh dù là lãnh đạo thứ hai mạnh mẽ ở tỉnh Mật Đông thì việc gì cũng còn cần Bí thư Sầm quyết định sao? Nói như vậy không khác nào đâm dao vào lòng Vương Tử Quân, biết đâu lúc này Vương Tử Quân căn bản không còn chút hảo cảm nào với mình. Vương Tử Quân cũng không tức giận, hắn cười nói, chuyện này tôi đang chuẩn bị báo cáo cho Bí thư Sầm. Điều chỉnh phân công thật ra là một hoạt động thay phiên cương vị rất bình thường, bây giờ từ trên xuống dưới, từ trung ương đến địa phương đều đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ. Cây chuyển thì chết, người chuyển lại sống, một người làm một công tác thời gian dài sẽ dễ sinh ra tính trơ, khi điều chỉnh phân công thì cực kỳ có lợi cho phương diện thúc đẩy công tác. Nghiêm Khâm Minh trầm ngâm giây lát rồi nói, chủ tịch Vương,
tôi cảm thấy mình tận tâm tận lực với công tác ở Cục Công an tỉnh, hơn nữa tôi tình nguyện tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp của Cục Công an tỉnh Mật Đông. Nghiêm Khâm Minh nói bằng giọng điệu có vài phần chém đinh chặt sắt, hắn muốn dùng phương thức này để nói cho Vương Tử Quân biết mình căn bản không chịu lui bước. Vương Tử Quân không lên tiếng mà chỉ nhìn Nghiêm Khâm Minh vài lượt. Nghiêm Khâm Minh rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy đầu kêu o o. Hắn biết Vương Tử Quân rất không hài lòng với một người nắm giữ công tác Cục Công an tỉnh như mình, thế nhưng nếu ép mình chuyển vị trí cũng không dễ dàng. Vương Tử Quân mặc dù không có quá nhiều hảo cảm với mình, thế nhưng cũng không phải là người muốn gây chiến. Chẳng qua Nghiêm Khâm Minh thật sự không ngờ Vương Tử Quân là người thường xuyên ra bài không theo quy tắc thông thường nhưng bây giờ lại nhe răng nanh với mình. Chẳng lẽ trước đó người này tỏ ra thờ ơ không quan tâm đến phương diện phân công điều chỉnh chính là vì thích tụ lực lượng chuẩn bị cho ngày hôm nay sao? Nghiêm Khâm Minh là một vị phó chủ tịch có vị trí không quá cao trong Ủy ban Nhân dân tỉnh, thế nhưng hắn dựa vào vị trí Cục trưởng Cục Công an tỉnh để được coi như là một vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh có thực quyền. Nếu như Vương Tử Quân dùng phương pháp điều chỉnh phân công để cướp đi vị trí Cục trưởng Cục Công an của mình, như vậy mình sẽ chỉ còn là một thành viên của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thậm chí là cực kỳ yếu thế. Chương 1871-2, nước ấm nấu ếch. Trong đầu Nghiêm Khâm Minh lóe lên những ý nghĩ như vậy, hắn thầm nghĩ, mình nhất định không thể để cho Vương Tử Quân thực hiện được kế hoạch phân công điều chỉnh lần này. Nếu Vương Tử Quân thật sự thực hiện được phương án này, Nghiêm Khâm Minh căn bản sẽ phải từ bỏ ý đồ. Vì một chính trị gia xuất sắc căn bản không sợ té ngã, có câu té nơi nào đứng lên ở nơi đó, chỉ cần anh có niềm tin và dũng khí là được. Chỉ cần anh có cơ hội đứng lên, anh vững tin một ngày sẽ có thể đông sơn tái khởi, như vậy anh sẽ không bao giờ bỏ qua. Vì dù thế nào thì anh vẫn còn đứng trong quan trường, anh té ngã một hai lần cũng không là vấn đề, chủ yếu là tốn thêm chút thời gian khổ sở tổn hao gân cốt mà thôi. Nhưng dù thế nào thì Nghiêm Khâm Minh cũng không muốn té ngã, quan trường giống như một khóa huấn luyện vượt chướng ngại vật. Lúc đầu anh có thể vượt lên đầu, thế nhưng khi mà trận đấu vẫn tiếp tục tiến hành, chướng ngại vật ngày càng nhiều mà thời gian càng ngày càng ít, anh sao có thể đảm bảo lúc nào mình cũng tràn đầy tinh lực, anh dũng xông lên đi đầu được. Một là anh tụt về phía sau hoặc là ngã xuống, bị đối thủ say lưng truy đuổi và vượt qua. Nghiêm Khâm Minh thật sự không muốn nhìn sự kiện này. Lúc này chỉ còn một người có khả năng ngăn cản Vương Tử Quân điều chỉnh phân công công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đó là Sầm Vật Cương. Nghiêm Khâm Minh đi xuống lầu, hắn hầu như không cần nghĩ ngợi mà đi đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Nhưng khi đi đến văn phòng thường ủy tỉnh ủy, Nghiêm Khâm Minh dừng lại giây lát rồi gọi điện thoại cho Cố Tắc Phiêm. Chào Chủ tịch Cố, tôi là Nghiêm Khâm Minh, anh có bận gì không, tôi có vài hạng mục công tác cần báo cáo. Ha ha ha. Không phải Chủ tịch Nghiêm đến tìm tôi vì phá án đấy chứ? Được, anh có mang còng tay không? Nếu không thì đến đi, tôi ở trong phòng. Cố Tắc Phiêm căn bản rất nhiệt tình với Nghiêm Khâm Minh, vì Nghiêm Khâm Minh chính là một trong số ít những vị phó chủ tịch tỉnh còn quan hệ tốt với Sầm Vật Cương. Khi Nghiêm Khâm Minh đi đến phòng làm việc của Cố Tắc Phiêm, lúc này Cố Tắc Phiêm đang ghi chép gì đó. Khi thấy Nghiêm Khâm Minh đi vào cửa, hắn chợt đứng lên nói, Chủ tịch Nghiêm, anh rõ ràng là khách quý, vừa rồi tôi nhận được điện thoại của một người đồng hương, nói là anh ấy sẽ giúp người quê tôi xây dựng vài chiếc cầu, hai người chúng ta hôm nay cùng đi ăn nhé. Nghiêm Khâm Minh nhìn gương mặt tươi cười của Cố Tắc Phiêm mà có vài phần cảm khái, trước khi đến thì Nghiêm Khâm Minh căn bản không có nhiều hảo cảm với Cố Tắc Phiêm, sở dĩ có hiện tượng này thì nguyên nhân chủ yếu là hắn không quen nhìn bộ dạng không cho là đúng, rất hăng hái của Cố Tắc Phiêm. Khi đó Cố Tắc Phiêm tuy chỉ là phó chủ tịch thường ủy nhưng lại bừng bừng dã tâm, làm việc gì cũng cực kỳ phô trương, hơn nữa lại có danh tiếng lớn ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngay cả Đường Trấn Huy cũng không ép được. Nhưng bây giờ Cố Tắc Phiêm bị phó chủ tịch thường vụ Hà Kiến Trương ép quá chặt, trong mắt nhiều người thì Cố Tắc Phiêm cũng chỉ là một vị phó chủ tịch tỉnh bình thường mà thôi. Được, tôi sẽ không khách khí. Nghiêm Khâm Minh cảm thấy vị trí của mình bị uy hiếp. Hắn tất nhiên sẽ không từ chối ý tốt của Cố Tắc Phiêm. Sau khi thư ký châm trà đi ra thì Nghiêm Khâm Minh dùng giọng không che giấu nói, tôi cảm thấy rất bị động với sự kiện ở thành phố Thanh Chuyên, người kia được tôi phái đi từ Cục Công an tỉnh, tôi cảm thấy người này có tố chất nghiệp vụ tốt, chú ý nguyên tắc, nhưng không ngờ lại chỉ là một tên khốn kiếp. Cố Tắc Phiêm là người linh thông tin tức, hắn uống một hớp nước rồi nói,
lãnh đạo nhìn thì có vẻ hiền hòa, thế nhưng một khi đã ra tay thì gió cuốn lá vàng rời, tuyệt đối vô tình. Hi hi, Triệu Hiểu Bạch biết đâu thật sự xảy ra tai nạn xe hơi, thế nhưng người kia lại mượn đề tài này để nói chuyện của mình, quét sạch các nhân tố không ổn định ở thành phố Thanh Chuyên. Nghiêm Khâm Minh khẽ gật đầu, hắn hiểu rõ động tác ở Thanh Chuyên hơn Cố Tắc Phiêm, mặc dù không có chứng cứ khẳng định có người bày ra tai nạn của Triệu Hiểu Bạch, thế nhưng hắn nhờ vào kinh nghiệm nhiều năm và phán đoán có hơn phân nửa khả năng là có người ra tay độc thủ với Triệu Hiểu Bạch. Đối mặt với tình huống này thì Nghiêm Khâm Minh còn cảm thấy Vương Tử Quân sẽ cực kỳ bị đè nén, nhưng khi nhìn sự việc phát triển, hắn mới thấy được mình xem thường lãnh đạo của mình. Người ta căn bản không cần hỏi, cũng không nắm chuyện của Triệu Hiểu Bạch để lên tiếng mà trực tiếp căn cứ vào những tài liệu cũ để đưa đám người làm loạn ở Thanh Chuyên vào vòng lao lý. Suy nghĩ của mình căn bản là không theo kịp, đến cảnh giới như của Vương Tử Quân thì cần gì phải mất thời gian lãng phí được. Đúng vậy, mã lực mạnh, quyết đoán mạnh, Nghiêm Khâm Minh cảm khái một câu rồi nói tiếp, vừa rồi tôi đến nhận sai lầm với Chủ tịch Vương. Hi hi, có phải là bị mắng không? Cố Tắc Phiêm châm thêm nước cho Nghiêm Khâm Minh rồi cười nói, người nào cũng không thích bị người ta chút giận lên đầu, thế nhưng sự việc này ai nghe qua cũng cực kỳ căm tức. Nghiêm Khâm Minh thầm nghĩ nếu như tôi bị mắng thì không có vấn đề, nhưng người ta không những không mắng, còn quyết định điều chỉnh phân công của tôi. Cũng không bị mắng, thế nhưng có một số việc còn làm người ta khó chịu hơn, đó là anh ấy muốn điều chỉnh phân công của các phó chủ tịch tỉnh. Nghiêm Khâm Minh không nói ra sự kiện Vương Tử Quân ép mình từ bỏ vị trí cục trưởng cục công an tỉnh, chỉ nói đến chuyện phân công của các vị phó chủ tịch tỉnh. Dù sao nói như vậy cũng không làm cho mình bị động trước mặt Cố Tắc Phiêm. Điều chỉnh phân công, anh ấy muốn điều chỉnh phân công cũng phải hỏi xem bí thư Sầm có đồng ý hay không. Giọng điệu của Cố Tắc Phiêm chợt mạnh mẽ hơn vài phần. Nhưng giọng điệu mạnh mẽ có vài phần khinh miệt của Cố Tắc Phiêm cũng không làm cho Nghiêm Khâm Minh cảm thấy được an ủi. Hắn cảm thấy loại người như mình và Cố Tắc Phiêm làm việc căn bản cũng không phải là giọng ai lớn hơn thì được quyết định, còn phải chú ý đến những thứ khác. Lúc này Cố Tắc Phiêm lớn tiếng như vậy nói rõ đang chột dạ. Phải nói thế nào nhỉ? Càng tự ti ở phương diện nào thì càng thích tự biên tự diễn ở phương diện đó, bây giờ càng nghĩ càng thấy lời nói này căn bản là cực kỳ tinh túy. Xem ra khi lực ảnh hưởng của Vương Tử Quân ở Ủy ban Nhân dân tỉnh càng ngày càng lớn, Cố Tắc Phiêm càng thêm cố kỵ Vương Tử Quân hơn nhiều. Điều chỉnh phân công phó chủ tịch tỉnh đều là quyền hạn và quyền lợi của Chủ tịch Vương. Nghiêm Khâm Minh trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói. Cố Tắc Phiêm không lên tiếng, hắn nâng ly lên uống một ngụm rồi nói, Chủ tịch Nghiêm, anh và anh ta gần đây không cùng đường, tôi có dự cảm rằng trong sự kiện điều chỉnh phân công lần này, anh ấy nhất định sẽ không để anh tiếp tục là cục trưởng cục công an. Dù anh ấy không bàn với tôi về phương diện này, thế nhưng khả năng này là rất lớn. Nghiêm Khâm Minh cực kỳ bội phục trực giác của Cố Tắc Phiêm, thế nhưng biểu hiện lại tuyệt đối không thừa nhận. Cố Tắc Phiêm cười cười nhưng không tiếp tục hỏi ở phương diện này, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, Chủ tịch Nghiêm, tôi cảm thấy chuyện này chúng ta nên báo cáo với Bí thư Sầm. Tôi tin tưởng Bí thư Sầm nhất định sẽ không cho người nào làm bậy ở phương diện này. Được, không thì bây giờ chúng ta đến gặp Bí thư Sầm. Nghiêm Khâm Minh tuy cảm thấy giọng điệu của Cố Tắc Phiêm có vài phần không đủ lo lắng, thế nhưng hắn vẫn trầm giọng đề nghị. Dù sao đây cũng là mục đích hắn đến tìm gặp Cố Tắc Phiêm. Chương 1872, một thành công truyền hình năm mật đông. Sầm Vật Cương nhìn văn kiện mà gương mặt có vài phần vui mừng và bất mãn. Người nào hiểu về Bí thư Sầm chỉ cần nhìn qua là biết vấn đề, đó là lãnh đạo rất coi trọng văn kiện này. Năm mật đông là phương án không tồi, Sầm Vật Cương gấp văn kiện lại mà gương mặt càng thêm hiền hòa. Sau khi đặt văn kiện lên bàn, Sầm Vật Cương nâng ly lên uống một ngụm. Tuy khoảng thời gian gần đây lãnh đạo nhiều lần khen ngợi công tác của tỉnh mật đông, thế nhưng Sầm Vật Cương lại cảm thấy nguy cơ càng ngày càng lớn. Khi Đường Chấn Huy làm chủ tịch tỉnh Mật Đông, chỉ cần là Mật Đông có thành tích, mọi người đều ngầm hiểu cho rằng thành tích này có được là nhờ Sầm Vật Cương tọa trấn Mật Đông. Bây giờ tuy lãnh đạo mở miệng khích lệ thế nhưng Sầm Vật Cương cho rằng đối với các vị lãnh đạo vì Mật Đông vững vàng phát triển kinh tế là nhờ vào công lao khó thể chối bỏ của Vương Tử Quân. Lúc này phương diện truyền hình phát triển kinh tế đang được thảo luận trọng điểm. Các tinh chung quanh sinh ra cảm giác luống cuống tay chân, Mật Đông lại truyền hình thành công, thế nên là điểm sáng trong khu vực.
Vì thế nên các hãng truyền thông thay nhau bình luận, tuy chủ yếu là những lời đề cao năng lực chấp chính ở Mật Đông, thế nhưng hương vị trong lòng Sầm Vật Cương lại rất khó chịu. Ôi, bây giờ nghĩ lại thì mới thấy Đường Chấn Huy năm xưa hiền hậu thế nào, mà năm xưa mình thật sự là quá độc ác. Sầm Vật Cương nghĩ đến người hợp tác với mình vào lúc này mà không khỏi cảm thấy Đường Chấn Huy chính là người tốt nhất với mình. Ít nhất nếu so sánh thì Đường Chấn Huy căn bản tích cực chứng thực những chuyện mình cho ra sắp xếp mạnh hơn hẳn Vương Tử Quân. Sầm Vật Cương nhìn màn hình máy tính đang sáng, lão không khỏi đưa tay cầm lấy con chuột. Lão lên mạng chưa từng trò chuyện với ai, chủ yếu là xem tình hình thời sự, những trang web thường vào đều là của Mật Đông. Sau khi đọc vài bản tin thì Sầm Vật Cương tiện tay mở một trang web, đây không phải là một trang web tin tức rất lớn, chỉ ở vào hạng 3 mà thôi. Trên trang web này có vài hình ảnh mù mờ, Sầm Vật Cương mở ra xem và phát hiện có vài phần không rõ ràng, là ảnh chụp bầu không khí bị ô nhiễm. Phía dưới tấm ảnh có dòng chữ nhỏ ghi chú địa điểm chụp ảnh, vì không phải là đến từ Mật Đông nên Sầm Vật Cương cũng không mấy quan tâm. Nhưng điều làm cho Sầm Vật Cương không thoải mái chính là người chụp tấm ảnh còn ghi chú một câu, may mà tôi sống ở Mật Đông, nước sông Thanh Sa của chúng tôi rất trong sạch. Những lời nói như thế này bình thường đều được Sầm Vật Cương cảm thấy vui vẻ, dù thế nào thì chiến thuyền Mật Đông đang đi về hướng phát triển kinh tế mạnh mẽ, nó phát triển không tách rời khỏi sự mệt nhọc của Sầm Vật Cương. Nhưng hôm nay khi thấy tấm hình này thì lão có vài phần buồn bực. Dù sao khi đó chính lão cũng là người vỗ bàn căng cứng với Vương Tử Quân ở phương diện này. Sầm Vật Cương dùng tay kéo chuột xem xét các bài phản hồi khác, có nhiều bài bình luận hiện lên trước mặt lão. Đúng vậy, hai ngày trước tôi còn đi câu cá ở sông Thanh Sa, nước xanh mát, nếu không phải là mùa đông thì tôi thật sự rất muốn nhảy xuống tắm cho sướng. Chỉ cần các anh chạy xe trên đường cao tốc đi đến thành phố rừng mật là thấy không gian Mật Đông như thế nào rồi. Chủ tịch Vương cố gắng chỉnh đốn các xí nghiệp gây ô nhiễm, vừa muốn núi vàng núi bạc vừa muốn sông trong núi xanh, dân chúng thật sự cảm tạ chủ tịch Vương. Những lời bình luận làm cho Sầm Vật Cương tương đối cảm thấy thoải mái. Nhưng lão không thể không thừa nhận Vương Tử Quân thật sự là người một tay thúc đẩy truyền hình kinh tế thành công vào lúc này. Sầm Vật Cương nghĩ đến phương diện truyền hình kinh tế trong tỉnh, lão nghĩ đến một lần mình về thủ đô tham gia hội nghị, lãnh đạo chủ yếu tiến hành phê bình những sách lược xây dựng trùng lắp và sản nghiệp tổn hao nhiều năng lượng ở khắp nơi. Hơn nữa lời nói lại cực kỳ nặng nề, điều này không khỏi làm cho đám lãnh đạo các địa phương liên quan đỏ mặt tía tai, không ngẩng đầu lên được. Khi đó Sầm Vật Cương không bị phê bình, còn được khen ngợi, thế nhưng khi đó lại có người cho ra câu nói gở với lão, có một người giúp đỡ tốt thì đi khắp thiên hạ cũng không sợ ai. Khi đó Sầm Vật Cương căn bản cười hì hì không thèm quan tâm đến câu nói này, thế nhưng người quen thuộc lại hiểu rõ bí thư Sầm căn bản rất bất mãn. Hy vọng thành phố Linh Long bên kia cho ra thành tích tốt, cũng làm cho người bên ngoài biết rằng Sầm Vật Cương tôi là người có tài thật sự. Không phải là người chỉ biết dựa vào kẻ khác. Danh lợi động nhân tâm, chỉ cần là người thì khó thể thoát khỏi hai trạng thái trói buộc này. Dù là một số người có khả năng tu dưỡng cao vời thì chỉ cảm giác mình có thể thoát khỏi trói buộc này, nhưng tối đa thì đó chỉ là cảm giác mà thôi. Thư ký trưởng anh Hồ, anh đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Sầm Vật Cương nghĩ đến thành phố Linh Long thì không khỏi nghĩ đến hạng mục phát ly cung, lão cầm điện thoại lên trực tiếp gọi cho Phương Anh Hồ. Phương Anh Hồ đến bây giờ cũng không làm cho Sầm Vật Cương thất vọng, sau khi đặt điện thoại xuống được 3 phút thì Phương Anh Hồ đi đến. Thư ký trưởng Anh Hồ, hạng mục phát ly cung của thành phố Linh Long đến đâu rồi? Sầm Vật Cương căn bản chưa từng khách sáo với Phương Anh Hồ, sau khi Phương Anh Hồ đi vào phòng thì lão hỏi thẳng vào vấn đề. Phương Anh Hồ tuy không biết Sầm Vật Cương vì sao lại nghĩ đến hạng mục phát ly cung, thế nhưng hắn vẫn trầm giọng nói, bí thư Sầm. Phía ủy ban cải cách tỉnh còn chưa phê duyệt hạng mục này. Có chuyện gì xảy ra? Sầm Vật Cương nhíu mày, trước đó rõ ràng lão đã có vài lời nhắn nhủ với ủy ban cải cách tỉnh về hạng mục phát ly cung. Phương Anh Hồ biết bí thư Sầm đã chào hỏi ở sự kiện này, hắn trầm ngâm giây lát rồi thành thật nói, bí thư Sầm, tôi nghe nói vì chủ tịch Vương căn bản có ý kiến không đồng ý với hạng mục phát ly cung. Ánh mắt Sầm Vật Cương chợt trở nên lạnh lẽo. Lão nhìn thoáng qua Phương Anh Hồ rồi dùng giọng căm tức nói, chẳng lẽ không đồng ý thì yêu cầu dừng hạng mục lại sao? Điều này, Phương Anh Hồ lúc này cũng hiểu ủy ban cải cách rất khó xử,
đơn vị này bị kẹp giữa hai vị lãnh đạo, thế cho nên khó thể nào thoải mái công tác được. Được rồi, anh đừng nói nữa, mau tự mình đến phối hợp với ủy ban cải cách, nói đó là ý của tôi, để bọn họ giúp đỡ địa phương để cao hiệu suất công tác. Sầm Vật Cương khoát tay chặn lại căn bản không cho Phương Anh Hồ nói xong, sau đó trầm giọng nói. Phương Anh Hồ nhìn gương mặt cực kỳ vội vàng của Sầm Vật Cương, vẻ mặt hắn không khỏi biến đổi vài phần. Hắn không ngờ bí thư Sầm lại tỏ ra vội vàng ở sự kiện này như vậy, vô tình không biết phải nói gì cho phải. Bí thư Sầm căn bản có vài phần vội vàng sao động, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, Phương Anh Hồ căn bản sinh ra ý nghĩ thế này, nhưng thật lòng thì hắn không dám nói ra. Chương 1872, hai thành công chuyển hình năm Mật Đông. Vâng, tôi sẽ gọi hai bên đến để tiến hành liên hệ xem xét phương án giải quyết. À, cũng không cần chờ nữa, bây giờ là mùa đông, chờ thêm chút nữa thì đến sang năm Phát Ly Cung mới được khởi công. Sầm Vật Cương nói mang theo vài phần mất kiên nhẫn. Phương Anh Hồ đồng ý một tiếng, hắn rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương, đúng lúc này hắn thấy Nghiêm Khâm Minh và Cố Tắc Viêm đi đến. Hắn căn bản cũng có giao tình khá tốt với hai vị phó chủ tịch tỉnh theo sát Sầm Vật Cương này, thế nên khi thấy hai người bọn họ cùng đi đến, tuy có chút kỳ quái nhưng vẫn cười hì hì nói, hai vị chủ tịch, hai vị rõ ràng là khách quý, bây giờ trong phòng làm việc của bí thư Sầm cũng không có ai, hai vị cứ bận rộn công tác, sau đó đến chỗ tôi uống trà. Cố Tắc Phiêm và Nghiêm Khâm Minh đưa mắt nhìn nhau, chợt nghe Cố Tắc Phiêm nói, thư ký trưởng, chúng tôi biết chỗ ngài có trà ngon. Nhưng hôm nay có chút bận rộn nên không đến được, lần sau chúng tôi sẽ mời ngài dùng trà. Vậy thì cứ để lần sau. Phương Anh Hồ cũng không quá quan tâm đến lời từ chối của Cố Tắc Phiêm. Tuy hắn là người có vị trí xếp sau Cố Tắc Phiêm trong thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng nói về quyền lực thực tế thì còn lớn hơn Cố Tắc Phiêm. Sau khi hai người Nghiêm Khâm Minh và Cố Tắc Phiêm đi vào trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương, Phương Anh Hồ chợt lóe lên một ý nghĩ. Đó là rốt cuộc hai người kia vì chuyện gì mà cùng đi đến phòng của bí thư Sầm. Khi hai người Nghiêm Khâm Minh và Cố Tắc Phiêm đi vào thì Sầm Vật Cương còn đang nghĩ về hạng mục Phát Ly Cung. Khi thấy hai người sóng vai đi đến, lão không khỏi đứng lên nói, Tắc Phiêm, Khâm Minh, hai anh rõ ràng là khách quý, mời hai anh ngồi. Cố Tắc Phiêm và Nghiêm Khâm Minh cùng nhau ngồi xuống, sau có Cố Tắc Phiêm nói, bí thư, tôi nhận được một tin tức từ chủ tịch Nghiêm. Thế nên cố ý cùng chủ tịch Nghiêm đến báo cáo công tác với ngài. Sự việc có thể làm cho Cố Tắc Phiêm và Nghiêm Khâm Minh cùng đến báo cáo công tác thì nhất định là không nên ho. Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi cười nói, tin tức gì vậy? Nói tôi nghe xem thế nào. Bí thư, không biết ngài có nghe nói gì chưa, chủ tịch Vương chuẩn bị điều chỉnh phân công trong ban ngành ủy ban nhân dân tỉnh. Cố Tắc Phiêm có quan hệ tốt với Sầm Vật Cương. Điều này quyết định hắn có thể trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Sầm Vật Cương có chút sững sốt, điều chỉnh phân công công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hai năm qua mình hầu như đã quên đi chuyện này. Hai năm sau khi Vương Tử Quân đi vào Mật Đông, người này ở trên vị trí chủ tịch tỉnh nhưng chưa từng điều chỉnh phân công công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thế cho nên lão cảm thấy Vương Tử Quân sẽ không điều chỉnh phân công. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân lại điều chỉnh phân công. Điều này không khỏi làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Sầm Vật Cương nghĩ đến phương diện Vương Tử Quân điều chỉnh phân công công tác của Phó Chủ tịch vào lúc này, lão căn bản hiểu ra vấn đề. Có thể nói cánh chim đã cất lên, điều chỉnh bây giờ là cực kỳ phù hợp. Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói, tôi căn bản chưa từng nghe nói về chuyện này. Bí thư Sầm, Chủ tịch Vương bây giờ điều chỉnh phân công, tôi cảm thấy tỉnh ủy cần phải cho ra tác dụng chỉ đạo. Không thể để cho người ta biến sự kiện này thành tình huống không cho mặc cả. Cố Tắc Phiêm nói đến đây thì nhìn Nghiêm Khâm Minh, bí thư Sầm, chủ tịch Nghiêm luôn công tác cẩn trọng, bây giờ người khác cảm thấy anh ấy không phối hợp tốt nên muốn điều chỉnh phân công, tôi cảm thấy ngài không thể không quan tâm đến sự kiện này. Điều chỉnh phân công liên quan đến Nghiêm Khâm Minh, điều này không khỏi làm cho gương mặt Sầm Vật Cương chợt biến đổi. Khi Lý Trinh Siêu dựa vào Vương Tử Quân thì hệ thống tư pháp ở trong tay người khác. Nếu như Vương Tử Quân điều chỉnh phân công Nghiêm Khâm Minh, như vậy mình căn bản không còn chút lực lượng nào ở khối công tác tư pháp nữa. À, tôi biết rồi. Sầm Vật Cương khoát tay áo nói, nếu như không còn chuyện gì khác, hai anh mau đi thôi, có gì tôi sẽ liên lạc sau. Sau khi tiễn chân hai người Cố Tắc Phiêm và Nghiêm Khâm Minh, Sầm Vật Cương rơi vào trầm ngâm,
lúc này Vương Tử Quân điều chỉnh phân công, không phải hướng về phía mình sao? Vương Tử Quân căn bản cũng không cho Sầm Vật Cương đợi lâu ở phương diện điều chỉnh phân công công tác, khi Cố Tắc Phiêm và Nghiêm Khâm Binh đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương được 2 giờ, Vương Tử Quân đi đến gặp Sầm Vật Cương. Tuy hai người bọn họ có sự khác biệt ngày càng lớn thế nhưng đãi ngộ của Sầm Vật Cương cho Vương Tử Quân vẫn không giảm bớt. Sau khi Vương Tử Quân ngồi xuống thì lão đưa sang một điếu thuốc rồi nói, Chủ tịch, lúc này sức khỏe của Hiểu Bạch hồi phục thế nào rồi? Hôm nay tôi vừa mới gọi điện thoại, căn bản không có vấn đề gì. Vương Tử Quân cầm điếu thuốc trong tay rồi cười nói. Ôi, thật sự không ngờ có vài người phát rồ, nếu Chủ tịch không ra tay, tôi cũng muốn sửa chỉ những hiện tượng này. Sầm Vật Cương nói đến đây thì thay đổi chủ đề, Chủ tịch anh đến có phải là nói chuyện này không? Không phải, Bí thư Sầm, hai ngày trước tôi xem xét lại, cảm thấy đã vài năm không điều chỉnh phân công công tác của các vị phó chủ tịch tỉnh, đặc biệt là anh Tề nắm công tác giáo dục, anh ấy đã nắm công tác này 7 năm rồi. Vương Tử Quân tin tưởng Sầm Vật Cương cũng biết tin tức về ý đồ của mình, thế cho nên cũng không giấu giếm gì ở phương diện này. Tuy quen tay hay việc thế nhưng làm một công tác thời gian dài cũng dễ dàng sinh tính trơ. Vương Tử Quân nói đến đây thì nói tiếp. Vì vậy tôi cảm thấy phương diện điều chỉnh phân công công tác là cực kỳ cần thiết. Sầm Vật Cương gật đầu nói, tôi đồng ý điều chỉnh phân công công tác, thế nhưng khi điều chỉnh phân công thì cũng phải chú ý tính liên tục. Đặc biệt là một số ban ngành đặc thù, ví dụ như Cục Công an, công tác này không giống như những công tác khác, có một vài tình huống mà các đồng chí quen thuộc sẽ dễ dàng xử lý hơn. Tôi tin tưởng như vậy sẽ cực kỳ quan trọng với phương diện đoàn kết phát triển trong tỉnh. Sầm Vật Cương nói ra ví dụ nhìn như vô tâm nhưng thực tế thì ý nghĩa gì là rõ ràng. Vương Tử Quân muốn điều chỉnh phân công của Nghiêm Khâm Binh, thế nhưng Sầm Vật Cương bên này lại căn bản yêu cầu không nên động vào. Bí thư Sầm, tôi cảm thấy Chủ tịch Nghiêm không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm công tác của Cục Công an tỉnh. Chủ tịch Nghiêm là người bận rộn công tác, kiêm nhiệm cả Cục Công an tỉnh, rốt cuộc là khó thể phân thân, không có khả năng vùi đầu vào trong công tác. Vì vậy tôi cảm thấy nên để cho một người chuyên trách công tác này thì tốt hơn. Chương 1873, gài bẫy anh. Một người chuyên trách thì không khác nào đẩy Nghiêm Khâm Binh xuống, Nghiêm Khâm Binh là phó chủ tịch tỉnh cũng không thể nào chuyên trách công tác của Cục Công an. Chưa nói đến phương diện ai là người sẽ tiếp tục tiến lên tiếp nhận công tác, thế nhưng đối với Nghiêm Khâm Binh, lực ảnh hưởng trong tỉnh sẽ giảm xuống. Sầm Vật Cương do dự giây lát rồi thản nhiên nói, Cục Công an có tính đặc thù, chúng ta nên thận trọng ở sự kiện này. Bây giờ các tỉnh khác cũng đều để cho lãnh đạo tỉnh phụ trách Cục Công an, chúng ta không nên quá đặc thù. Không thể quá đặc thù chính là không đồng ý, Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Sầm Vật Cương rồi trầm ngâm giây lát, sau đó lại nói, Bí thư Sầm nói đúng, chúng ta nên cẩn thận một chút ở sự kiện này. Hai ngày trước tôi có liên hệ với ban ngành chủ quản. Thượng cấp tương đối đồng ý với phương án sơ bộ của chúng ta. Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi mới nói, tôi cho rằng chuyện này vẫn nên thận trọng thì hơn. Vương Tử Quân cười cười nâng ly trà lên rồi nói, Bí thư Sầm nói đúng, nhưng tôi cảm thấy chúng ta vừa thận trọng cũng nên khai thác tinh thần tiến thủ. Nếu chuyện này đã đến mức độ hiện tại, không bằng chúng ta đơn giản triển khai mở rộng một chút. Sầm Vật Cương không lên tiếng, Vương Tử Quân cũng cười uống trà. Hai người trầm ngâm giây lát, Sầm Vật Cương chợt nói, Chủ tịch Tử Quân, lúc này đã sắp đến cuối năm, anh cứ đặt phương án phân công ở đây, tôi có thời gian sẽ chú tâm xem xét. Khi nào có thời gian sẽ xem xét, đây rõ ràng là kéo dài sự việc, còn khi nào Bí thư Sầm có thời gian thì căn bản không phải tự bản thân quyết định sao. Được rồi, Bí thư Sầm, tôi chuẩn bị mở hội nghị liên tịch để xác định các vấn đề trong lúc phân công công tác, ngài nếu không có chỉ đạo gì khác. Tôi sẽ xem như ngài không có ý kiến gì. Vương Tử Quân nói đến đây thì nở nụ cười sáng lạn, thế nhưng Sầm Vật Cương nhìn nụ cười sáng lạn của Vương Tử Quân mà sinh ra cảm giác không thoải mái. Sầm Vật Cương hiểu những lời của Vương Tử Quân là hướng về phía mình, ý nghĩa của nó là anh không nên ngâm quá lâu, nếu như anh không quy định thời gian, như vậy thì tôi xin lỗi sẽ coi như anh không có ý kiến gì. Tuy Vương Tử Quân đến là trưng cầu ý kiến về sự kiện phân công của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thế nhưng Sầm Vật Cương vẫn cảm thấy không thoải mái. Một số nơi bí thư tỉnh ủy có thể ra tay ở phương diện phân công phó chủ tịch tỉnh,
thậm chí một vài người cường thế còn đưa ra phương án cụ thể cho trợ thủ của mình. Còn chủ tịch tỉnh có thoải mái hay không, cũng không cần quan tâm. Sầm Vật Cương tất nhiên là một vị bí thư tỉnh ủy cường thế, nhưng tình thế bây giờ lại căn bản không thể làm cho lão cường thế được. Được rồi, tôi xem xét kỹ sẽ nhanh chóng bàn lại với anh. Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi cười nói. Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương, trong lòng vẫn nghĩ đến nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi với Sầm Vật Cương. Tuy từ đầu đến cuối thì Sầm Vật Cương vẫn nở nụ cười, thế nhưng Vương Tử Quân biết rõ sự kiện hôm nay làm cho Sầm Vật Cương không chút thoải mái. Nhưng Vương Tử Quân không quan tâm đến điều này, hắn căn bản đã có mưu đồ, tuy hắn tôn trọng Sầm Vật Cương nhưng chuyện gì thuộc về mình thì hắn phải cho ra cảnh báo với một số người. Hắn muốn làm cho người ta biết rõ, có nhiều thứ không cho phép người khác nhúng tay vào. Vương Tử Quân quay lại phòng làm việc của mình. Hà Kiến Trương lúc này tìm đến tận cửa. Hắn biết rõ Vương Tử Quân đã tiến hành báo cáo sự kiện phân công công tác cho Sầm Vật Cương, thế nên vừa vào cửa đã hỏi, Chủ tịch Vương, anh bàn bạc thế nào rồi? Có lẽ Bí thư Sầm sẽ cho ra những ý kiến chỉ đạo thích hợp. Vương Tử Quân căn bản có quan hệ không tệ với Hà Kiến Trương, thế cho nên cũng không nói dối. Ý kiến chỉ đạo thích hợp, Hà Kiến Trương suy nghĩ về những chữ này mà không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn lúc đầu có vài phần giật mình với phương án phân công công tác của Vương Tử Quân, dù sao đây cũng là một tranh chấp giữa Chủ tịch Vương và Bí thư Sầm. Thế nhưng khi Hà Kiến Trương xem xét lại kỹ càng, chợt phát hiện Chủ tịch Vương căn bản không chút yếu thế ở phương diện này. Dù sao thì Vương Tử Quân cũng là người phụ trách cho công tác của cấp phó dưới tay mình, bây giờ trạng thái địa vị của Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương lại ngang nhau, khả năng Sầm Vật Cương ép chết Vương Tử Quân ở hội nghị thường ủy là không lớn. Hơn nữa sự kiện phân công công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh căn bản không thường thấy được đưa lên hội nghị thường ủy. Nếu như Sầm Vật Cương để Vương Tử Quân tùy ý chủ đạo chuyện này, tất nhiên là thật sự quá tốt. Nếu Bí thư Sầm muốn quan tâm hoặc nói ra những lời không nguy hại đến đại cục của Vương Tử Quân, tất nhiên Vương Tử Quân sẽ tuân theo. Một khi Sầm Vật Cương ngăn cản, Vương Tử Quân có thể cưỡng chế thông qua ở hội nghị văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy Trương Bản Tiến đã bỏ ra một vị trí phó chủ tịch tỉnh, nhưng Trương Tề Bảo Tiến lên làm phó chủ tịch tỉnh càng làm cho lực khống chế của Vương Tử Quân ở hội nghị văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh càng thêm mạnh mẽ. Dù Cố Tắc Phiêm và Nghiêm Khâm Minh không phối hợp thì cũng không tạo nên tác dụng gì quá lớn. Thế nên Hà Kiến Trương cười hì hì nói, Chủ tịch, tôi cảm thấy không bao lâu nữa Bí thư Sầm sẽ cho ra ý kiến thích hợp. Ha ha, Chủ tịch Kiến Trương. Chủ tịch trưởng ban bây giờ đã thay đổi vị trí nhưng vẫn nắm công tác văn phòng, nhưng như vậy vẫn là làm phiền anh ấy, tôi cảm thấy như vậy là không phù hợp. Anh là cán bộ chủ khảo công tác văn phòng, anh cảm thấy ai thích hợp với công tác này hơn? Vương Tử Quân không phản đối với lời bình của Hà Kiến Trương, hắn cười nói sang chuyện khác. Hà Kiến Trương trầm ngâm giây lát rồi cười nói, trong văn phòng có vài vị phó thư ký trưởng rất tốt, nếu chủ tịch ngài muốn tìm người từ trong đơn vị. Không bằng tìm đến bọn họ. Nếu ngài muốn tăng cường trao đổi cán bộ bên ngoài, cũng có vài đồng chí bên ngoài cần suy xét. Hà Kiến Trương nói những lời này cực kỳ có trình độ, bây giờ có nhiều người tìm đến hắn vì sự kiện này. Dù sao thì thư ký trưởng cũng là một trong những cán bộ lãnh đạo cấp bậc giám đốc sở cực kỳ hiển hách. Mặc dù cấp bậc giám đốc sở nhưng đôi khi không kém với các vị phó chủ tịch tỉnh khác. Chưa nói đến một vài người phụ trách đơn vị trong tỉnh. Thậm chí ngay cả bí thư và chủ tịch thành phố trong tỉnh cũng muốn nắm vị trí này. Không phải có câu, giữa lưng vào cây cổ thụ sẽ có bóng mát sao? Vị trí này được người ta nhìn vào và cảm thấy nó cực kỳ mát mẻ. Tuy Hà Kiến Trương là người chủ quản văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thế nhưng sẽ không cho ra lời đề nghị xác định. Dù sao thì thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chịu trách nhiệm công tác của Vương Tử Quân, điều này là hắn hiểu rõ ràng. Vương Tử Quân nào không hiểu rõ ý nghĩ của Hà Kiến Trương, hắn cười cười nói, anh Hà, anh cũng đừng đẩy qua lại như vậy, lần này tôi không có nhân tuyển nào tốt, thế nên muốn nhìn vào nhân tuyển của anh. Hà Kiến Trương nhìn nụ cười sáng lạn của Vương Tử Quân mà không khỏi sinh ra nhiều ý nghĩ. Lúc này hắn đã có thể hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân. Với uy thế của Vương Tử Quân hiện tại, dù là ai đến làm người nắm văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng phải thành thật nghe lời. Bây giờ Vương Tử Quân trưng cầu ý kiến của mình, chính là biểu hiện tôn trọng mình.
dù thế nào thì trong mắt người ngoài, mình vẫn là người của Chủ tịch Vương. Tôi còn phải quay về xem xét kỹ càng hơn, tuy đã nghĩ thông suốt điều này nhưng Hà Kiến Trương vẫn không dám đề cử cho Vương Tử Quân. Dù sao thì Vương Tử Quân cũng không có nhiều tín nhiệm với người khác, bây giờ chủ tâm tín nhiệm mình. Thế nên lần này Hà Kiến Trương cảm thấy mình phải tìm một người mà Chủ tịch Vương có thể tin được, cũng phải có lợi cho mình. Anh cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi. Vương Tử Quân căn bản không vội trong sự kiện này, hắn cười nói với Hà Kiến Trương, Chủ tịch Kiến Trương, anh có ý kiến gì với sự kiện phân công lần này không? Chủ tịch Vương, tôi căn bản phục tùng sắp xếp của tổ chức, tôi cảm thấy trọng điểm nên đặt lên phương diện phân công Chủ tịch Nghiêm. Hà Kiến Trương nói đến Nghiêm Khâm Binh thì giọng điệu tăng lên vài phần. Chương 1874, một không thể thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng với người khác. Hà Kiến Trương rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân với tâm tình có chút trầm trọng. Hắn cố gắng ép cảm giác trầm trọng này xuống tận đáy lòng, giả vờ điềm nhiên như không. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, tất cả đều sẽ qua. Hà Kiến Trương thầm nghĩ như vậy rồi đi xuống dưới lầu. Hà Kiến Trương vốn có thể đi thang máy thế nhưng lại rất ít khi thích dựa vào công nghệ cao. Chưa nói đến chuyện đi thang máy làm cho người ta hoa cả mắt, hơn nữa đi thang máy sẽ gặp không ít người. Các đồng chí trong văn phòng đều bận rộn, thế nhưng Hà Kiến Trương cảm thấy bọn họ bận rộn có phần nửa là cho lãnh đạo xem. Nếu bọn họ thật sự bận rộn thì có lẽ tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh Mật Đông sẽ vượt qua mức thông thường rất nhiều rồi. Nhưng Hà Kiến Trương không thể nói ra những lời này, chỉ có thể giấu trong lòng. Hắn nghĩ đến đây và nhớ tới lời dặn dò của Vương Tử Quân, Chủ tịch Hà, anh là lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, anh nên bỏ nhiều tâm tư ở phương diện này. Anh nên bàn chuyện với Chủ tịch Nghiêm ở bên kia, để anh ấy không có những suy nghĩ vướng mắc. Vâng, Chủ tịch, tôi nhất định sẽ xâm nhập chuyện trò với anh ấy. Khi đó Hà Kiến Trương cũng không từ chối. Vương Tử Quân vừa mới giao nhiệm vụ đề cử thư ký trưởng cho hắn, nếu như hắn không nắm lấy công tác này thì có vẻ không thích hợp. Nhưng Hà Kiến Trương lại có vài phần lo lắng ở phương diện có thuyết phục được Nghiêm Khâm Binh hay không. Nghĩ lại thì thấy khí thế của Chủ tịch Vương đã được thành hình, hơn nữa Cục Công an phía thành phố Thanh Chuyên đã xuất hiện án lớn, cho dù ra tay cứng nhắc ép Nghiêm Khâm Binh rớt xuống, Nghiêm Khâm Binh cũng không làm gì được. Còn phương diện liên quan đến Sầm Vật Cương, chỉ sợ cũng không dám chơi trò cao tay với Vương Tử Quân. Dù sao thì khả năng thắng lợi cũng không phải quá lớn, như vậy còn không bằng vững vàng ổn thỏa bảo trì nhất trí hành động với Chủ tịch Vương. Nếu không như thế thì Sầm Vật Cương sao có thể biểu hiện ý chí bao la lấy đại cục làm trong của mình ở Mật Đông. Chào Chủ tịch Hà, một tiếng chào hỏi vang lên làm Hà Kiến Trương thoát khỏi trạng thái suy nghĩ mông lung. Hắn ngẩng đầu lên thấy giám đốc sở nông nghiệp Loan Quách Quân đang nở nụ cười vui vẻ đi về phía mình. Loan Quách Quân có quan hệ không tệ với Hà Kiến Trương, năm xưa khi còn công tác ở dưới thành phố, mặc dù hai người không cùng chung ban ngành, thế nhưng lại từng hợp tác với nhau. Chẳng qua bây giờ thế sự thay đổi, hai người vốn có cấp bậc không khác nhau bao nhiêu lại trở nên có khoảng cách. Hà Kiến Trương nhìn bộ dạng nhiệt tình của Loan Quách Quân, hắn cũng nhanh chóng tiến lên, chào giám đốc Loan. Mời anh đến phòng làm việc của tôi uống vài ly. Loan Quách Quân cùng đi với Hà Kiến Trương vào trong phòng, đầu tiên hai bên nói về những chuyện liên quan đến sở nông nghiệp, sau đó hàn huyên về sự kiện chiến đấu ở dưới huyện năm xưa. Hà Kiến Trương là người thông minh, sau khi nghe Loan Quách Quân ôn lại chuyện cũ thì ý thức được đây không phải là người ta ngẫu nhiên gặp mặt mình, rõ ràng là đặc biệt đến bàn chuyện. Nhưng Hà Kiến Trương đang còn băn khoăn về sự kiện trò chuyện với Nghiêm Khâm Binh. Thế nên cũng không có tâm tư suy đoán ý nghĩ của Loan Quách Quân, hắn nhanh chóng cười nói, giám đốc Loan, với giao tình của hai ta thì anh có gì cứ thành thật nói rõ ràng, đừng đi vòng quanh. Ha ha ha, Chủ tịch Hà, tôi biết ngài là người nhớ tình bạn cũ, tôi cũng không muốn che giấu ngài. Sau khi Trương Tề Bảo thăng chức thì vị trí cũ bỏ trống, à, tôi cũng muốn tiến lên phục vụ lãnh đạo vài ngày để học tập thêm, đề cao trình độ bản thân. Mong ngài cho tôi lời khuyên xem nên ra tay vào điểm nào thì hợp lý nhất. Loan Quách Quân thấy Hà Kiến Trương nói rõ ràng thì không thèm che giấu mà nói ra ý nghĩ của mình. Hà Kiến Trương có chút sững sốt, hắn chỉ vào Loan Quách Quân rồi nói, giám đốc Loan, anh đang làm bá vương ở sở nông nghiệp không tốt sao? Chúng ta có quan hệ không tệ, tôi cũng nói một lời thật lòng với anh, thật ra văn phòng chính là nơi hầu hạ lãnh đạo.
thư ký trưởng nhìn qua thì đầy hào quang nhưng thật ra lại không quá tốt, rất vất vả. Anh sao lại cứ muốn chạy đến tìm phiền phức như vậy? Chủ tịch Hà, anh nói ra những lời như vậy, tôi biết anh không coi tôi là người ngoài. Tôi cũng nói thật với anh, thật ra tôi công tác ở sở nông nghiệp căn bản là rất tốt, thế nhưng người thường đi chỗ cao, lúc gần về hưu đến nơi thì tôi chỉ cần có được đãi ngộ hơn một cấp. Tôi thấy đồng chí Trương Tề Bảo làm thư ký trưởng được 2 năm thì đã được thăng một cấp, tôi nghĩ với trình độ của mình, đi theo chủ tịch Vương công tác 2 năm, sau đó lui ra hưởng thụ đãi ngộ tốt không phải là hay hơn sao? Loan Quách Quân nói rất tiêu sái, loại cảm giác tiêu sái này làm cho Hà Kiến Trương khó thể từ chối được. Vân Lợi Quảng vừa đi kiểm tra công tác từ thành phố bên dưới quay về, lúc này màn đêm đã buông xuống. Sau khi đi vào thành phố rừng mật thì hắn nhìn không gian nhà nhà lên đèn, thế là trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Vân Lợi Quảng là một trong các vị phó chủ tịch tỉnh, lúc đầu hắn theo sát tiến độ của Bí Thư Sầm. Thế nhưng bây giờ một vị cán bộ lão thành xảo quyệt trong quan trường lại thay đổi đường lối giữa đường, bây giờ hắn tích cực phối hợp với chủ tịch Vương, hơn nữa hắn khá linh hoạt, biết lớn biết nhỏ, vì vậy động tác này căn bản không làm cho người ta cảm thấy phản cảm. Mặc dù Vân Lợi Quảng có ý nghĩ tiến lên một bước nhưng có rất nhiều lần tự báo cho mình không nên tỏ ra quá chủ quan, ít nhất là không làm hỏng việc ở phạm vi mình được phân công công tác, đây là nguyên tắc cơ bản nhất. Một năm qua xảy ra không ít chuyện, mùa đông lại đến, khi mà Vân Lợi Quảng cho rằng mật đông đã vượt qua thời điểm dung chuyển để đến thời kỳ vững vàng, không ngờ sóng gió lại dồn dập. Chủ tịch Vương muốn điều chỉnh phân công của phó chủ tịch tỉnh. Vân Lợi Quảng từng là người làm chủ tịch thành phố, hắn nhớ rõ năm xưa mình chưa lên chức được bao lâu thì tiến hành điều chỉnh phân công phó chủ tịch thành phố. Tuy kết quả điều chỉnh khi đó không cực kỳ có lợi cho mình, thế nhưng cũng có thể gõ đầu vài người. Hạng mục công tác này là quyền lợi của hắn, tất nhiên hắn hiểu rõ ý nghĩa của nó. Sau khi Vương Tử Quân đi vào mật đông thì căn bản không cho ra hành động gì lớn, mãi không động tay. Vân Lợi Quảng vốn cho rằng Chủ tịch Vương là người hào sảng mạnh mẽ, nắm lớn bắt nhỏ đều tốt, cũng không tính toán chi ly, thế nhưng căn bản là không ngờ Chủ tịch Vương đang chờ thời cơ chín muồi. Vân Lợi Quảng căn bản rất thỏa mãn với phạm vi phân công của mình. Mặc dù bây giờ điều chỉnh phân công cũng không phải là sự kiện hắn thấy thích thú, thế nhưng cánh tay không lay được đùi. Nếu như Vương Tử Quân cố gắng cải cách thì Sầm Vật Cương chỉ sợ khó mà cản được. Dù sao đây cũng là phạm vi quyền lợi của Vương Tử Quân, không đến lượt Sầm Vật Cương khoa tay múa chân. Chương 1874-2, không thể thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng với người khác. Tiểu Đạt, cậu liên lạc với Cổ Dương, xem Chủ tịch Vương bên kia đã tan tầm chưa? Vân Lợi Quảng nhìn thoáng qua thư ký ngồi bên cạnh lái xe rồi mở miệng phân phó. Người được tuyển chọn làm thư ký tất nhiên không dám chủ quan ở phương diện nghiên cứu tâm tư của lãnh đạo. Có câu gần vua như gần cọp, chỉ cần có chút sai lầm là vượt xa ngàn dặm, có ai dám coi thường phân công của lãnh đạo. Chủ tịch còn chưa tan tầm sao? Cổ Dương, cậu giúp tôi xin chỉ thị của lãnh đạo, nói tôi có chuyện cần báo cáo. Vân Lợi Quảng nói với giọng điệu cực kỳ ôn hòa. Cổ Dương đồng ý một tiếng, vâng, Chủ tịch Vân, tôi sẽ đi qua báo cáo. Vân Lợi Quảng cúp điện thoại và có vài phần chờ đợi, hắn thật sự muốn bàn bạc với Vương Tử Quân. Hắn tin tưởng ở một số việc thì Chủ tịch Vương nhất định sẽ nể mặt mình. Khi Vân Lợi Quảng đang suy nghĩ miên man, lúc này chuông điện thoại chợt vang lên. Hắn không chờ thư ký nghe máy, trực tiếp cầm điện thoại vào trong tay. Nhưng lần này điện thoại không vang lên giọng nói của Cổ Dương mà hắn chờ đợi. Chủ tịch Lợi Quảng có phải không? Tôi là Cố Tắc Viêm, bây giờ anh đã về chưa? Tôi đang chuẩn bị món cá ở khách sạn Hồ Đông, mời anh đến nếm thử. Cố Tắc Viêm nói chuyện bằng giọng điệu cực kỳ thân cận. Vân Lợi Quảng trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng từ chối cho ý kiến nói, Chủ tịch Cố, tôi đang vội vàng quay về rừng mật, tôi không biết có về kịp hay không. Nếu về không kịp thì anh cũng không cần phải chờ. Ha ha, Chủ tịch Lợi Quảng, cơm ngon không sợ muộn, anh nhất định phải đến, chúng tôi chờ anh. Cố Tắc Viêm nói bằng giọng điệu rất nhiệt tình. Vân Lợi Quảng đặt điện thoại xuống rồi cau mày, hắn có thể hiểu Cố Tắc Viêm gọi điện thoại cho mình là có ý gì. Hắn không thể không từ chối, thế nhưng từ chối lại giống như sợ đắc tội với người ta. Dù sao thì Cố Tắc Viêm cũng là phó chủ tịch thường ủy. Khi Trương Bản Tiến rời đi thì rõ ràng có vị trí thứ 3 trong Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Lần này điều chỉnh phân công phó chủ tịch tỉnh, Vân Lợi Quảng có phân tích qua, chủ yếu là nhằm vào Nghiêm Khâm Binh và Cố Tắc Phiêm. Chính mình nếu trộn lẫn vào hai người này, chỉ sợ sẽ bị chủ tịch Vương biết được, khi đó. Khi Vân Lợi Quảng đang do dự thì điện thoại lại vang lên. Hắn khẽ thở ra một hơi, sau đó nhìn màn hình điện thoại. Lần này người gọi đến cũng không phải là nhân vật mà Vân Lợi Quảng không thể coi thường, thế nhưng người này không phải là Vương Tử Quân, chỉ là Phó Chủ tịch Lôi Yên Hồng. Đây là nữ Phó Chủ tịch tỉnh duy nhất của Mật Đông, thế cho nên Lôi Yên Hồng có vị trí đặc thù, được phân công giáo dục nên có vài phần yếu thế. Nhưng người phụ nữ này căn bản không tầm thường. Tuy không lẫn vào chuyện đại sự, thế nhưng trong tỉnh không ai có thể chen tay vào phạm vi công tác của người này được. Nếu không thì người phụ nữ này sẽ làm cho anh cực kỳ khó chịu. Chủ tịch Lợi Quảng, anh đang bận rộn gì vậy? Lôi Yên Hồng dùng giọng dịu dàng nói. Vân Lợi Quảng nghe giọng nói này mà không khỏi nghĩ đến một câu chuyện đáng cười hơn chục năm trước. Khi đó hắn không phải là phó chủ tịch tỉnh, Lôi Yên Hồng cũng chỉ là một vị phó giám đốc sở trong tỉnh. Lúc đó trong tỉnh có lưu hành câu nói, tướng mạo của chủ tịch Lôi thật sự phải xin lỗi giọng nói của mình. Câu nói này nhận được sự thừa nhận của nhiều người, ai cũng cảm thấy giọng nói của người phụ nữ này rất dễ nghe thế nhưng tướng mạo thì không ra gì. Chào chủ tịch Lôi, tôi đang chạy về thành phố rừng mật, lại gặp kẹt xe. Vân Lợi Quảng nở nụ cười thoải mái nói. Ôi, chủ tịch Vân, ngài đi kiểm tra công tác cũng quá liêm khiết rồi. Ngay cả cơm tối cũng không ăn mà chạy về tỉnh ngay sao? Lôi Yên Hồng cười khúc khích trêu chọc Vân Lợi Quảng. Sau khi nghe tiếng cười như thiếu nữ của Lôi Yên Hồng, Vân Lợi Quảng thầm nghĩ người phụ nữ này thật sự biết cách làm cho người ta cảm thấy rất hay, thế nên cố ý bảo trì giọng nói này. Tuy hắn suy nghĩ miên man nhưng biểu hiện ra lại thuận miệng đáp, các đồng chí địa phương thịnh tình mời khách thế nhưng không phải ngày mai có hội nghị quan trọng sao? Cũng còn một khoảng thời gian nữa mới đến. Chủ tịch Vân ngài dù sao cũng phải dùng cơm, nếu không thì để tôi mời anh. Lôi Yên Hồng tự mình mời khách, Vân Lợi Quảng chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn cười nói, tất nhiên tôi tình nguyện dùng cơm với chủ tịch Lôi, nhưng cũng không biết khi nào mới về đến thành phố rừng mật. Ha ha, khi nào anh về đến nơi thì gọi điện thoại cho tôi đấy. Lôi Yên Hồng cười cười nói. Không dám, chủ tịch Lôi, tôi sợ quá muộn cũng không hay, món ăn cũng mất ngon. Đây là điều cực kỳ tiếc nuối, tôi cũng căn bản không dám chọc vào anh nhà chị. Vân Lợi Quảng nói xong thì cười phá lên ha hả. Anh đúng là chỉ biết hồ đồ. Lôi Yên Hồng không những không nổi giận với những lời trêu chọc của Vân Lợi Quảng, ngược lại còn ném cho Vân Lợi Quảng tiếng cười vui vẻ. Nhưng Vân Lợi Quảng căn cứ vào tiếng cười mà không cho rằng người này không có ý kiến gì với mình, quan trọng là hắn còn chưa có suy nghĩ này. Được rồi, chủ tịch Vân, tôi hỏi anh một chuyện. Vừa rồi anh có nhận được điện thoại không? Lôi Yên Hồng thu hồi nụ cười rồi trầm giọng nói với Vân Lợi Quảng. Lôi Yên Hồng nói rất hàm hồ, mỗi ngày Vân Lợi Quảng tiếp biết bao nhiêu cuộc điện thoại, thế nhưng người thông minh nói chuyện với nhau thì lại không cần giải thích. Lôi Yên Hồng vừa mở miệng thì hắn đã hiểu ngay. Vân Lợi Quảng trầm ngâm giây lát rồi nói, à, tôi có nhận được, còn chị thì sao, cũng vậy sao? Đúng vậy, tôi bây giờ còn chưa quyết định có nên đi hay không. Lôi Yên Hồng khẽ cười với Vân Lợi Quảng rồi khẽ nói. Vân Lợi Quảng trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói, tôi cũng chưa quyết định. Lôi Yên Hồng trở nên trầm mặc, thế nhưng Vân Lợi Quảng không cho rằng Lôi Yên Hồng sẽ cúp điện thoại. Hắn biết rõ Lôi Yên Hồng đang chờ đáp án của Minhatep, thế nhưng sự kiện này hắn sao có thể mở miệng tỏ thái độ lung tung. Lôi Yên Hồng và mình không có quan hệ quá thân mật. Hơn nữa cho dù hai bên có quan hệ thân mật thì hai người vẫn có sự cạnh tranh, căn bản không thể nào thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Sau khi trầm ngâm khoảng 30 giây, Lôi Yên Hồng cuối cùng cũng nói, vậy anh cảm thấy chúng ta có nên đi không? Thật ra Lôi Yên Hồng hỏi câu này và Vân Lợi Quảng cũng muốn hỏi như vậy, thế nhưng đối mặt với một người phụ nữ, hắn thật sự làm không được. Chính mình khó thể nào hỏi trước, mình là một người đàn ông. Ở phương diện này cũng không nên hưởng hào quang từ nữ đồng chí của mình được. Nếu chị cảm thấy đi có ý nghĩa thì cứ đi, nếu không có ý nghĩa thì ngược lại, cũng đừng đi. Vân Lợi Quảng tuyệt đối không cho ra đáp án khẳng định ở phương diện này, thế nhưng phương diện đưa đẩy cũng không kém. Vân Lợi Quảng cảm thấy câu trả lời của mình đã đủ, dù sao mình cũng không phải là chồng của Lôi Yên Hồng,
có thể cho ra đáp án như vậy cũng quá nể mặt Lôi Yên Hồng rồi. Chương 1875, cái giá khi điều chỉnh. Lôi Yên Hồng có thể đi đến vị trí hiện tại thì căn bản cũng là người thông minh, nàng đã biết được đáp án từ miệng Vân Lợi Quảng. Sau khi trầm ngâm giây lát thì cười khanh khách nói, cảm ơn Chủ tịch Vân, tôi biết nên làm thế nào. Được rồi, tôi cúp máy đây. Vân Lợi Quảng tuy thích lúc không có việc gì làm thì nói vài câu với người phụ nữ mặc dù không xinh đẹp nhưng vẫn còn vài phần quyến rũ này, thế nhưng bây giờ hắn có việc, hơn nữa còn là việc lớn, vì vậy nhanh chóng cúp điện thoại. Vân Lợi Quảng nhìn thoáng qua thời gian trò chuyện, phát hiện mình nói với Lôi Yên Hồng hơn 3 phút, thế là không khỏi lắc đầu. Tiểu Đạt, Cổ Dương còn chưa nói gì sao? Vân Lợi Quảng sợ chính mình không để ý chuyện chung quanh nên hỏi thư ký. Thực tế khi hỏi vấn đề này thì Vân Lợi Quảng cảm thấy giọng điệu của mình có vài phần khô cằn, hắn làm lãnh đạo, không thích biểu hiện sự gò bó trước mặt thư ký. Nhưng có một câu nói thế này, trong mắt thư ký không có vĩ nhân, Vân Lợi Quảng cũng không ngoại lệ, những bệnh tật nhỏ trên người hắn vẫn để lộ ra rất rõ ràng. Chủ tịch Vân, trưởng ban Cổ còn chưa gọi điện thoại đến, nếu không thì tôi gọi điện thoại hỏi xem thế nào. Thư ký dùng giọng trưng cầu ý kiến hỏi Vân Lợi Quảng. Vân Lợi Quảng khoát tay nói, thôi khỏi, chờ chút nữa xem sao. 3 phút sau Cổ Dương cũng gọi điện thoại đến, nói là tối nay Chủ tịch Vương có chút việc riêng, căn bản có hẹn với con trai, hình như là sinh nhật của Mạc Tiểu Bắc. Nếu như không có chuyện gì quan trọng thì để mai đi làm sẽ nói sau. Vân Lợi Quảng cảm thấy rất thất vọng, thế nhưng ngay sau đó hai mắt lại lóe lên linh quang, hắn nắm chặt thời điểm nói, Tiểu Cổ, Chủ tịch Vương có nói tổ chức tiệc mừng ở nơi nào không? Cổ Dương dùng giọng có chút khó khăn nói, Chủ tịch Vân, chuyện này tôi. Vân Lợi Quảng cười cười nói, Tiểu Cổ cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không làm cho cậu phát sinh vấn đề. Cổ Dương bên kia trầm mặc giây lát rồi khẽ nói, hôm nay tôi đi làm có nghe Chủ tịch Vương gọi điện thoại cho nhà hàng Tây Tước Sĩ. Cảm ơn Tiểu Cổ, tiểu tử cậu đầu óc linh hoạt, làm việc rất tốt, tôi xem trọng cậu. Vân Lợi Quảng nói hai câu tán thưởng Cổ Dương rồi đặt điện thoại xuống. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói với thư ký Tiểu Đạt, cậu gọi điện thoại về nhà nói người nhà chuẩn bị một chút, tôi sẽ đi ăn cơm Tây. Nhà hàng Tước Sĩ ở phía tây thành phố Rừng Mật, vì là nhãn hiệu quốc tế thế nên thuộc địa điểm tiêu phí xa hoa ở Mật Đông. Chỉ cần đi vào bên trong sẽ nghe nhạc nhẹ du dương đầy sức quyến rũ mang phong cách châu Âu, hấp dẫn rất nhiều cặp nam nữ trẻ tuổi đến đây dùng cơm. Tất nhiên trong đám người đến đây phần lớn là đàn ông trẻ tuổi. Tuy đám đàn ông kia không thích dùng cơm Tây vì giá cả đắt đỏ, thế nhưng bọn họ lại thích ngắm những cô gái xinh đẹp làm cho người ta khó quên ở nơi này, đây cũng là một hưởng thụ rất xa hoa. Chào mừng ngài, hoan nghênh đại giá quang lâm. Một nữ tiếp tân mặc váy dài dùng tiếng Trung có vài phần đông cứng lên tiếng chào hỏi, điều này làm cho người ta cảm thấy rất dễ nghe. Tuy đã tiến vào mùa đông thế nhưng nữ tiếp tân ăn mặc không quá kín vẫn làm bừng bừng khí thế. Vương Tử Quân đeo vào cặp kính ngụy trang đã nhiều ngày chưa dùng, hắn cùng Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi dắt tay nhau đi vào nhà hàng. Những ngày qua vì tình hình công tác bận rộn thế cho nên thời gian hắn và Mạc Tiểu Bắc dùng cơm chung với nhau cũng dần ít đi. Lần này vì tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho vợ Mạc Tiểu Bắc nên Vương Tử Quân phải về sớm, hôm nay căn bản không có thời gian rảnh. Bố, con muốn ăn bánh ngọt. Tiểu Bảo Nhi nhìn chiếc bánh 3 tầng của nhà hàng mà không khỏi thèm chảy nước miếng. Mạc Tiểu Bắc vì khống chế ẩm thực của Tiểu Bảo Nhi mà cho ra hạn chế riêng, điều này làm cô Tiểu Bảo Nhi thích ăn ngọt cảm thấy không được tự nhiên. Vương Tử Quân căn bản biết rõ sở thích của con trai, thế là khoát tay áo nói, được rồi, hôm nay con ăn gì cũng được. Mẹ, nếu như ngày nào cũng là sinh nhật mẹ thì hay quá. Tiểu Bảo Nhi nhìn Mạc Tiểu Bắc đứng bên cạnh mình rồi dùng giọng tham lam nói. Mạc Tiểu Bắc hoàn toàn không biết mình đã làm cho tiểu tử thông minh này được nuông chiều thái quá, nàng cúi người xoa bóp mũi nhỏ của con mình rồi hạnh phúc nở nụ cười. Trước khi đến thì Vương Tử Quân đã đặt phòng sẵn, mặc dù giá cả xa xỉ thế nhưng hắn thầm nghĩ cùng vợ con của mình ăn cơm cũng không là vấn đề. Tuy hắn đeo kính thế nhưng tỷ lệ người ở thành phố Rừng Mật nhận ra mình là rất lớn, thế nên vẫn cẩn thận thì hơn. Xin hỏi. Hình như trước kia tôi từng gặp ngài ở nơi nào rồi thì phải. Nữ nhân viên phục vụ ngoại quốc đặt một ly trà trước mặt Vương Tử Quân rồi khẽ hỏi. Vương Tử Quân nhìn cô gái có làn da trắng nõn trước mặt mình,
hắn cười ha hả nói, trước kia tôi từng đến đây dùng cơm rồi. Khi nhân viên phục vụ nở nụ cười xin lỗi thì Mạc Tiểu Bắc lại nở nụ cười thận trọng. Sau khi nữ nhân viên phục vụ rời đi thì Mạc Tiểu Bắc khẽ nói, anh biết không, hai ngày trước một người đồng sự của em có nói đến một câu chuyện cười, đó là một người bạn đã cưới phải một người vợ rất ghen. Hai người kia cùng đi ăn cơm, có một nhân viên phục vụ hỏi rằng hình như đã gặp người bạn học của đồng sự em ở nơi nào nhưng không nhớ. Mạc Tiểu Bắc nói đến đây thì nở nụ cười khanh khách. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng vui mừng của vợ thì cũng có vài phần vui sướng. Tuy hai bên đã cưới nhau hơn chục năm thế nhưng Mạc Tiểu Bắc lại giống như hai người mới gặp nhau ở mật đông này vậy. Mẹ, cuối cùng thì thế nào? Tiểu Bảo Nhi nhìn Mạc Tiểu Bắc rồi dùng giọng tò mò hỏi. À, không có gì. Mạc Tiểu Bắc nhìn bộ dạng cực kỳ tò mò của con trai, lúc này nàng chợt cảm thấy sự việc mình kể không thích hợp cho con nít nghe. Thế là nàng nhìn thoáng qua Tiểu Bảo Nhi rồi nghiêm túc nói. Lần này người cười lớn là Vương Tử Quân, hắn nhìn gương mặt khó hiểu của con trai rồi nói, được rồi, chúng ta không nói về chuyện này nữa, lát nữa chúng ta ăn bánh ngọt, đồng thời đi siêu thị dạo một vòng, mua vài món đồ chơi con thích. Bố thật tốt quá, Tiểu Bảo Nhi nghe nói mình sắp có đồ chơi thì nhanh chóng quên đi sự việc vừa rồi làm cho Mạc Tiểu Bắc có vài phần xấu hổ. Tử Quân, em nghe nói anh chuẩn bị điều chỉnh phân công của phó chủ tịch. Sau khi cơm được đưa lên thì Mạc Tiểu Bắc cầm dĩa bạc của mình rồi khẽ hỏi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, tuy đến bây giờ hắn cũng chưa từng bàn luận về chuyện công tác cho Mạc Tiểu Bắc, thế nhưng hắn cũng không bất ngờ vì Mạc Tiểu Bắc biết điều này. Dù sao thì sự việc ở cơ quan cũng không có gì là bí mật, vì có liên quan đến phương diện nhân sự, thế cho nên chỉ cần có quyết định là tin đồn xuất hiện khắp nơi. Bố có gọi điện thoại cho em, nói là anh nên thận trọng một chút. Mạc Tiểu Bắc bày ra gương mặt nghiêm túc, nghe bố nói hình như bí thư Sầm sắp tiến lên một bước. Điều này anh biết rõ ràng, cho nên trước đó anh phải điều chỉnh ban ngành của mình. Vương Tử Quân cười cười nói, em đừng lo, không cần quá lo lắng đâu. Mạc Tiểu Bắc không nói thêm điều gì, nàng tuy quan tâm đến Vương Tử Quân thế nhưng cũng không hỏi đến việc công tác. Nếu không phải lần này Mạc Đông Tường gọi điện thoại đến chúc mừng sinh nhật và nó như vậy, nàng cũng không nói đến chủ đề này với Vương Tử Quân. Cốc cốc cốc, khi Vương Tử Quân chuẩn bị dùng cơm thì có tiếng gõ cửa vang lên, hắn thuận miệng nói một câu mời vào. Lúc này Vân Lợi Quảng và một người phụ nữ trung niên cười ha hả đi vào phòng. Chủ tịch Vương, vừa rồi nghe vợ nói gặp con trai của ngài ở ngoài cổng, thế cho nên tôi mới đến xem. Vân Lợi Quảng vừa vào cửa thì đã cười ha hả nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn gương mặt của Vân Lợi Quảng, hắn nghĩ đến phương diện Vân Lợi Quảng gọi điện thoại cho mình khi chuẩn bị đi về nhà, cũng hiểu Vân Lợi Quảng làm ra sự kiện vô tình này có 8 phần là cố ý. Nhưng hắn chỉ cần hiểu trong lòng là được, vạch trần cũng không hay. Chương 1876, một hai vị lãnh đạo lớn làm khó những người còn lại. Hôm nay là sinh nhật Tiểu Bắc. Tôi đưa cả nhà đến đây dùng cơm, mời Chủ tịch Lợi Quảng ngồi. Vương Tử Quân mời Vân Lợi Quảng ngồi xuống ghế rồi quay sang cười tươi với vợ của Vân Lợi Quảng. Chào chị, tôi đã nhiều lần nghe Chủ tịch Vân nhắc về chị, nói chị là một người quản gia cần kiệm, giải quyết rất nhiều công tác của anh ấy ở nhà, giáo dục con cái giá ết tốt, tôi cũng để Tiểu Bắc lấy chị làm tấm gương học tập. Vợ của Vân Lợi Quảng chính là phó phòng dân chính, căn bản cũng không cần đi làm. Tất nhiên có được vị trí như vậy cũng là nhờ vào Vân Lợi Quảng. Thế nên nàng cực kỳ coi trọng vị trí của chồng mình. Chồng thích ăn gì thì nhiều năm như vậy đều đã khắc ghi vào trí nhớ của nàng, sao lại không hiểu rõ ràng cho được. Chồng nàng đã bình luận không chỉ một lần về cơm Tây, nhưng bây giờ còn chưa về nhà đã gọi điện thoại nói sẽ cùng mình đi ăn cơm Tây, điều này là vì cái gì? Nàng căn bản hiểu rõ ràng. Lúc này thấy Chủ tịch Vương tỏ ra bình dị gần gũi như vậy thì vợ của Vân Lợi Quảng cũng không thể làm cho chồng mất mặt, nàng cười nói, Chủ tịch Vương, tôi tất nhiên sẽ rất thích nghe những lời của ngài, thế nhưng tôi còn phải nói rõ ràng, đó là ngài có được một người vợ như Tiểu Bắc, thật sự là phúc phần quá lớn. Vân Lợi Quảng vừa rồi lo lắng vợ mình nói sai lời, nhưng bây giờ nghe giọng lời nói của vợ, căn bản vẫn cảm thấy vợ mình phát huy xa người thường khi ở vào những trường hợp mấu chốt. Căn bản là rất tốt. Chị nói rất đúng, thế cho nên tôi cực kỳ quý trọng Tiểu Bắc nhà mình. Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc rồi trầm giọng nói. Được rồi, mau dùng cơm thôi.
Mạc Tiểu Bắc xấu hổ đỏ cả mặt, nàng giả vờ đánh Vương Tử Quân một cái. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Mạc Tiểu Bắc thì cười ha hả, được, anh không nói nữa. Chủ tịch Vương, hôm nay là thời gian cả nhà anh đoàn viên, tôi cũng không muốn quấy rầy. Vân Lợi Quảng uống một ly rượu với Vương Tử Quân, hắn thấy mình đã đạt được mục đích, hơn nữa hắn là người có ánh mắt tinh anh, hắn cảm thấy những trường hợp tư nhân thế này nếu ở lại thì chỉ gây vướng bận mà thôi. Vương Tử Quân nói, Chủ tịch Vân, nếu anh đã đến thì nên ở lại uống thêm vài ly, trước đó bận rộn công tác, hôm nay mọi người là người một nhà, anh còn khách khí làm gì? Khi Vân Lợi Quảng định dựa thế ở lại để tiến thêm một bước trao đổi với Vương Tử Quân, lúc này nhân viên mở cửa phòng ra. Khi cửa mở ra thì Lôi Yên Hồng và một cô gái trẻ đi vào, nàng vừa vào cửa đã cười nói, Chủ tịch Vương, Tiểu Oản nhà tôi nói có gặp vợ con anh ở đây, thế nên tôi đến xem thế nào. Tiểu Bảo Nhi ăn bánh ngọt mà không khỏi trợn tròn mắt. Tiểu tử này cũng hiểu được không ít, lần đầu tiên Vân Lợi Quảng nói thì nó cũng chỉ nghĩ rằng đây là chuyện ngoài ý muốn. Thế nhưng bây giờ Lôi Yên Hồng nói lại làm cho nó cảm thấy không bình thường. Không lẽ giống như những người bạn của mình nói, đó là người nằm xuống đất cũng trúng đạn sao? Khi Tiểu Bảo Nhi đang thầm oán trong lòng thì Vương Tử Quân đã đứng lên chào đón hai mẹ con Lôi Yên Hồng. Sau khi nghe nói hôm nay là sinh nhật của Mạc Tiểu Bắc, Lôi Yên Hồng còn lấy từ trong túi xách ra một chiếc khăn lụa làm quà. Vì Lôi Yên Hồng đến nên Vân Lợi Quảng cũng không cần phải đi. Hắn và Lôi Yên Hồng ngồi một trái một phải bên cạnh Vương Tử Quân, mọi người vui vẻ hòa thuận. Nhưng khi hai người nghĩ đến phương diện từng gọi điện thoại cho nhau trước đó, thế là không khỏi nhìn về phía đối phương, biểu cảm nét mặt căn bản có một phần ngầm hiểu nhau. Ha ha, vừa rồi tôi nghe người ta nói có một cậu bé giống như Tiểu Bảo Nhi nhà anh chị, thế nên mới đến đây xem thế nào. Sau khi Lôi Yên Hồng đang nói những lời chúc phúc với Mạc Tiểu Bắc, lúc này cửa phòng lại mở ra. Phó Chủ tịch Phùng nhanh chóng đi vào. Tiểu Bảo Nhi chợt ho khan, thiếu chút nữa làm cho miếng thịt bò rơi ra khỏi miệng. Mọi người đều nhìn về phía Tiểu Bảo Nhi với ánh mắt quan tâm, Tiểu Bảo Nhi kia không thể không nói, bố, miếng thịt này có hơi cay. À, vì trong đó có bỏ tiêu, Tiểu Oản, con đi nói bọn họ đổi lại là một phần khác. Lôi Yên Hồng nói rồi nở nụ cười dịu dàng với Tiểu Bảo Nhi. Sau đó dùng giọng hòa nhã nói, con trẻ ở vào độ tuổi đang phát triển cũng không nên ăn quá cay. Khi Tiểu Oản rời đi thì tiếng gõ cửa lại vang lên, Tiểu Bảo Nhi nhìn miếng thịt bò trước mặt mình, thầm nghĩ lần này mình nhất định phải chú ý, tuyệt đối không nên xuất hiện tình huống như vừa rồi. Vương Tử Quân nói một câu mời vào rồi nhìn sang Mạc Tiểu Bắc, thầm nghĩ hành trình lãng mạn của mình và vợ xem ra phải kết thúc. Trong một đại sảnh sáng đèn cách nhà hàng Thước Sĩ 1 km có hai người đang ngồi đó. Cố Tắc Phiêm đặt điện thoại xuống rồi nhìn về phía Nghiêm Khâm Binh nói, người phụ nữ Lôi Yên Hồng kia căn bản không thể nhờ cậy gì được, người này nói chuyện thì dễ nghe thế nhưng tôi cảm thấy khả năng đến đây là không lớn. Nghiêm Khâm Binh khoát tay áo nói, Lôi Yên Hồng này không thể trông cậy vào được, anh cũng không phải không biết tính cách của chị ta là thế nào. Hừ hừ, nói cái gì cũng dễ nghe. Thế nhưng việc làm lại khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Hai người cảm khái một câu, đều không nói gì thêm. Cố Tắc Phiêm lấy ra một điếu thuốc châm lửa, hắn giống như cảm thấy bầu không khí không được tốt, thế là cười nói, anh Nghiêm, người kia nhìn qua tuy rất lợi hại thế nhưng cũng chỉ là ngoài đẹp trong xấu mà thôi. Sự vi hệ của bí thư Sầm sắp thành công, bí thư sắp tiến lên một bước, hì hì, đến khi đó xem người kia còn làm loạn gì nữa. Đúng vậy. Nghiêm Khâm Minh tuy cũng không nghĩ như vậy thế nhưng vẫn nghênh đón lời nói của Cố Tắc Phiêm. Chủ tịch Nghiêm, tôi cảm thấy cũng không phải chỉ có hai người chúng ta bất mãn với sự kiện phân công lần này. Chỉ cần chúng ta tỏ thái độ rõ ràng, tôi cảm thấy người đi theo sẽ không ít. Đến khi đó bí thư Sầm cũng dễ dàng ra mặt giúp đỡ. Cố Tắc Phiêm nói đến đây thì dùng giọng hung ác nói, nếu không có sự đồng ý của bí thư Sầm, anh ta đừng hòng nằm mơ muốn phân công điều chỉnh công tác. Nghiêm Khâm Binh biết rõ sự việc không đơn giản như lời nói của Cố Tắc Phiêm, thế nhưng hắn vẫn nói, chuyện này cũng cần có sự quan tâm của bí thư Sầm, nói thật thì tôi đã bị người ta nắm lấy đằng chui rồi. Hừ, cái gì mà đằng chui, còn không phải là họ Vương kia không cho mọi người được phép mặc cả sao? Cố Tắc Phiêm nói đến đây thì cười cười, tuy anh ta có ưu thế nhưng nếu nhiều người phản đối, như vậy sẽ làm cho anh ta toàn thân đầy bụi đất.
Bí thư Sầm bên kia không tiện mở miệng, thế nhưng chỉ cần mở miệng sẽ làm cho anh ta nói không ra lời. Hai người nói chuyện với nhau, bầu không khí có chút náo nhiệt, đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Chương 1876, hai vị lãnh đạo lớn làm khó những người còn lại. Vào đi, Cố Tắc Phiêm khẽ nói. Người đi vào là thư ký của Cố Tắc Phiêm, hắn khẽ nói, chủ tịch Cố, khách sạn hỏi khi nào thì làm món cá. Cố Tắc Phiêm chợt sững sốt, hắn cúi xuống nhìn đồng hồ, phát hiện lúc này đã hơn nửa giờ trôi qua rồi, điều này làm cho gương mặt của hắn rất khó coi. Đã nửa giờ qua đi thế nhưng hắn gọi điện thoại 4-5 lần mà không có người nào đến. Sau khi trầm ngâm giây lát thì Cố Tắc Phiêm trầm giọng nói, gấp gáp cái gì? Khi nào có khách đến thì chúng ta dùng cơm. Thư ký thấy gương mặt của lãnh đạo mình không được tốt thì cũng không muốn tự tìm phiền phức, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng. Cố Tắc Phiêm nhìn cửa phòng đóng lại, gương mặt có vài phần khó coi. Cố Tắc Phiêm nhìn điện thoại đặt trên bàn, thế nhưng cuối cùng lại không đụng tay vào. Lúc này Nghiêm Khâm Minh cũng sinh ra cảm giác xấu, tuy những người kia đều đang bận rộn thế nhưng nếu muốn đến thì không có vấn đề. Bây giờ những người kia còn chưa đến, như vậy chỉ có một lời giải thích, đó là bọn họ không muốn đến. Là không muốn đến. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên ắng, Cố Tắc Phiêm nhìn qua số điện thoại gọi đến, hắn nở nụ cười, chủ tịch Vân, người này cũng thật là, có người nghênh đón bên ngoài rồi mà vẫn còn gọi điện thoại. Chủ tịch Vân, anh đang ở đâu vậy? Sau khi nghe máy thì Cố Tắc Phiêm dùng giọng nhiệt tình nói. Nhưng câu nói sau đó của Cố Tắc Phiêm lại làm cho tâm tình của Nghiêm Khâm Minh rơi xuống đáy vực, đó là trong nhà có việc, trực tiếp về nhà. Đây không phải là không thể đến được sao? Nghiêm Khâm Minh có tâm tình không tốt, bây giờ tâm tình đó càng thêm ác liệt. Ánh nắng sáng sớm làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp. Khi bước xuống xe đi đến phòng làm việc của mình thì Nghiêm Khâm Minh lúc này căn bản không còn tâm tư cảm ứng ánh nắng đẹp bên cạnh. Đối với hắn thì trong đầu chỉ còn lại cuộc chuyện trò tối qua với Cố Tắc Phiêm. Tối qua Nghiêm Khâm Minh và Cố Tắc Phiêm chờ cả tiếng đồng hồ để nghe những cuộc điện thoại xin lỗi. Những người kia đều xin lỗi rất chân thành, thế nhưng nội dung xin lỗi của nó lại như nhau, đó chính là bọn họ không có thời gian. Nghiêm Khâm Minh căn bản không phải không biết nội dung thật sự của những cuộc điện thoại kia, tuy lúc bắt đầu thì Cố Tắc Phiêm cố gắng bảo trì phong độ của mình, thế nhưng khi hai người để cho khách sạn dâng món cá lên, Cố Tắc Phiêm cuối cùng không khỏi mở miệng mắng. Cố Tắc Phiêm là người có tâm tình không tốt, thế nên uống rượu khá nhiều. Nghiêm Khâm Minh thấy Cố Tắc Phiêm uống khá nhiều, chính mình cũng uống say, thế nhưng hai người chỉ ăn một chút món cá mà thôi. Nghiêm Khâm Minh nghĩ đến con cá chép khoảng 5 cân mà không khỏi có chút đáng tiếc, một con cá lớn như vậy nhưng hai người chỉ ăn được 1/10 mà thôi. Chào Chủ tịch Nghiêm, âm thanh chào hỏi vang lên liên tiếp, trước kia Nghiêm Khâm Minh nghe những âm thanh chào hỏi thế này sẽ thấy rất thoải mái, nhưng bây giờ lại giống như có vài phần châm chọc. Có phải là bệnh đa nghi của mình quá nặng hay không? Nghiêm Khâm Minh ngồi trong phòng làm việc, hắn lật qua lật lại văn kiện trên bàn. Nhưng hắn căn bản không có tâm tư xem xét, tất cả hầu như đều đặt lên phương diện phân công điều chỉnh phó chủ tịch tỉnh. Một khi mình rời khỏi vị trí cục trưởng cục công an tỉnh, như vậy tầm quan trọng của mình sẽ giảm xuống cực kỳ thấp. Nhưng có thể cản được hay không? Tuy Cố Tắc Phiêm cùng Dùng Cơm đã dùng giọng sắt son nói sẽ cố gắng ngăn trở, dù Vương Tử Quân là người bá đạo, cũng phải chú ý lực ảnh hưởng của mình, thế nhưng hắn lại không cho rằng sẽ là như vậy. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, thư ký đi vào trong phòng. Thư ký thấy lãnh đạo của mình có tâm tình không được tốt thế cho nên gương mặt cũng rất căng cứng. Chủ tịch Nghiêm, đây là thông báo của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, nói rằng ngày mai sẽ họp, chủ đề hội nghị chính là nghiên cứu phân công điều chỉnh công tác phó chủ tịch tỉnh. Nghiêm Khâm Minh tiếp nhận văn kiện trong tay thư ký mà tâm tình càng trở nên không tốt. Hắn mặc dù biết thứ này sẽ đến sớm, thế nhưng bây giờ đối mặt lại cảm thấy tâm tình của mình đi đến nơi nào mất rồi. Nghiêm Khâm Minh trầm ngâm giây lát rồi đặt văn kiện lên bàn nói, tôi biết rồi. Thư ký nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của Nghiêm Khâm Minh, hắn trầm ngâm giây lát, cuối cùng không nói gì mà rời khỏi phòng làm việc của Nghiêm Khâm Minh. Nghiêm Khâm Minh nhìn thư ký rời đi mà không khỏi cầm văn kiện lên xem. Nghiêm Khâm Minh biết rõ văn kiện này có ý nghĩa gì với mình, đó chính là một con dao đòi mạng. Tuy hắn không tình nguyện thế nhưng vẫn phải xem xét kỹ càng.
xem ra lần này mình bị điều chỉnh là khó tránh. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Nghiêm Khâm Minh chợt xuất hiện một ý nghĩ khác, đó chính là số người đến báo cáo công tác với mình hai ngày qua hình như càng lúc càng ít đi. Đặc biệt là các vị cấp phó ở Cục Công an tỉnh, hầu như mỗi ngày bọn họ đều đến chờ được báo cáo công tác với hắn. Thế nhưng những ngày qua hầu như không có ai đi đến, xem ra là người ta đã nhận được tin tức rồi. Trong lòng Nghiêm Khâm Minh lóe lên cảm giác tức giận, hắn oán hận người kia là bác sĩ Nham Hiểm. Thế nhưng ngoài phương diện oán hận vài câu thì hắn phát hiện mình không làm gì hơn được. Dù sao thì người đã đi thì trà sẽ nguội lạnh, người ta sẽ không thèm nể mặt mình nữa, nếu như mình ồn ào lớn tiếng, cuối cùng thì người mất mặt cũng chính là mình. Đừng rơi vào trong tay tôi, tuy tôi không quản được các anh, thế nhưng vị trí của tôi vẫn không thay đổi quá nhiều. Trong đầu Nghiêm Khâm Minh lóe lên ý nghĩ độc ác, có thể thấy lúc này hắn không thoải mái đến mức nào. Nghiêm Khâm Minh hít vào một hơi thật sâu, sau đó chợt thầm nghĩ, hai vị lãnh đạo đứng đầu cứng mặt với nhau làm khó đám cấp dưới. Xem ra thật sự là như vậy, Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân đều là người cường thế, hai bên như vậy thì dù là cấp phó của người nào cũng cảm thấy không dễ dàng gì. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Nghiêm Khâm Minh cảm thấy rất phiền lòng. Hắn thấy thư ký đi vào thế là không nhịn được phải nói, không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Không cần phải. Nghiêm Khâm Minh còn chưa nói hết lời thì thấy gương mặt tươi cười của Hà Kiến Trương. Trước kia hắn có quan hệ không tệ với Hà Kiến Trương, hai người cũng không có tranh chấp gì, nhưng bây giờ vị trí giữa hai bên căn bản là khác biệt quá lớn. Trước kia Hà Kiến Trương tuy cũng là phó chủ tịch tỉnh thế nhưng phạm vi phân công quá kém, hơn nữa cũng đã lớn tuổi, trong mắt nhiều người thì Hà Kiến Trương cũng chỉ có thể tìm chỗ dưỡng lão mà thôi. Chính Nghiêm Khâm Minh khi đó là phó chủ tịch kiêm cục trưởng Cục Công an. Nhưng bây giờ thì Hà Kiến Trương đã là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, là người chỉ xếp sau Văn Thành Đồ trong danh sách thường ủy tỉnh ủy, lại có được sự tín nhiệm cao độ của Vương Tử Quân, thế nên có thể nói là người có tương lai sáng ngời. Chương 1877, một không nghe lời thì tôi sẽ cho anh ra rìa. Trước khi đến thuyết phục Nghiêm Khâm Minh thì Hà Kiến Trương đã nghĩ đến vài đối sách. Có người nói nịnh hót 100 câu cũng không bằng làm cho lãnh đạo một chuyện thoải mái, điều này giống như gãi ngứa cho lãnh đạo, nếu lãnh đạo cảm thấy ngứa sau lưng đứng ngồi không yên nhưng vươn tay ra gãi lại không đến được, vào thời điểm này nếu như anh có thể hành sự theo hoàn cảnh, tiến lên khẽ vươn tay làm tốt công tác, hơn nữa còn làm cho lãnh đạo thoải mái, như vậy lãnh đạo sẽ nhớ kỹ về anh. Hà Kiến Trương tuy tuổi tác đã lớn, trong lòng cũng không có yêu cầu quá cao ở phương diện chính trị. Thế nhưng công tác cực kỳ cẩn trọng, cực kỳ đúng chỗ. Hơn nữa hắn lại cho rằng Vương Tử Quân có ơn tri ngộ với mình, hễ là những công tác nào mà Vương Tử Quân sắp xếp thì hắn đều hoàn thành cẩn thận với tất cả khả năng của mình. Chủ tịch Hà, ngài sao lại đến đây? Có chuyện gì ngài cứ gọi điện thoại cho tôi, bây giờ lại làm ngài phải tự mình đến rồi. Sau khi bắt tay Hà Kiến Trương thì Nghiêm Khâm Minh dùng giọng nhiệt tình nói, sau khi nói xong lại cảm thấy mình quá mất mặt. Hà Kiến Trương cười ha hả nói, Chủ tịch Nghiêm, hai người chúng ta cũng chỉ cách nhau vài bước đi đường, tôi đi qua cũng không phải chỉ là mất chút thời gian thôi sao. Thư ký rót trà cho hai vị lãnh đạo xong thì nhanh chóng đóng cửa rời đi, lúc này trong phòng chỉ còn lã Nghiêm Khâm Minh và Hà Kiến Trương. Nghiêm Khâm Minh trầm ngâm giây lát rồi mở miệng nói, Chủ tịch Hà, ngài có việc gì thì cứ phân phó, chỉ cần có thể làm được thì tôi căn bản sẽ toàn lực ứng phó. Ha ha. Cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ cảm thấy đã lâu không tâm sự với anh, thế nên đến đây trò chuyện với anh một chút. Hà Kiến Trương uống một hớp nước rồi dùng giọng cười ha hả nói, Chủ tịch Nghiêm, trà của anh uống rất ngon. Nếu Chủ tịch Hà thích thì chút nữa tôi sẽ để Tiểu Mã đưa sang cho ngài một phần. Nghiêm Khâm Minh giống như mình nói chuyện có vài phần đông cứng, thế là cười nói, đây là trà lấy từ quê của tôi, mặc dù không có danh tiếng gì thế nhưng có hương vị rất độc đáo. Tôi cảm thấy uống rất ngon. Hà Kiến Trương cười cười, sau đó đi thẳng vào vấn đề, Chủ tịch Nghiêm, anh cảm thấy sự kiện phân công điều chỉnh lần này thế nào? Nghiêm Khâm Minh biết rõ Hà Kiến Trương đến là bàn với mình về chuyện này, hắn căn bản đã có chuẩn bị, sau khi thấy Hà Kiến Trương không đi đường vòng thì thản nhiên nói, chúng ta là cấp phó thì có ý kiến gì với phương diện Chủ tịch Vương phân công điều chỉnh được? Đơn giản là phục tùng quyết định của lãnh đạo thôi. Nghiêm Khâm Minh nói và không khỏi dùng dư quang khóe mắt nhìn Hà Kiến Trương,
hắn thấy Hà Kiến Trương chỉ cười mà không nói gì, thế là tâm tư có vài phần không thoải mái. Hà Kiến Trương anh là người dán mặt lên mông của Vương Tử Quân, dù phân công thế nào thì anh cũng không lỗ, căn bản không có vấn đề, thế nhưng anh ta có làm vậy với tôi hay không? Còn bà nó anh điên cuồng chạy đến chỗ của tôi và có biểu hiện như vậy, rốt cuộc là anh đồng tình với tôi, hay là muốn hả hê nhìn trò cười của tôi? Nghiêm Khâm Bình có vài phần phản cảm với Hà Kiến Trương, thế nên kéo chặt gương mặt nói, nhưng nếu có ý kiến không đồng ý thì tôi vẫn nói ra rõ ràng, ai cũng không thể cướp đi quyền lên tiếng của tôi, anh nói xem có đúng không? Hà Kiến Trương biết rõ nguyên nhân Nghiêm Khâm Bình nổi giận, mình chủ yếu đến để khuyên nhủ Nghiêm Khâm Bình thay cho Vương Tử Quân, thế nên cũng không quá so đo với Nghiêm Khâm Bình. Tình cảnh này làm cho Hà Kiến Trương cảm thấy Nghiêm Khâm Bình rất đáng thương. Dù sao thì vị trí của mình và Nghiêm Khâm Bình đều phải cực kỳ chú ý phong độ, bây giờ Nghiêm Khâm Bình nói như vậy đã quá rõ ràng, chính là chính mình bị dồn vào vách núi trong sự kiện Vương Tử Quân chuẩn bị phân công điều chỉnh công tác. Nghiêm Khâm Bình giống như cũng cảm nhận được lửa giận của mình là có vài phần quá phận, thế là lúc này dùng giọng giảng hòa nói, Chủ tịch Hà, tôi nói năng không che đậy miệng, căn bản là chỉ nói việc mà không nói đến người. Điều này tôi biết rõ. Hà Kiến Trương cười cười, thầm nghĩ sự việc đều liên quan đến anh, thế nên anh không cần phải giấu đầu hở đuôi. Anh Hà, điều chỉnh công tác thì cứ điều chỉnh, tôi vẫn là Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Cục trưởng Cục Công an, vẫn quản lý cả hai bên. Nghiêm Khâm Bình nói đến đây thì thản nhiên nói, con người của tôi trước nay đều thích mềm không thích cứng, nếu như thật sự có người muốn dùng cứng đối phó với tôi cũng muốn nhìn xem người ta làm như thế nào. Nghiêm Khâm Bình nói xong thì gương mặt có vài phần âm trầm. Tôi là người nắm hai hạng mục công tác, nếu như anh điều chỉnh phân công của tôi có thể bị điều chỉnh, thế nhưng vị trí Cục trưởng Cục Công an của tôi là không thể động vào. Hà Kiến Trương đến đây trò chuyện thế nhưng nãy giờ luôn là Nghiêm Khâm Bình nắm thế chủ đạo, thế là có vài phần lo lắng, hắn dứt khoát thả ra một quả bom, dùng giọng ngưng trọng nói, Chủ tịch Nghiêm, hai ngày trước tôi về thủ đô họp vừa vặn gặp anh Mã của Bộ Công an. Khi dùng cơm thì anh ấy có nói đến một chuyện, đó là sắp tới Cục Công an chuẩn bị điều chỉnh về phương diện kiêm nhiệm chức vụ ở Cục Công an địa phương. Anh ấy muốn những người phụ trách hệ thống công an vừa có quyền lên tiếng vừa phải chuyên tâm cho công tác của mình. Bây giờ tuyến trên đã có ý nghĩ như vậy, có lẽ sắp tới sẽ được tiến hành. Nghiêm Khâm Bình biết rõ anh Mã trong lời nói của Hà Kiến Trương là lãnh đạo thế nào, lúc này hắn không khỏi cảm thấy trong lòng có một nửa mát lạnh. Hắn biết mình nhờ cậy lớn nhất vào cái gì, nếu như không còn gì để nhờ cậy, như vậy hắn sẽ là một miếng thịt, muốn làm món gì không phải là người ta có quyền định đoạt sao? Vì sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Hắn cảm thấy điều này là không thể, khả năng lớn nhất là trùng hợp mà thôi, hoặc là Vương Tử Quân đã nhìn thấy chí hướng của tuyến trên. Khi Nghiêm Khâm Bình đang cảm thấy nản lòng thoái chí thì Hà Kiến Trương khẽ nở nụ cười, hắn cười nói, Chủ tịch Nghiêm. Anh trước kia không phải từng làm phó chủ tịch nắm công tác xây dựng đô thị sao? Nghe nói thành phố dưới tay anh phát triển từng ngày, căn bản tạo nên cơ sở vững chắc vào lúc này. À, đó là chuyện mười mấy năm trước, Nghiêm Khâm Bình đang nghĩ đến chuyện khác, thế cho nên muốn cho qua những lời khẳng định của Hà Kiến Trương. Nhưng hắn vừa nói xong thì gương mặt có vài phần nghiêm túc, chẳng lẽ? Nghiêm Khâm Bình biết rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng đô thị. Hà Kiến Trương nhắc đến công tác của mình nhiều năm trước, tất nhiên không phải là rảnh rỗi chạy đến ca tụng công lao năm xưa của mình. Chẳng lẽ Hà Kiến Trương có ý nghĩ gì khác, người kia bày mưu như vậy sao? Nghiêm Khâm Bình nghĩ đến đây mà không khỏi vô thức nhìn Hà Kiến Trương, lúc này Hà Kiến Trương lại giống như hiểu ý nghĩ của hắn, cũng đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Mặc dù kết quả này vẫn nhỏ hơn lực ảnh hưởng của Nghiêm Khâm Bình vào lúc này, thế nhưng Nghiêm Khâm Bình không thể không thừa nhận mình hồi hộp vì sắp xếp như vậy. Dù sao bây giờ hắn cũng không còn đường nào để đi, con đường này là rất tốt rồi, dù có gập ghềnh thế nào thì hắn cũng phải đi. Đúng vậy, tôi tin tưởng anh là gương quý không bao giờ cùn. Hà Kiến Trương cười hì hì trêu chọc. Chương 1877, 2, không nghe lời thì tôi sẽ cho anh ra rìa. Cố Tắc Phiêm đi ra khỏi phòng họp mà cảm thấy ngực mình như bị chặn một tảng đá, cực kỳ khó chịu. Hội nghị lần này hắn tưởng rằng sẽ có người cho ra ý kiến không đồng ý, cho dù người khác không đề cập đến thì Nghiêm Khâm Bình sẽ phải lên tiếng nói vài câu.
Mặc dù Cố Tắc Phiêm biết rõ sự kiện phân công lần này mình căn bản không thể nào làm lệch đi ý chỉ của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn đã có tính toán của mình, cho dù là bỏ ngựa đá xe thì cũng phải làm cho Vương Tử Quân biết rõ phương án lần này được thông qua là vì Vương Tử Quân bá quyền chính trị, không phải là kết quả mọi người cùng hưởng ứng. Cố Tắc Phiêm nghĩ đến tình cảnh này mà không khỏi cảm thấy hưng phấn, hắn hầu như có thể kết luận Vương Tử Quân vì củng cố quyền lực của mình mà cực kỳ xem trọng người ta mượn đề tài để nói về mình. Hơn nữa Vương Tử Quân đã làm tốt công tác, bây giờ tên đã lên dây không thể không bắn. Nhưng Vương Tử Quân làm như vậy thì đừng nói là Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chấn động, cho dù là Bí thư Sầm cũng phải có một lý do thuận lợi mới có thể thông qua. Vương Tử Quân không phải là lãnh đạo đứng đầu Mật Đông, sao có thể thích làm gì thì làm được. Cố Tắc Phiêm đã chuẩn bị sẵn sàng lên tiếng, lúc này hắn lại phải vò bản thảo đã được viết sẵn trong tay rồi ném vào trong thùng rác. Hội nghị tiến hành rất nhanh, rất hài hòa, thế nhưng kết quả lại làm cho Cố Tắc Phiêm mở rộng tầm mắt. Sau khi Vương Tử Quân đọ phương án, các vị cấp phó khác đều lên tiếng giúp đỡ. Đám người Lôi Yên Hồng và Vân Lợi Quảng giúp đỡ làm cho Cố Tắc Phiêm không có chút bất ngờ, thậm chí hắn còn cảm thấy những người này cơ bản là đạo cụ, tác dụng chủ yếu là Vương Tử Quân, đặc biệt lên tiếng là vì nịnh hót Vương Tử Quân. Nhưng khi Nghiêm Khâm Binh đứng lên phát biểu ý kiến, lúc này Cố Tắc Phiêm chợt phát hiện cục diện đã phát triển ngoài mong đợi của mình. 10 người thì ai cũng đã ủng hộ, nếu chỉ còn một mình phản đối, không những hành vi này là khác loài, hơn nữa còn không có chút đầu óc, xem ra những gì mình làm những ngày qua là vô công. Cố Tắc Phiêm chợt cảm thấy sợ hãi, hắn vốn là người tự ti vì lực phán đoán nhạy bén của mình, hơn nữa lại ngồi rất vững, có quan hệ không tồi với Nghiêm Khâm Binh. Ít nhất khi đối diện với Vương Tử Quân thì Nghiêm Khâm Binh cũng phải đứng cùng chiến tuyến với mình. Nhưng sự thật đã chứng minh Cố Tắc Phiêm căn bản là tự mình đa tình, hắn rõ ràng không biết thế giới quanh mình đang dịch chuyển. Vương Tử Quân thầm nhắc đến cái tên này, hắn không khỏi đi về phía phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Bên ngoài phòng làm việc của Sầm Vật Cương vẫn có nhiều người chờ được báo cáo công tác, những người này thấy Cố Tắc Phiêm đều tươi cười đứng lên chào hỏi, biểu hiện cực kỳ nhiệt tình. Cố Tắc Phiêm tuy mỉm cười với những người này, thế nhưng hắn lại cảm thấy đám người kia như đang đùa cợt mình. Tất nhiên đám người kia sẽ không dám cho ra những biểu hiện không đúng, nhưng những người khác cũng biết sự kiện phân công điều chỉnh phạm vi công tác của Phó Chủ tịch tỉnh, sự kiện phân công công tác quá xấu hổ của mình cũng khó tránh khỏi tai mắt của đám người này. Tuy người ta đã chờ lâu hơn Cố Tắc Phiêm, thế nhưng hắn không phải là người thường, vì thế sau khi đi đến thì trực tiếp vào phòng của Sầm Vật Cương. Khi Sầm Vật Cương thấy Cố Tắc Phiêm đi đến thì đứng lên khỏi ghế rồi nhàn nhạt vung tay lên, Chủ tịch Cố, anh ngồi đi. Cố Tắc Phiêm ngồi xuống đối diện với Sầm Vật Cương, hắn cũng không lên tiếng ngay lập tức. Sầm Vật Cương ném cho hắn một điếu thuốc rồi cũng bày ra bộ dạng lẳng lặng chờ đợi. Bí thư Sầm, tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn bị cho ra rìa ở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sầm Vật Cương nở nụ cười nhàn nhạt nói, anh là Phó Chủ tịch Thường ủy. Ai cũng không thay đổi được sự thật này, thế nên anh cứ an tâm lớn mật công tác, tôi giúp đỡ anh. Chỉ cần anh một lòng vì việc công, bị ghẻ lạnh một chút cũng không là vấn đề. Cố Tắc Phiêm nhìn nụ cười của Sầm Vật Cương mà hiểu ra nhiều điều, thế nhưng lại không nhịn được phải hỏi, Bí thư Sầm, tuy phạm vi phân công của tôi giảm bớt đi so với trước, thế nhưng nhiệm vụ cũng không giảm bớt, có phải ngài chuẩn bị thay tôi nói vài lời? Vấn đề này anh không cần phải đi vào quá sâu. Sầm Vật Cương căn bản không quá thoải mái ở phương diện này, lão cười cười nói, tôi nói chuyện giúp anh chỉ là một phần, quan trọng là anh phải có năng lực tương ứng. Có năng lực sao? Cố Tắc Phiêm là người thông minh, hắn biết rõ đây là Sầm Vật Cương đang an ủi mình, thực tế ở nhiều phương diện cũng không phải là có năng lực hay không, chủ yếu là có người giúp mình hay không. Vậy ngài vì sao không ủng hộ Nghiêm Khâm Binh? Ngài cũng biết là Cục Công an rất quan trọng. Cố Tắc Phiêm trầm ngâm giây lát rồi nói. Sầm Vật Cương khoát tay áo nói, tôi cảm thấy một người nếu như muốn đứng cao đi xa thì nhất định phải đi từng bước một, làm việc đến nơi đến chốn, không phải là được voi đòi tiên, nhìn cao đuổi xa, anh nói xem có đúng không? Nhìn cao đuổi xa, Cố Tắc Phiêm có chút sững sốt, hắn suy nghĩ về ý nghĩa lời nói của Sầm Vật Cương, thầm nghĩ Sầm Vật Cương rõ ràng là bênh vực kẻ yếu. Sở dĩ xuất hiện tình huống này có lẽ là vì Bí thư Sầm đã thỏa hiệp rồi. Tắc Phiêm, không cần phải so đo một phần được mất, anh nên đặt ánh mắt ở phương diện lâu dài.
Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi vỗ tay nặng nề lên vai Cố Tắc Phiêm. Cố Tắc Phiêm khẽ gật đầu mà không nói gì thêm. Khoảng thời gian này rất quan trọng, anh cần phải cố gắng công tác, đặc biệt là phương diện thành phố Linh Long, anh càng quan tâm nhiều hơn. Sầm Vật Cương nói với gương mặt cực kỳ nghiêm túc, hai chữ quan trọng được nói ra bằng giọng điệu cực kỳ thận trọng. Cố Tắc Phiêm nhìn gương mặt của Sầm Vật Cương, hắn không khỏi gật đầu nói, Bí thư Sầm, chuyện này ngài đã có quyết định rồi sao? Cứ chờ qua giai đoạn này đã. Sầm Vật Cương do dự giây lát rồi dùng giọng lập lờ nước đôi nói. Cố Tắc Phiêm nghe Sầm Vật Cương nói như vậy thì tâm tình có vẻ khá hơn, lúc này hắn đảm bảo với Sầm Vật Cương, Bí thư Sầm cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chứng thực chỉ thị của ngài, tuyệt đối công tác không cho ra vấn đề gì. À, anh nên làm tốt công tác của mình. Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Khi Cố Tắc Phiêm rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương, lúc này thư ký của Sầm Vật Cương nhanh chóng đi đến nói, Bí thư, Chủ tịch Vương gọi điện thoại đến, nói là muốn báo cáo với ngài về phương diện phân công điều chỉnh phạm vi công tác các vị phó chủ tịch tỉnh. Cậu gọi điện thoại cho Chủ tịch Vương, nói là không cần Chủ tịch Vương phải tự mình đi đến, cứ để văn phòng đưa văn kiện đến là được. Sầm Vật Cương khoát tay áo dùng giọng thản nhiên nói. Vương Tử Quân nhận được chỉ thị của Sầm Vật Cương vào lúc đang xem văn kiện về kỷ yếu của hội nghị lần này trong phòng làm việc, hắn phất tay với Cổ Dương mà không lên tiếng. Hắn hiểu tâm tình của Sầm Vật Cương vào lúc này, tuy Sầm Vật Cương căn bản sẽ ra chỉ đạo với phương án phân công điều chỉnh bên phía Ủy ban Nhân dân tỉnh, thế nhưng hắn tin tưởng Sầm Vật Cương sẽ rất mất hứng. Nhưng mất hứng thì sao? Đây là quyền lực nằm trong phạm vi của mình. Hắn tuyệt đối không cho phép Sầm Vật Cương ngang ngược can thiệp vào. Chương 1878, một tôi có tư cách kiên cường độc đoán. Tút tút tút. Chủ tịch, ngài đang bận rộn gì vậy? Tôi có chút chuyện cần báo cáo với ngài. Bí thư Ủy ban Tư pháp Lý Trinh Siêu ở bên kia mỉm cười nói. Vương Tử Quân biết rõ vì sao Lý Trinh Siêu lại gọi điện thoại cho mình. Người này là Bí thư Ủy ban Tư pháp. Tất nhiên hy vọng hệ thống công an kiểm sát tư pháp tòa án thuộc một tay chỉ huy của mình. Nhưng khi Nghiêm Khâm Minh là phó chủ tịch tỉnh kiêm cục trưởng cục công an thì Lý Trinh Siêu căn bản không có bao nhiêu quyền lên tiếng. Lý Trinh Siêu cảm thấy Nghiêm Khâm Minh là người bảo thủ, sao có thể mò mẫm chỉ huy trên phần đất của mình. Bây giờ Vương Tử Quân nhân cơ hội điều chỉnh phân công mà đẩy Nghiêm Khâm Minh rời khỏi cục công an, như vậy vị trí cục trưởng cục công an cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lý Trinh Siêu là bí thư ủy ban tư pháp, hắn tất nhiên phải là người hướng về phía vị trí cục trưởng cục công an. Nói một cách nghiêm khắc thì Lý Trinh Siêu tuy không phải là người có quan hệ cực kỳ tốt với Vương Tử Quân, thế nhưng giữa hai bên có hợp tác tốt, vì vậy Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cười nói, bí thư Chính Siêu, anh cứ đến đi. Lý Trinh Siêu đến rất nhanh, khi Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống được vài phút thì đã đi vào trong phòng. Sau khi tiếp nhận ly trà từ trong tay Vương Tử Quân, Lý Trinh Siêu cười nói, Chủ tịch, tối nay ngài có sắp xếp gì không? Tôi muốn mời ngài vài ly. Vì sao phải mời rượu? Lý Trinh Siêu không nói rõ, uống làm gì cũng không nói rõ, thế nhưng Vương Tử Quân lại hiểu ý. Lý Trinh Siêu đến là để chúc mừng. Sau khi trầm ngâm giây lát thì Vương Tử Quân cười nói, những ngày gần đây thì không có thời gian, khi nào có thời gian thì hai ta cùng dùng bữa cơm rau dưa. Lý Trinh Siêu nghe thấy như vậy thì rất mừng rỡ, nếu như lãnh đạo đồng ý cho anh đến gần, điều này đã nói anh thành công khi bước vào lãnh địa của lãnh đạo. Hắn có chút kích động, sau đó nâng ly lên nói, Chủ tịch Vương, trước tiên tôi dùng trà thay rượu mời ngài một ly, chúc ý tưởng lớn của ngài thành công. Lý Trinh Siêu dùng giọng có vài phần khí thế và chém đinh chặt sắt, Vương Tử Quân căn bản cũng không từ chối ý tốt của Lý Trinh Siêu, hắn nâng ly lên với Lý Trinh Siêu rồi cười ha ha. Chủ tịch Vương, thông qua điều tra của Cục Công an thành phố Thanh Chuyên, trên cơ bản đã xác định tai nạn xe của Tiểu Triệu là có người bày mưu kế rất tỉ mỉ. Bây giờ ngoài thủ phạm Thường Giáp Lũng đang còn ngoan cố, những tên tòng phạm khác đều đã khai nhận. Lý Trinh Siêu nói đến đây thì không khỏi cảm khái, hiểu bạch rõ ràng là mạng lớn, nếu như thay vào đó là một chiếc xe khác, chỉ sợ lần này hiểu bạch sẽ mất mạng. Tôi cho rằng cần phải nghiêm trị đối với những người liều mạng và ô dù đứng sau lưng, không thể cho đám người coi trời bằng vung kia làm loạn, thật sự là thiên lý khó dung. Tuy trong lòng đã nhận định tính chất, thế nhưng có vài lời phát ra từ nhân viên chuyên nghiệp vẫn có sự khác biệt.
Vương Tử Quân hoảng sợ giây lát rồi trầm giọng nói, bí thư Lý ngài nói không sai, cứ xử lý như vậy là được. Cảm ơn Chủ tịch Vương đã giúp đỡ hệ thống tư pháp của chúng tôi. Lý Trinh Siêu nhìn Vương Tử Quân, lại trầm ngâm giây lát rồi nói, Chủ tịch, chúng tôi còn chuẩn bị lợi dụng tình thế mùa đông năm nay để đẩy mạnh hành động bài trừ thế lực hắc ám trong tỉnh, một khi phát hiện sẽ tuyệt đối không nuông chiều, làm tốt công tác hộ giá hộ tống cho mật đông phát triển kinh tế. Phó Cục trưởng Triệu Quảng Trí của Cục Công an tỉnh có năng lực công tác mạnh mẽ, lại có kinh nghiệm cơ sở phong phú, tôi chuẩn bị để anh ấy tiến hành phối hợp thống nhất, đảm bảo kế hoạch nhanh chóng được chứng thực. Triệu Quảng Trí, Vương Tử Quân chợt nhíu mày, mặc dù hắn không có ý nghĩ sắp xếp người của mình vào vị trí Cục trưởng Cục Công an, thế nhưng Lý Trinh Siêu trắng trợn đề cử người như vậy vẫn làm hắn có chút không thoải mái. Có vị lãnh đạo nào không muốn cho những người thuộc dòng chính của mình tiến lên? Nhưng phương diện điều chỉnh nhân sự không cần một trợ thủ chạy đến khoa tay múa chân, bao biện làm thay được. Lãnh đạo vô cầu vô thúc với anh, rõ ràng là tín nhiệm anh, thế nhưng nếu như anh cảm thấy mình đoán trúng ý nghĩ của lãnh đạo, lợi dụng vào đấy để không còn lo lắng gì khác, như vậy là 10 phần sai. Không có vị lãnh đạo nào thích một cấp dưới không biết nặng nhẹ. Vương Tử Quân không nói gì, hắn rút một điếu thuốc châm lửa, khói thuốc nhanh chóng lượn lờ. Lý Trinh Siêu không thể nhìn thấy rõ biểu cảm gương mặt của Vương Tử Quân, thế là căn bản không thể nào nắm bắt được tình hình vào lúc này. Nhưng Lý Trinh Siêu thầm nghĩ nếu như Chủ tịch Vương không thích Triệu Quảng Trí, mình cũng không thể tiếp tục lên tiếng được nữa, dù sao thì mình đã ném nhân tình cho Triệu Quảng Trí rồi. Lý Trinh Siêu thấy Vương Tử Quân trầm mặc không nói, thầm nghĩ Triệu Quảng Trí này chỉ sợ là toi công, không lọt vào mắt xanh của Chủ tịch Vương. Vì vậy tuy hắn đang có đầy bụng lời nói thế nhưng lại không lên tiếng, hắn chỉ có thể cáo từ rời đi. Hắn vừa đứng lên thì Vương Tử Quân đã dùng giọng chậm rãi nói, những hành động đảm bảo trật tự trị an thì chính ủy ban tư pháp các anh có thể quyết định, tôi bây giờ chỉ muốn nhìn vào kết quả. Lý Trinh Siêu vừa đi ra hành lang thì điện thoại vang lên, hắn tiếp điện thoại, người gọi đến là Triệu Quảng Trí. Lý Trinh Siêu nói, Quảng Trí, anh cần ổn định, đừng nóng vội. Triệu Quảng Trí nghe những lời như vậy thì cực kỳ thất vọng, nóng vội sao? Tôi không nóng nảy được à? Không qua thôn thì làm sao thấy được khách sạn? Lý Trinh Siêu chợt nói, anh nói có gấp cũng vô dụng, hơn nữa tôi đã đề cử anh cho Chủ tịch Vương, cũng chỉ nhìn vào vận mệnh của anh mà thôi. Còn phương diện anh có thể tiến lên hay không, điều này phải nhìn vào vận mệnh của anh. Theo tôi thì bây giờ là thời điểm phi thường, anh nên tập trung tất cả tinh thần làm tốt công tác, để cho Chủ tịch Vương thấy rõ năng lực của anh. Những ngày Chủ nhật thì Vương Tử Quân thường ở nhà, tuy hắn cũng có nhiều công tác thế nhưng đối với những chuyện không cần gấp, hắn không muốn để mất thời gian tư nhân của mình, vì con hắn còn nhỏ, còn cần chơi đùa với bố. Bố đưa con và mẹ đi chơi đi. Tiểu Bảo Nhi giống như một chú gấu bông dán lên cổ Vương Tử Quân rồi dùng giọng làm nũng nói. Vương Tử Quân căn bản càng ngày càng sủng nịnh Tiểu Bảo Nhi. Hắn dùng tay ôm lấy con trai, muốn ra ngoài chơi cũng không có vấn đề, còn mục đích thì con tự mình quyết định. Bạn học con nói ngày trước có đi đến công viên trò chơi, bên trong có nhiều thứ rất hay, con cũng muốn đi xem. Tiểu Bảo Nhi ôm lấy vai Vương Tử Quân rồi cười thần bí nói, bạn học con nói ở đó có xe điện đụng rất vui. Thì ra tiểu tử này thích chạy xe điện đụng, Vương Tử Quân căn bản không phản đối ý nghĩ của Tiểu Bảo Nhi. Hắn nhìn Tiểu Bảo Nhi nằm sấp trong lòng mình. Thế là không khỏi nghĩ đến Tiểu Điềm Đậu. Mình cũng nên tìm chút thời gian vui chơi với Tiểu Điềm Đậu. Chương 1878, hai tôi có tư cách kiên cường độc đoán. Tút tút tút, khi Vương Tử Quân đang cảm khái thì điện thoại vang lên, hắn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại rồi nói, tôi là Vương Tử Quân. Chào Chủ tịch Vương, tôi là Cổ Dương, có chuyện cần báo cáo với ngài. Cổ Dương nói rồi khẽ hạ giọng, Chủ tịch. Tôi nghe đồng chí trực ban nói hôm nay bí thư Sầm dẫn theo không ít người đi đến thành phố Linh Long. Đi Linh Long, Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi gật đầu nói. Thành phố Linh Long hầu như là một khúc xương cứng trước mặt Vương Tử Quân, mặc dù đồ phấn đấu và Miêu Dược Hổ không dám có tâm tư gì không tốt với hắn, ngược lại cũng không phải là nói gì nghe nấy, thậm chí người ta nói hắn căn bản không thể động vào thành phố Linh Long. Vương Tử Quân căn bản tỏ ra điềm nhiên như không. Thế nhưng lại có vài phần không thoải mái. Tuy Vương Tử Quân có căm tức,
có một số việc hắn chiếm thượng phong nhưng không thể động vào thành phố Linh Long được. Dù sao nơi này là đất của Sầm Vật Cương, hắn cũng không hy vọng thế cân bằng của mình và Sầm Vật Cương bị phá vỡ. Nhưng thế nào rồi cục diện cân bằng hiện tại cũng bị phá vỡ, nếu Sầm Vật Cương tiến lên cao, như vậy một Sầm Vật Cương kiên cường độc đoán sẽ tuyệt đối không cho phép hiện trạng cân bằng tồn tại thêm. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên vài ý nghĩ, khi Cổ Dương bên kia truyền đến tiếng hít thở sâu, hắn chợt cười nói, à, tiểu cổ rất tốt, tôi biết rồi. Bố, rốt cuộc có đi hay không đấy? Tiểu Bảo Nhi căn bản không nhịn được, nó cực kỳ thích chơi xe điện đụng. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt sốt ruột của con trai, hắn cười ha hả nói, à, đây là hoạt động của Tiểu Bảo Nhi, sao bố lại không đi? Nói mẹ lái xe, chúng ta cùng nhau đi chơi. Mạc Tiểu Bắc vốn là có xe riêng của mình, nhưng khi nàng nắm công tác ở thư viện tỉnh, lúc này thư viện càng phải chú trọng. Vài ngày trước phòng tài chính lấy cớ chuyển cho thư viện một khoản tiền này được dùng để cải tạo thư viện. Thư viện tất nhiên sẽ không từ chối, hơn nữa lãnh đạo thư viện là người có ánh mắt tinh anh, sau khi ném phần lớn tiền vào phương diện cải tạo thư viện, đồng thời còn để lại một phần mua xe cho các vị cấp phó. Mạc Tiểu Bắc tuy không phải là một vị phó giám đốc có vị trí cao vời, thế nhưng dù sao cũng là cấp phó, thế cho nên cũng được phân phát một chiếc xe màu đen khá hiện đại. Tuy Mạc Tiểu Bắc thích chạy xe của mình, thế nhưng vì không muốn mình quá khác biệt, thế nên đành phải chạy xe của thư viện. Mạc Tiểu Bắc tất nhiên không từ chối yêu cầu của hai bố con, hai phút sau nàng thu thập vài thứ, cả nhà chạy về phía công viên giải trí. Chủ nhật có nhiều người đi ra ngoài chơi đùa. Vương Tử Quân đeo kính sách ba lô bên trong chứa các món ăn và đồ chơi của Tiểu Bảo Nhi. Cả nhà ăn mặc thoải mái, nhìn qua căn bản khó thể nào liên hệ được với gia đình chủ tịch tỉnh. Tiểu Bảo Nhi chạy xe điện đụng mà liên tục cười khanh khách, chỉ một lát sau đã ướt đẫm mồ hôi. Nếu không thì chúng ta cũng vào chơi một chút. Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc rồi khẽ đề nghị. Mạc Tiểu Bắc trầm ngâm giây lát rồi khoát tay áo, anh đi chơi với con, đừng động vào em. Khi thấy Mạc Tiểu Bắc không hứng thú thì Vương Tử Quân căn bản không muốn làm vợ khó chịu, chuẩn bị gọi con trai, đúng lúc này phía bên kia lại vang lên tiếng khóc. Vương Tử Quân nghe thấy tiếng khóc thì nhìn sang, thì ra một đứa bé chạy xe điện đụng bị Tiểu Bảo Nhi động vào hai cái thế là khóc giống lên. Đối với tình huống này thì Vương Tử Quân chỉ có thể lắc đầu, Tiểu Bảo Nhi cái gì cũng hay, thế nhưng có một số phương diện tỏ ra quá mạnh mẽ. Ông chủ, dừng lại. Một người đàn ông hơn 30 tuổi lớn tiếng quát lên với người phụ trách sân trò chơi. Người phụ trách thấy người đàn ông kia có dáng vẻ bất phàm, thế là vội vàng chạy đến nói, chào anh, xin hỏi có chuyện gì vậy? Có chuyện gì sao, anh không thấy con tôi khóc à? Mau dừng xe lại, người đàn ông kia vung tay lên dùng giọng chân thật đáng tin nói. Người quản lý nơi đây thường xuyên thấy trẻ em khóc, điều này căn bản là quá bình thường. Dù sao cũng là trẻ con, một lát sau sẽ quên ngay. Anh à, bây giờ bọn trẻ đang chơi, anh xem thế này được không, 2 phút nữa sẽ tự động dừng lại. Người quản lý nói đến đây thì cười, đây là xe điện đụng, bọn trẻ khóc cũng không có vấn đề, vì không đụng lên người. Tôi cho anh thêm một cơ hội, nếu như anh dừng xe lại thì tôi bỏ qua, nếu không tôi sẽ cho danh khỏi mở sân xe ở đây. Người đàn ông kia chỉ về phía người quản lý rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Nếu là người bình thường nói ra những lời này thì người quản lý sẽ cười nhạt cho qua, nhưng nhìn thấy người đàn ông trước mặt giống như là quan viên, hắn không muốn gây chuyện. Dù sao thì cả nhà đều ăn cơm nhờ vào bãi xe điện đụng này, hắn cũng không dám đắc tội với người ta để mất chén cơm. Két, xe dừng lại, Tiểu Bảo Nhi xuống xe chạy về phía vợ chồng Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng tràn đầy sức sống của con trai, thế là càng có thêm vài phần sủng nịnh. Các anh dạy bảo con cái thế nào vậy? Có biết giáo dục không? Con trai chúng tôi đến chơi xe điện, vì sao con của các người cứ chạy theo đụng vào xe của con tôi? Một người phụ nữ hơn 30 tuổi lớn tiếng quát lên với Mạc Tiểu Bắc. Mạc Tiểu Bắc có chút sững sốt, nàng ít khi phát sinh tranh cãi với người khác, hơn nữa từ nhỏ đến lớn nàng sống trong hoàn cảnh ưu việt. Thế nên không ai dám làm càn với nàng như vậy. Con trẻ đến đây chơi cho vui, không có gì là không được. Vương Tử Quân không muốn sinh chuyện, hắn khoát tay nói, chỉ cần gì phải tính toán chi li chuyện bé xé ra to như vậy. Tôi quay về sẽ nhắc nhở con cái sau.
Vương Tử Quân nói những lời này nhanh chóng chọc giận người phụ nữ kia, này, anh nói thì dễ nghe nhỉ, Tiểu Kỳ nhà chúng tôi là một cậu bé học tập rất giỏi, bây giờ đến cuối tuần mới được đi chơi, thế nhưng lại bị con nhà anh làm cho tức đến mức phát khóc, nếu không để cho nó xin lỗi con trai tôi, hôm nay tôi không bỏ qua cho đâu. Người phụ nữ này lên tiếng với giọng điệu rất lớn. Cháu đụng vào xe của cậu ấy, là vì cậu ấy luôn ức hiếp người bạn kia. Tiểu Bảo Nhi chỉ về phía một cô bé cùng đi ra với mình rồi lớn tiếng nói, cháu phải cho cậu ấy biết rõ hương vị của việc chọc phá người khác. Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc thật sự cũng không chú ý đến sự thật này, hắn nhìn thoáng qua cô bé mà Tiểu Bảo Nhi đang chỉ, phát hiện cô bé kia mặc trang phục trẻ em màu hồng, nhìn như một cô búp bê. Hừ, còn nhỏ thế này mà miệng lưỡi điêu ngoa, có lẽ là thiếu dạy dỗ. Người phụ nữ kia không thèm nghe lời giải thích của Tiểu Bảo Nhi. Nàng ồn vào muốn dí tay vào trán Tiểu Bảo Nhi. Tuy Mạc Tiểu Bắc căn bản rất nghiêm khắc với con thế nhưng cũng cực kỳ bao che khuyết điểm. Nàng là người còn lợi hại hơn cả Vương Tử Quân, khi người phụ nữ kia đưa tay lên thì nhanh chóng giữ lấy rồi nói, này, chị làm gì vậy? Người đâu mà lạ vậy? Chương 1879, bọ chó nhảy cao nhờ công đức tổ tiên. Một chuyện nhỏ mà lại phát sinh phiền toái. Vương Tử Quân lập tức nói với Mạc Tiểu Bắc, chúng ta đi thôi. Mạc Tiểu Bắc nhìn thấy Vương Tử Quân quay đầu thì cũng buông tay người phụ nữ kia rồi rời đi. Người phụ nữ kia nhìn Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc bỏ đi thì thẹn quá hóa giận, đỏ mặt tía tai. Nàng nhìn thoáng qua người đàn ông nhà mình, lại phát hiện ánh mắt của chồng đang đi theo bóng lưng của người phụ nữ phía bên kia, thế là không khỏi nổi nóng. Hừ, anh thì nói hay lắm. Con trai và vợ bị người ta ức hiếp nhưng anh không dám làm gì, có phải thấy người ta xinh đẹp thì động sắc tâm hay không? Tôi nói cho anh biết, nếu như hôm nay không làm cho ra lẽ, tôi sẽ đưa con đi tìm bố tôi. Người phụ nữ lớn tiếng ồn ào làm cho Hào Yếu Kim cảm thấy bực mình, thế nhưng hắn không muốn gây chuyện, thế là trầm ngâm giây lát rồi nói, được rồi, không phải là cho bọn họ biết tay sao? Cứ giao cho anh. Một chuyện nhỏ xảy ra căn bản không làm ảnh hưởng đến tâm tư đưa con trai đi chơi của Vương Tử Quân. Sau khi xuống khỏi tàu lượn thì hắn cười nói, cũng không còn sớm nữa, chúng ta về nghỉ ngơi thôi, anh biết rõ một địa phương vừa mở quán lẩu, chúng ta cùng nhau đi nếm thử. Tốt quá, con muốn ăn lẩu. Tiểu Bảo Nhi chợt nhảy lên, con trẻ là như vậy, chỉ 2-3 phút là quên đi chuyện không vui. Sau khi chạy ra bãi đậu xe, Mạc Tiểu Bắc chạy theo đường mà Vương Tử Quân chỉ, thế nhưng còn chưa chạy ra khỏi khu công viên vui chơi được 200 mét thì một chiếc xe cảnh sát chạy đến. Cho xem giấy phép lái xe, giấy tờ xe. Sau khi cản xe lại, một tên cảnh sát hơn 20 tuổi trầm giọng nói với Mạc Tiểu Bắc. Mạc Tiểu Bắc nhìn tên cảnh sát mà trầm ngâm giây lát, sau đó lấy giấy phép và giấy tờ xe ra đưa cho đối phương. Trước kia giấy phép lái xe của Mạc Tiểu Bắc là đặc chế. Nhưng khi vị trí của Vương Tử Quân biến đổi, nàng đổi giấy phép đặc chế thành loại thường. Viên cảnh sát giao thông nhìn thoáng qua giấy tờ xe, sau đó lại nhìn Mạc Tiểu Bắc, cuối cùng nhìn giấy tờ xe. Sau khi thấy xe thuộc về thư viện tỉnh, hắn trầm giọng nói, dùng xe công vào việc riêng. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt tên cảnh sát giao thông, hắn đoán người này căn bản cố ý gây chuyện cho mình, thế nên hắn trầm ngâm giây lát cũng không lên tiếng. Có vấn đề gì thì anh cứ nói. Mạc Tiểu Bắc nhìn thoáng qua viên cảnh sát giao thông rồi thản nhiên nói. Đội trưởng Lý, liên quan đến phương diện sử dụng xe công vào việc riêng. Tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi cũng không nói lời nào, hắn trầm giọng nói với viên cảnh sát giao thông trung niên. Viên cảnh sát trung niên nhìn qua Mạc Tiểu Bắc và Vương Tử Quân, sau đó thản nhiên nói, xe của đơn vị nào. Thư viện tỉnh, viên cảnh sát giao thông cười khẽ nói. Giữ xe lại. Để lãnh đạo của bọn họ đến lấy xe. Bây giờ trong tỉnh đang nắm chặt công tác sử dụng xe công, bọn họ biết mà vẫn còn tái phạm, tuyệt đối không thể tha thứ. Viên cảnh sát trung niên nói rồi nhìn Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc mời xuống xe. Anh nói đây là xe công dùng vào việc riêng, thế chiếc xe kia là có chuyện gì xảy ra? Cũng đang chấp hành công vụ sao? Mạc Tiểu Bắc nói rồi chỉ về phía một chiếc xe đang bật đèn báo hiệu dừng xe ở cách đó không xa. Đang chấp hành công vụ, viên cảnh sát trung niên dùng giọng đông cứng nói, tôi cho cô biết, bây giờ cô quản việc của mình là được, không nên nói đến người khác. Vì sao lại không, tôi cùng bọn họ đi đến đây,
ý của anh là bọn họ mang theo vợ con của mình đi chơi là chấp hành công vụ sao? Mạc Tiểu Bắc hừ lạnh một tiếng rồi trầm giọng nói. Viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi thực tế rất có hảo cảm với Mạc Tiểu Bắc, dù sao thì ai cũng thích những người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng bây giờ thấy đại đội trưởng của mình có hại, hắn cảm thấy đây là lúc mình nên biểu hiện, chị nói người ta sai là sẽ sai sao? Tôi nói cho chị biết, bây giờ chúng tôi giữ xe của chị theo luật, mời chị xuống xe. Mạc Tiểu Bắc tức giận không khỏi siết chặt nắm đấm, chuẩn bị lên tiếng lý luận. Vương Tử Quân khoát tay áo với Mạc Tiểu Bắc, sau đó hắn nhìn viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi, cậu muốn giữ xe tôi vì lý do xe công dùng vào việc riêng sao? Được rồi, tôi giao xe cho anh. Vương Tử Quân nói rồi quay sang Mạc Tiểu Bắc, chúng ta thật sự dùng xe công vào việc riêng, nên tiếp nhận kiểm điểm thì kiểm điểm, đi thôi. Mạc Tiểu Bắc tuy có tính tình cứng rắn thế nhưng căn bản là Vương Tử Quân nói gì nghe nấy, nàng thu dọn đồ đạc của mình rồi xuống xe. Mẹ, làm sao vậy? Tiểu Bảo Nhi không biết có chuyện gì xảy ra thế là khẽ hỏi. Không có việc gì, xe của chúng ta hết xăng, các đồng chí cảnh sát giúp đỡ chúng ta đưa xe về, chúng ta bắt xe khác thôi. Vương Tử Quân sờ lên mặt Tiểu Bảo Nhi rồi vừa cười vừa nói. Viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi không biết thế nào. Thế nhưng viên cảnh sát trung niên lại thấy sự việc không giống như bình thường. Nếu là người thường, xe công bị giữ lại thì cũng phải cầu xin tha thứ, nhưng người này không những biết sai, còn chủ động dâng xe lên, không khác thường sao? Nếu là tình huống bình thường thì viên cảnh sát trung niên sẽ coi như việc lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Thế nhưng sau khi nghĩ đến lời ủy thác của người ta, hắn không khỏi thầm nghĩ, được, nếu tiểu tử này biết sai thì không có vấn đề. Không quá cứng nhắc cũng đỡ phiền. Tích cực phối hợp công tác với Cục Công an chính là nghĩa vụ của mỗi công dân, anh làm không tệ. À, Tiểu Trương, lái xe đi. Viên cảnh sát trung niên vung tay lên lớn tiếng nói. Nếu các anh đã giữ xe của tôi, phải đưa cho chúng tôi hóa đơn chứ? Vương Tử Quân nhìn thoáng qua viên cảnh sát trung niên rồi thản nhiên nói. Viên cảnh sát trung niên dùng ánh mắt cẩn thận quan sát Vương Tử Quân. Hắn cảm thấy người này có vài phần quen mặt thế nhưng nghĩ mãi mà không ra một người đàn ông nha nhã thế này rốt cuộc là người nào, khi nào thì mình đã gặp người này. Cho một hóa đơn tạm thời, viên cảnh sát trung niên biết rõ nhiệm vụ của mình là gì, thế cho nên cũng không phản đối chuyện ghi hóa đơn. Sau khi tiểu lý ghi hóa đơn cho Mạc Tiểu Bắc, hai chiếc xe chạy đi như bay, lúc này trong tay Vương Tử Quân là một tờ hóa đơn tạm thời. Ôi, thật sự rất tốt. Vừa rồi còn rất lợi hại, bây giờ phải đi bộ quay về. Một giọng nói hả hê vang lên sau lưng, sau đó là nụ cười đắc ý. Một chiếc xe Audi màu đen nhanh chóng chạy qua người Vương Tử Quân. Đó là người do bọn họ đưa đến. Mạc Tiểu Bắc nhìn Vương Tử Quân rồi thản nhiên nói, bây giờ chúng ta nên làm gì? Chúng ta bắt xe đi dùng cơm. Vương Tử Quân cười ha hả nói, sau khi quay về anh sẽ thừa nhận sai lầm. Viết một bản kiểm điểm sẽ lấy xe ra được. Vương Tử Quân nói rồi vung tay lên bắt xe taxi. Xe taxi căn bản là không có khách, khi thấy Vương Tử Quân khoát tay thì chuẩn bị dừng lại, nhưng khi thấy rõ ba người Vương Tử Quân thì nhấn chân ga chạy đi như bay. Vương Tử Quân nhìn chiếc xe taxi phun khói chạy như bay, hắn càng không thoải mái, nhưng hắn cũng không có ý nghĩ gì khác. Nhưng khi mà liên tục có ba chiếc taxi còn trống không dừng lại, hắn chợt biết sự việc căn bản là không tầm thường. Chương 1880, một thất phu nổi giận máu chảy thành sông. Đồng chí, sao anh lại không đón khách? Khi thấy một chiếc taxi dừng lại cách đó không xa, sau đó mở cửa cho khách đi xuống. Vương Tử Quân thật sự không giữ được tâm tình bình tĩnh, hắn chặn chiếc xe taxi kia lại rồi hỏi. Viên lái xe khoảng 40 tuổi, cơ thể nhìn qua làm cho người ta sinh ra cảm giác thành thật. Hắn nhìn Vương Tử Quân rồi cười cười nói, cậu à, không phải tôi bỏ qua cậu, thế nhưng cậu đắc tội với người, người kia nói ai dám chở cậu, sau này không cần phải lái taxi nữa. Tôi nhờ vào nghề này mà kiếm tiền ăn nuôi gia đình, không thể đắc tội với người, thế nên chỉ có thể làm cho cậu chịu uất ức mà thôi. Vậy thì anh nói xem tôi đi về thế nào đây? Vương Tử Quân nổi trận lôi đình, hắn cảm thấy tức giận vì thủ đoạn của người kia, rõ ràng là coi trời bằng vung. Đi bộ về nhà thôi, hoặc là gọi người ra đón về. Tôi đề tỉnh cậu một câu, người ta chào hỏi cả xe bus công cộng, không được phép chở ba người nhà các cậu. Lái xe nói rồi nhấn chân ga nhanh chóng bỏ đi.
Mạc Tiểu Bắc cũng nghe rõ đoạn đối thoại giữa hai người, nàng lắc đầu bất đắc dĩ nói, Chủ tịch Vương, hôm nay tôi xem như đã thấy rõ uy tín của ngài rồi. Để anh gọi người đến đón. Vương Tử Quân cười khổ một tiếng, từ nơi này về đến nhà khoảng 15 km, trong số ba người bọn họ chỉ có một mình Mạc Tiểu Bắc có thể chịu được mà thôi. Vương Tử Quân lấy điện thoại gọi cho Văn Ngư Nhi. Vài ngày trước Văn Ngư Nhi có mua một chiếc xe gấu mèo, tuy không đắt nhưng lại được nàng rất quý trọng, sau khi nghe được lời nhờ cậy của Vương Tử Quân thì nhanh chóng chạy xe đến. Văn Ngư Nhi nhìn một nhà ba người Vương Tử Quân đứng trên đường đón gió lạnh thì không nhịn được hỏi, Chủ tịch Tỉnh, ngài đang rèn luyện sức khỏe thể nghiệm cuộc sống sao? Ngài đứng nơi đây cũng không có vấn đề, nhưng Tiểu Bảo Nhi rõ ràng là chịu khổ đấy. Vương Tử Quân cười cười nói, xe của tôi bị người ta giữ lại rồi. Xe của Vương Tử Quân bị giữ lại, điều này không khỏi làm cho Văn Ngư Nhi lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ có người dám giữ xe của Vương Tử Quân lại sao? Đúng là gan lớn như trời. Ai giữ chiếc xe số 2 tỉnh ủy của ngài lại, tôi cũng muốn sùng bái người này. Văn Ngư Nhi là người thích náo loạn, mặc dù nàng có cảm tình phức tạp với Vương Tử Quân thế nhưng biểu hiện lại cực kỳ thoải mái. Vương Tử Quân cười cười nói, giữ lại thì giữ lại, đi thôi, chúng tôi mời cô đi ăn lẩu. Văn Ngư Nhi thấy Vương Tử Quân không nói thì cũng không hỏi nhiều. Dù sao thì cũng có Mạc Tiểu Bắc ở bên cạnh, nàng chỉ khẽ gật đầu rồi nhấn chân ga, xe gấu mèo chạy đi như bay. Nhưng Văn Ngư Nhi còn chưa chạy được bao xa thì một chiếc xe cảnh sát chắn đường, khi Văn Ngư Nhi hạ cửa sổ xe xuống thì một tên cảnh sát hơn 30 tuổi khẽ cúi chào. Đồng chí, chúng tôi muốn kiểm tra giấy phép lái xe và giấy tờ xe. Văn Ngư Nhi có chút sững sốt, nàng tiện tay đưa giấy tờ của mình ra. Người kia nhìn thoáng qua giấy tờ xe và giấy phép lái xe của Văn Ngư Nhi rồi trầm giọng nói, xe của cô vừa rồi chạy lạng lách, chúng tôi sẽ giữ xe lại. Lạng lách, Văn Ngư Nhi tuy lái xe chưa bao lâu thế nhưng kỹ thuật vẫn rất tốt, căn bản không bao giờ lạng lách. Thế nên nàng cả giận nói, anh nói bậy bạ. Tôi căn bản không lạng lách, anh nói lung tung phải chịu trách nhiệm pháp luật. Nếu như cô cảm thấy tôi chấp pháp có vấn đề, như vậy cứ khiếu nại với thượng cấp của tôi, nhưng bây giờ mời cô phối hợp công tác với tôi. Viên cảnh sát giao thông nói rồi nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Vương Tử Quân khẽ vỗ về phía tay lái phụ, hắn nhìn thoáng qua viên cảnh sát giao thông rồi nói, anh xác định xe này chạy lạng lách sao? Đúng vậy. Đây là chức trách của tôi. Viên cảnh sát giao thông trầm giọng nói. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi có chút mệt mỏi ở phía sau, hắn cảm thấy rất đau lòng, thế là nhanh chóng phân phó với Văn Ngư Nhi, cô gọi điện thoại cho Tiểu Lý, để cậu ấy lái xe đến đón tôi, quay về tôi sẽ làm bản kiểm điểm. Tiểu Lý là lái xe của Vương Tử Quân, Văn Ngư Nhi tuy ý thức được sự việc không đúng, thế nhưng nàng có tâm tính chỉ sợ thiên hạ không loạn. Thế là cầm điện thoại lên gọi cho Tiểu Lý. Viên cảnh sát giao thông thấy cô gái kia thực hiện mệnh lệnh của mình rất hữu hảo, tâm tình cũng không quá xấu. Hắn do dự giây lát rồi nói, anh bạn, chúng tôi bên này cũng không phải muốn làm khó anh, thật sự là thân bất do kỷ, anh nên xin lỗi người ta, xử lý sự việc cho xong. Khi thấy Vương Tử Quân không mở miệng thì viên cảnh sát này lại nói, từ nơi này đến nội thành cũng hơn 15 km. Chỉ cần ngài đi vào thì căn bản không có chiếc xe nào dừng lại đón, cũng không có xe nào thoát được. Thật sự là quá uy phong. Vương Tử Quân nói những lời này cũng không nói gì thêm. Người kia nhìn bộ dạng cực kỳ tức giận của Vương Tử Quân, hắn không khỏi thầm nghĩ anh có tức giận cũng đừng đổ lên người tôi đã nói rõ ràng với anh rồi, hì hì, anh có tức giận hay không cũng không liên quan đến tôi. Anh bạn, phối hợp với công tác của chúng tôi một chút, mời xuống xe. Viên cảnh sát giao thông nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Anh chờ chút, thời tiết quá lạnh, không cần làm cho con trẻ bị đông lạnh. Lát nữa xe đến tôi sẽ giao xe này cho các anh cứ ghi hóa đơn trước đi. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua viên cảnh sát giao thông rồi bình thản nói. Ghi thì ghi, viên cảnh sát giao thông chặn trước xe của Văn Ngư Nhi, sau đó đặt bút xuống ghi chép, chỉ một lát sau đã ghi xong hóa đơn. Khi hắn giao hóa đơn cho Văn Ngư Nhi, lúc này Tiểu Lý đã chạy đến. Tuy Tiểu Lý không biết có chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn nghe rõ câu nói của Văn Ngư Nhi, đó là lãnh đạo yêu cầu mình đến đón. Dưới tình huống bình thường, vào ngày nghỉ thì Chủ tịch Vương căn bản không cần dùng xe, hôm nay có việc gì khẩn cấp sao?
Sau khi nhận được điện thoại của Văn Ngư Nhi thì hắn chạy như gió đến nơi này. Khi nhìn thấy chiếc xe Audi màu đen dừng lại, hai tên cảnh sát giao thông có chút sững sốt. Khi một tên cảnh sát giao thông định tiến lên yêu cầu xuất trình giấy tờ, người đồng bạn ở bên cạnh nhanh chóng kéo lại. Sao vậy? Viên cảnh sát giao thông kia nhìn thoáng qua người đồng sự của mình rồi khẽ hỏi. Sao lại là biển số này? Gương mặt viên cảnh sát đồng bạn có vài phần tái nhợt. Hai tên cảnh sát giao thông nhìn biển số xe, thấy một dãy số 0 và số 2 ở vị trí cuối cùng. Biển số xe này đại biểu cho cái gì? Hai tên cảnh sát hiểu rõ ràng, đó là xe biển số 2 của tỉnh ủy Mật Đông. Hai tên cảnh sát nhìn biển số xe, lại đưa mắt nhìn nhau, khi bọn họ đang há hốc mồm thì thấy lái xe đi xuống cung kính mở cửa xe cho Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương. Chương 1882, thất phu nổi giận máu chảy thành sông. Tên cảnh sát giao thông ở sau lưng cảm thấy cực kỳ sợ hãi, mình sao lại lớn gan như vậy, dám chặn xe số 2 tỉnh ủy. Hai tên cảnh sát giao thông cảm thấy luống cuống tay chân, bọn họ trợn mắt nhìn Vương Tử Quân lên xe rồi bỏ đi. Không phải biển số giả đấy chứ? Viên cảnh sát giao thông cao khẽ hỏi. Kẻ nào muốn chết mà dám dùng biển số giả này? Một tên cảnh sát giao thông gãi gãi đầu rồi nói, anh cảm thấy đó là giả sao? À, tôi nhớ ra rồi, anh Lưu cũng giữ một chiếc xe của nhóm người này. Hi hi, không những là anh Lưu giữ xe của bọn họ lại, chúng ta cũng giữ một chiếc xe của bọn họ, có lẽ lần này chúng ta không thể nào chịu nổi rồi. Thất phu nổi giận thì máu tươi tung tóe. Vương Tử Quân, là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Mật Đông, bọn họ ép chủ tịch tỉnh khổ sở thì sẽ có kết quả gì? Hai người nghĩ đến tình huống hả hê của mình, thế là không khỏi sinh ra tâm tư muốn chết. Mau gọi điện thoại cho đại đội trưởng, vấn đề này chúng ta không xử lý được. Viên cảnh sát giao thông cao lớn lấy điện thoại ra, hắn còn chưa kịp gọi đi thì có người gọi đến, Triệu Giáp, hai các anh bị làm sao vậy? Nếu không tìm ra những người kia, ông sẽ lấy mũ quan của hai người. Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sầm Vật Cương đến kiểm tra tình hình phát triển kinh tế của thành phố Linh Long, bí thư Sầm Vật Cương cho ra vài ý kiến. Bí thư Sầm yêu cầu toàn thể cán bộ thành phố Linh Long đồng lòng đoàn kết cùng phát triển, cho ra những cống hiến xứng đáng với tỉnh Mật Đông. Trên hội nghị cán bộ cấp cục của thành phố Linh Long, bí thư Sầm đã nói, bây giờ kinh tế Mật Đông đang ở vào giai đoạn anh truy tôi đuổi, có câu đi ngược dòng nước không tiến sẽ thụt lùi. Chúng ta nhất định phải lấy phương diện phát triển kinh tế làm động lực để xây dựng xã hội hài hòa, an cư, tiện nghi. Khang Tắc Chính vừa xem thời sự vừa thầm nghĩ đến một phần văn kiện mà trước đó mình được đọc khi đến báo cáo với Sầm Vật Cương. Khi đó Sầm Vật Cương đưa văn kiện này cho hắn xem, sở dĩ cho hắn xem cũng là vì muốn cho ra ý kiến. Tuy văn kiện kia không quá dài thế nhưng nội dung bên trong lại bao hàm nhiều yếu điểm biện pháp thi hành chính trị của Sầm Vật Cương, quan trọng nhất của nó chính là Sầm Vật Cương nói ra năm Mật Đông. Khang Tắc Chính xem xét văn kiện rất chú tâm, thế nhưng thật lòng thì hắn cảm thấy Sầm Vật Cương không nên thúc đẩy văn kiện này. Sầm Vật Cương là bí thư tỉnh ủy, công tác đảng là chủ yếu, bây giờ ra tay nắm kinh tế thì hình như có vài phần không phù hợp. Nhưng Khang Tắc Chính cũng không dám nói ra ý nghĩ của mình, hắn biết rõ Sầm Vật Cương sở dĩ đưa tay vào trong hạng mục công tác của Vương Tử Quân, chỉ là hành động bất đắc dĩ, là bị người ta ép mà thôi. Hắn nghĩ đến phương diện Sầm Vật Cương là lãnh đạo đứng đầu Mật Đông, đường đường là bí thư tỉnh ủy thế nhưng lại bị Vương Tử Quân nắm mũi dẫn đi, thật sự là quá bức bối rồi. Sầm Vật Cương là một người cực kỳ mạnh mẽ, tất nhiên sẽ không vui khi người khác nói đến thành phố của Mật Đông và của lão đều là do Vương Tử Quân ban tặng. Khang Tắc Chính nâng ly trà lên uống một ngụm rồi không khỏi lắc đầu. Hắn nghĩ đến Vương Tử Quân, hắn cảm thấy nếu như đặt mình lên vị trí của Sầm Vật Cương, biết đâu phản ứng của mình sẽ còn mạnh hơn cả Sầm Vật Cương. Dù sao thì gặp một người trợ thủ quá hùng mạnh, quá nhiều hào quang như vậy cũng không phải là chuyện gì vui sướng. Nửa năm qua tình hình phát triển kinh tế của Mật Đông càng ngày càng tăng, đặc biệt là vài sản nghiệp mới mà Vương Tử Quân ra tay thúc đẩy, bây giờ đã là cọc tiêu thành tích trong mắt lãnh đạo Trung ương. Trước đó khi Bí Thư Lâm khảo sát thành phố Ma Đô càng điểm danh tỉnh Mật Đông, Bí Thư Lâm yêu cầu cán bộ Ma Đô thay đổi tư tưởng, học tập cách làm của các tỉnh thành anh em tiên tiến khác. Tỉnh thành tiên tiến trong lời của Bí Thư Lâm chính là Mật Đông.
Khi đó bí thư Sầm cũng không đồng ý với phương án của Vương Tử Quân, thế nên bây giờ áp lực của bí thư Sầm là rất lớn. Khi Khang Tắc Chính đang suy nghĩ rất nhiều thì chợt nghe vợ nói, anh Khang, mau thu dọn một chút, cả nhà Tiểu Thuận Tử sắp đến. Khang Tắc Chính nhìn thoáng qua tivi, Phá Thiện lúc này đến phương diện điểm báo kinh tế, thế là không khỏi xoa xoa đầu. Khi hắn chuẩn bị đi xuống phòng khách thì trong đầu không khỏi lóe lên một ý nghĩ, đó là Vương Tử Quân này hình như đã lâu rồi chưa xuất hiện trên chương trình thời sự. Nhưng ý nghĩ này của Khang Tắc Chính nhanh chóng bị một tiếng cười lớn cắt đứt, một cậu bé trai mập mạp chạy đến bên cạnh hắn. Khang Tắc Chính ôm lấy cậu bé kia rồi nói, Tiểu Thuận, hôm nay đi chơi có vui không? Ông, xe điện đụng rất vui, thế nhưng có một đứa bé khác cứ đụng vào xe của cháu, thật sự rất chán ghét. Cậu bé hôn lên mặt Khang Tắc Chính một cái rồi dùng giọng phàn nàn nói. Khang Tắc Chính căn bản không quan tâm đến lời phàn nàn của cậu bé, hắn cười ha hả nói, cháu trai, các cháu cần phải vui vẻ với nhau. Được rồi, khi nào ông rảnh, ông sẽ cùng đi chơi với cháu. Khang Tắc Chính nói rồi nhìn con gái và con rể. Bố, con rể Hoàng Sinh Diệu nhanh chóng tiến lên dùng giọng kính cẩn chào hỏi Khang Tắc Chính. Khang Tắc Chính căn bản không thích thái độ và biểu hiện này của Hoàng Sinh Diệu, thế nhưng con rể cũng là con, biểu hiện quá xa lạ cũng không hay. Hắn không khỏi khoát tay nói với Hoàng Sinh Diệu, con ngồi đi. Bố, con đi tìm mẹ. Khang Mẫn gần đây có chút sợ hãi Khang Tắc Chính, thế cho nên sau khi chào hỏi thì lập tức đi về phía phòng bếp. Sinh Diệu, gần đây con có bận rộn gì không? Khang Tắc Chính trầm ngâm giây lát rồi nhìn Hoàng Sinh Diệu nói. Hoàng Sinh Diệu là một giám đốc công ty sắt thép trong tỉnh Mật Đông, là cán bộ cấp cục, hơn nữa sau lưng lại có cha vợ là Khang Tắc Chính, thế cho nên phát triển rất tốt. Đừng nói là đám phó giám đốc đồng cấp, cho dù là giám đốc công ty cũng cực kỳ nể tình hắn. Bố, bây giờ lượng công việc bên kia có hơi giảm xuống, năm trước giám đốc Lý còn dùng giọng bừng bừng nói sẽ mở rộng sản xuất, thế nhưng bây giờ căn bản không thể thúc đẩy được, nghe nói trong tỉnh có bài xích với công ty của chúng con. Hoàng Sinh Diệu tuy nở nụ cười thế nhưng nhìn bộ dạng lại giống như báo cáo công tác với lãnh đạo. Khang Tắc Chính khẽ gật đầu, hắn biết rõ người trong lời nói của Hoàng Sinh Diệu là ai, thế nhưng cảm thấy những chuyện này không thích hợp nói với con rể. Vậy là thản nhiên nói, Sinh Diệu, chuyện này không cần con quan tâm, bây giờ chuyện quan trọng nhất của con chính là làm tốt công tác của mình. Bố, con biết rồi. Hoàng Sinh Diệu trầm ngâm giây lát, hắn cũng chưa nói ra chuyện trong lòng. Chỉ chuyển chủ đề, bố, con nghe nói lúc này quan hệ của hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy. Con không cần quan tâm, cũng đừng nói nhiều, con cần chú ý ảnh hưởng. Khang Tắc Chính chợt lạnh mặt. Hoàng Sinh Diệu nhìn gương mặt lạnh lẽo của bố vợ thì không khỏi có vài phần run rẩy. Tuy hắn là người vác cờ hiệu của Khang Tắc Chính, ở Mật Đông không ai dám trêu vào hắn, thế nhưng đối với Khang Tắc Chính, hắn cũng không phải là người quá mức được chào đón. Bố, con nghe đồng sự nói một vị phó giám đốc của công ty Sinh Diệu sắp đến làm phó chủ tịch thành phố Thanh Chuyên. Ngài cũng biết Sinh Diệu công tác hơn 4 năm rồi, cho dù phân biệt đối xử thì vợ lâu năm cũng có thể thành bà chứ. Khang Mẫn cắt hoa quả đặt lên bàn rồi cười nói với Khang Tắc Chính. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 157.